Thái Cổ Thần Vương chương 174. Mục kích trí mạng, người Hoàng gia học viện hóa làm tam đại phương trận, đẩy mạnh về phía đệ tử của Đế Tinh học viện, hiện lên xu thế vây quét. Ở phía sau bọn hắn, có cung tiễn thủ gỡ xuống cung tiễn, tên đã lên dây, tùy thời chờ lệnh. Người trong quân, trong mắt Nhậm Thiên Hành hiện lên một tia hàn quang, nhìn Sở Thiên Kiêu lạnh nhạt nói, điện hạ đây là đang vận dụng lực lượng trong quân. Ánh mắt các trưởng lão của Đế Tinh học viện đều rất lạnh. Đây là muốn buộc bọn họ tiến hành quyết chiến sao? Nếu như Sở Thiên Kiêu đại quy mô dùng người trong quân tham chiến, đệ tử của Đế Tinh học viện tự nhiên không đủ tiêu hao, sẽ bị chiến thuật biển người dìm chết. Cũng may hôm nay phản quân thế lớn, hoàng thất đều không ra quá nhiều cường giả tiến vào hoàng thành tham dự tranh chấp với Đế Tinh học viện, nếu không bọn hắn sẽ nguy hiểm. Đệ tử của thần tướng Vũ Phủ vốn là lực lượng dự bị trong quân, nghiêm chỉnh huấn luyện, tiền bối cần gì ngạc nhiên. Sở Thiên Kiêu cười nói, Nhậm Thiên Hành đoán không ra tâm tư của hắn. Cung tiễn, Tần Vấn Thiên quát lạnh một tiếng, ở phía sau trận doanh của Đế Tinh học viện, đồng dạng có người tế ra cung tiễn, tinh quang lóng lánh, mũi tên song phương đồng thời phá không giết ra, trong hư không đều là mưa tên. Phàm Nhạc nhìn thoáng qua mưa tên, liếm liếm miệng, đáng tiếc mình bây giờ còn chưa đủ cường đại, nếu không những mũi tên kia của đối phương có thể bị hắn lợi dụng, hôm nay lực khống chế của hắn vẫn có hạn. Như nếu không có lực khống chế cường đại của Phàm Nhạc, lực sát thương của mũi tên vẫn là không đủ, chỉ có thể phá hư trận hình, cận thân công kích đơn giản có thể ngăn trở mưa tên. Song phương cũng bắt đầu đẩy mạnh, bỗng nhiên tinh quang chói mắt phóng lên trời, các thân ảnh trong hư không phát hiện, đệ tử của Đế Tinh học viện, trong tay toàn bộ có được binh khí, hơn nữa là các loại thần binh lợi khí bất đồng, Tần Vấn Thiên chế tạo thương, kiếm, búa, thuẫn, các loại thần binh. Cho đệ tử của Đế Tinh học viện chọn lựa loại phù hợp. Song phương rốt cục chạm vào nhau, từng đạo hàn quang chém xuống, hoặc kiếm quang, hoặc mũi thương, hoặc đại búa, uy lực cường hoành, trong chốc lát va chạm, một phương Đế Tinh học viện toàn thắng, chém giết không ít người Hoàng gia học viện, Đế Tinh học viện lại không có tử vong, toàn bộ đều là thần binh, hơn nữa đều là nhị giai trung phẩm trở lên. Người Hoàng gia học viện thần sắc khó coi, Hoàng gia học viện dựa vào hoàng thất, cũng không có phối trí như vậy. Người có thần binh không nhiều lắm, xem ra là thần binh các cung cấp. Ánh mắt của Sở Thiên Kiêu lóe lên, hành tung của Tần Vấn Thiên hắn một mực khống chế, từng đi qua thần binh các một chuyến, phải sớm động thủ. Trong nội tâm Sở Thiên Kiêu nói nhỏ, sau đó hắn cười nói, đệ tử tranh phong, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, kính xin chư vị trưởng bối của Đế Tinh học viện chỉ giáo. Thanh âm của Sở Thiên Kiêu tràn ngập hư không, sau đó thần sắc mọi người nghiêm túc và trang trọng, khí tức tách ra. Bộ pháp đi về phía trước, yêu thú gào thét, muốn quyết chiến, người Đế Tinh học viện có chút nhìn không thấu, Sở Thiên Kiêu vừa dứt lời, xa xa có tiếng gió gào thét, những cường giả nguyên phủ cảnh ẩn núp trong bóng tối kia nhao nhao hiện thân, vây quét về phía cường giả nguyên phủ cảnh của Đế Tinh học viện, chuẩn bị chiến đấu, Nhậm Thiên Hành bình tĩnh mở miệng, mọi người nhao nhao gật đầu, bắt đầu tản ra, cường giả nguyên phủ cảnh chiến đấu tự nhiên cần không gian, nếu không căn bản thi triển không được, rất nhanh. Mảng lớn hư không kia, toàn bộ đều là cường giả ngự không phi hành, một màn như vậy lực xung kích là cực lớn, để cho đám người ở xa xa vụng trộm trong xem nội tâm kịch liệt phập phồng, muốn khai chiến, trống, yêu thú trống giận, song phương đã bắt đầu va chạm, thậm chí Sở Thiên Kiêu cùng Tiêu Lam cũng bước chậm mà ra, gia nhập chiến đoàn, tìm kiếm đối thủ của mình, tinh hồn sáng chói điên cuồng tách ra ở trên hư không, khí lưu hủy diệt mang tất cả hư không, cường giả nguyên phủ cảnh quần chiến. Loại uy thế này là cực kỳ đáng sợ. Phương Thiên Hỏa Kích của Tần Vấn Thiên lại đâm vào trái tim một người, ánh mắt nhìn hư không một cái, nội tâm phập phồng, hắn cũng không có dự liệu được lại bộc phát quyết chiến nhanh như vậy. Lần này Sở Thiên Kiêu quyết tâm, thật đúng là lớn a. Trong lúc đó, Tần Vấn Thiên cảm giác toàn thân lạnh buốt, hắn chứng kiến phía trước có một đạo thân ảnh bước chậm mà đến, người này trà trộn ở trong đệ tử của Hoàng gia học viện, nhưng giờ phút này cho Tần Vấn Thiên cảm giác lại cực kỳ nguy hiểm. Ngụy Trang, Phương Thiên Hỏa Kích của Tần Vấn Thiên rút ra, thân thể bạo lui, nhưng chỉ thấy tốc độ của người kia cực kỳ nhanh, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh, một cự thủ bắt về phía Tần Vấn Thiên, phản phất như muốn một chưởng chụp chết Tần Vấn Thiên. Ngay lúc này, một hắc ảnh chui ra, bóng kiếm đâm lên cự thủ, một tiếng nổ mạnh ầm vang, khí tức khủng bố điên cuồng tràn ngập, rất hiển nhiên, người của Đế Tinh học viện cũng tính tới đối phương ra tay, đồng dạng có người đang âm thầm bảo hộ Tần Vấn Thiên an toàn. Không thể không nói, sau khi Sở Thiên Kiêu phát động quyết chiến, lại ra tay với Tần Vấn Thiên, loại thời cơ này lựa chọn thật quá tốt,
những cường giả nguyên phủ cảnh kia đã bắt đầu chiến đấu, căn bản không chú ý tới hắn. Có người đối phó Vấn Thiên, Nhậm Thiên Hành quát to một tiếng, lập tức rất nhiều trưởng lão lao xuống, nhưng đối thủ của bọn hắn lại nhao nhao phát động công kích cường thế, ngăn cản bọn hắn. Thân thể của Diệp Vô Khuyết từ trên trời giáng xuống, đại kiếm bắn về phía Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, phương thiên hỏa kích múa đến mưa gió không thấu, xùy, cự kiếm chém rụng xuống, thân thể Tần Vấn Thiên bị chấn lui về phía sau, bên cạnh lại có một cường giả nguyên phủ cảnh bạo phát ra khí thế, bàn tay bay thẳng đến Tần Vấn Thiên, hiển nhiên là tình thế bắt buộc, chó chết, Phàm Nhạc thấy một màn như vậy nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế mũi tên điên cuồng bắn tới, nhưng toàn bộ bị thủ trưởng của đối phương đập bay ra ngoài. Tần Vấn Thiên đối mặt Diệp Vô Khuyết vốn đã giật gấu vá vai, từng bước lui về phía sau, bây giờ có thêm một cường giả nguyên phủ cảnh áp bách đến, bộ pháp đã có chút mất trật tự, cút ngay, một tiếng tiếng gầm gừ truyền ra, Nhậm Thiên Hành lao nhanh, trong tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, nháy mắt liền đánh xuống dưới, kiếm quan sát phạt đáng sợ xé mở hết thảy, vài tên cường giả nguyên phủ cảnh bị xuyên thủng đầu tử vong, Nhậm Thiên Hành hóa thành một cái bóng, lao về phía Tần Vấn Thiên, Diệp Vô Khuyết lại lần nữa đánh về phía Tần Vấn Thiên, nguyên phủ cảnh có thể ngự không, luân mạch cảnh liền không cách nào đền bù, nộ quát một tiếng, tóc dài của Tần Vấn Thiên bay lên, cánh tay càng quét, phương thiên hỏa kích lại nổ bắn ra, nhưng trong tích tắc này, sắc mặt của Tần Vấn Thiên tái nhợt, hắn cảm thấy sau lưng có uy hiếp trí mạng truyền đến, cho đến giờ phút này mới bộc phát, lúc này hắn đã không có khả năng quay người ngăn cản, chỉ có thể điên cuồng điều động thần nguyên thủ hộ sau lưng. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, khoang tim truyền đến đau đớn, một thanh đoạn kiếm đâm vào trong cơ thể Tần Vấn Thiên, hơn nữa là bộ vị trái tim, đây là muốn mạng của Tần Vấn Thiên. Vấn Thiên, sắc mặt của Nhược Hoang cùng Phàm Nhạc trắng bệch, bộ pháp của bọn hắn dừng lại, chỉ thấy đôi mắt dễ thương của Nhược Hoang không còn một chút thần thái. Vì cái gì, sau khi Đại Sơn chết, Vấn Thiên cũng muốn chết sao? Nội tâm Phàm Nhạc đau đớn, thiếu niên tiêu sái không bị trói buộc kia, đối với bằng hữu là thân hòa như vậy, nhưng đối mặt địch nhân lại bá đạo phóng đảng, đây là bằng hữu tốt nhất của hắn, huynh đệ của hắn, hôm nay lại chết sao? Sở Thiên Kiêu nhìn thoáng qua phía dưới, ánh mắt cứng lại, hiển nhiên, đánh chết Tần Vấn Thiên không ở trong kế hoạch của hắn, như vậy ai chủ động phá hủy kế hoạch của hắn, là Diệp Gia, hay Âu Gia? Nhưng lúc này người Diệp Gia cùng Âu Gia cũng lộ ra thần sắc khó hiểu, người dùng đoạn kiếm đâm Tần Vấn Thiên kia là ai? Sát! Nhậm Thiên Hành gào rú một tiếng, thân ảnh lao đến, công kích khủng bố trực tiếp đập nát đầu đối phương, người nọ cho Tần Vấn Thiên một kích trí mạng, chỉ sợ cũng đã nghĩ đến kết cục của mình, điểm ấy là không thể nghi ngờ, Đế Tinh Học Viện không có khả năng để cho người giết chết Tần Vấn Thiên còn sống ly khai. Diệp Vô Khuyết đã thối lui đến không trung, hắn biết rõ hiện tại nếu như còn ở lại nơi đó sẽ nguy hiểm cỡ nào, chỉ thấy trên người Nhậm Thiên Hành phóng thích sát ý khủng bố, bàn tay xẹt qua, một đám đệ tử của Hoàng gia học viện bị đồ sát. Nhậm Thiên Hành, thật sự phẫn nộ rồi, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Thiên Kiêu, mặc dù là Sở Thiên Kiêu, trái tim cũng có chút rung động, xuất hiện ngoài ý muốn, là muốn cho Đế Tinh Học Viện nổi điên a, hắn cũng có chút kiên kỵ loại cục diện này, ta không muốn giết hắn. Sở Thiên Kiêu mở miệng nói, nhưng chứng kiến ánh mắt của Nhậm Thiên Hành, hắn cười khổ, hiện tại giải thích, chỉ sợ không có bất kỳ tác dụng. Chỉ thấy Nhậm Thiên Hành ôm lấy thân thể Tần Vấn Thiên, tinh thần lực cường đại phong bế miệng vết thương, thân thể phóng lên trời quát, rút lui. Ánh mắt đám người Đế Tinh Học Viện đỏ bừng, sát ý bị triệt để kích phát, nhưng nghe Nhậm Thiên Hành nói, bọn hắn không thể không rút lui. Sở Thiên Kiêu phất tay, ra lệnh không được đuổi theo, Tần Vấn Thiên bị ám sát đã triệt để chọc giận Đế Tinh Học Viện, hắn không muốn đối phương không tiếc hết thảy nổi điên. Chỉ thấy thân ảnh của hắn hàng lâm trên mặt đất, nhìn thi thể không đầu kia, người này đúng là người giết chết Tần Vấn Thiên, chỉ sợ hiện tại muốn tra ra thân phận của hắn cũng rất khó, có chút phiền phức rồi. Sở Thiên Kiêu thì thào nói, không biết một kích kia có lấy mạng của Tần Vấn Thiên hay không. Bất quá rất nhanh Sở Thiên Kiêu liền điều chỉnh, nếu như đã xảy ra, liền không thèm nghĩ nữa, hiện tại nên làm, là làm sao ứng đối Đế Tinh Học Viện điên cuồng, chuẩn bị ứng đối như thế nào. Tiêu Lam đáp xuống, thần sắc bình tĩnh, hắn ngược lại không có quá quan tâm, đã ngoài ý muốn đến một bước này cũng tốt, dùng công thay thủ. Sở Thiên Kiêu đáp lại nói, trong ánh mắt phong mang lập lòe, hiện tại bọn hắn càng muốn công, áp bách Đế Tinh Học Viện, triệt để diệt hậu hoạn. Tiêu Lam nhìn Sở Thiên Kiêu, thầm nghĩ Sở Thiên Kiêu xác thực là một nhân tài, đây không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, vậy liền chuẩn bị a. Tiêu Lam mở miệng nói, khiến cho nội tâm người chung quanh đều có chút rung động,
từ giờ trở đi, chỉ sợ song phương sẽ là cục diện không chết không ngớt rồi. Cuộc tỷ thí này phát sinh ngoài ý muốn rất nhanh truyền khắp hoàng thành, rất nhiều người đều cảm thán Sở Thiên Kiêu điên cuồng, vậy mà thật sự hạ lệnh đánh lén giết chết Tần Vấn Thiên. Bọn hắn cũng không biết, Tần Vấn Thiên chết, hoàn toàn không ở trong kế hoạch của Sở Thiên Kiêu. Diệp gia cùng Âu gia, đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận là bọn hắn làm, cái này phản phất như đã trở thành một điều bí ẩn. Nhưng người trong hoàng thành, cũng cực kỳ quan tâm Tần Vấn Thiên chết sống, thiếu niên thiên tài cuộc khởi kia, chính là ngôi sao sáng chói nhất trong năm qua, nếu như hắn vẫn lạc, quả thật có chút đáng tiếc. Đế Tinh học viện, trong một gian phòng, rất nhiều trưởng lão vây quanh, nhìn về phía bóng người nằm ở trên giường kia, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ lo lắng. Như thế nào? Nhậm Thiên Hành thấy trưởng lão ngồi ở trên mép giường quay người, không khỏi vội vàng hỏi. Kỳ lạ, trái tim của hắn sinh cơ cực thịnh, huyết mạch phản phất như có lực lượng đặc thù, chảy qua trái tim tiến hành tuần hoàn, để cho trái tim của hắn có thể bảo trì sinh cơ, còn chậm rãi khôi phục. Trưởng lão kia nói, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bị thương như vậy, nếu như đổi lại những người khác chỉ sợ đã chết. Người trong phòng toàn thân siết chặt, hai đấm siết chặt, đều phun ra một ngụm trọc khí, không có nguy hiểm tánh mạng. Nhậm Thiên Hành nói, lúc ấy bị đánh trúng cũng không chết, dùng sinh cơ của hắn, chỉ cần điều trị thỏa đáng, có thể chậm rãi khôi phục. Đối phương lại mở miệng nói, người trong phòng triệt để thở ra. Vấn Thiên, Tần Dao nín khóc mỉm cười, ngồi ở đầu giường nhẹ vỗ về cái trán của Tần Vấn Thiên, trên mặt chứa đựng nước mắt, nàng xém bị hù chết, Tần Vấn Thiên bị đánh trúng, là trái tim A. Tất cả giải tán đi, tạm thời phong tỏa tin tức, mặt khác phái người thủ hộ nơi đây. Nhậm Thiên Hành phân phó một tiếng, lúc này mọi người mới dần dần tán đi, trưởng lão am hiểu trị liệu thì ở lại, trong nội tâm như trước tất tắc kêu kỳ lạ, luân mạch cảnh vậy mà có được sinh cơ cường đại như thế, thật sự là kỳ quái. Nhược Hoang đi đến đầu giường, lộ ra nụ cười sáng lạng, thì thào nói, Vấn Thiên, Đại Sơn hắn đã đi, ngươi không thể bỏ sư tỷ a. Nói xong nàng cũng đi ra, trong nháy mắt xoay người, nụ cười của nàng biến mất, lộ ra hàng mang lạnh như băng, Cửu Huyền Cung, Sở Quốc Hoàng Thất, thù hận này, càng ngày càng sâu rồi. Trong nháy mắt đã qua ba ngày này, Đế Tinh học viện cùng Hoàng Thất tranh chấp triệt để bộc phát, bọn hắn đã không hề tụ tập lực lượng tiến hành va chạm, mà là điều động cường giả nguyên phủ cảnh đi ra ngoài, trực tiếp triển khai săn giết, về phần luân mạch cảnh, đều ở trong học viện không cho đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, liền có nguy hiểm tử vong. Song phương, đã triệt để vạch mặt, mặc dù là Sở Thiên Kiêu, cũng không dám tùy ý đi đi lại lại ở bên ngoài, Đế Tinh học viện điên cuồng lên, thực có khả năng sẽ ám sát hắn. Ba ngày qua, không ngừng có tin tức song phương thương vong truyền ra, một lần phục kích chiến thảm trọng nhất, Đế Tinh học viện bị cường giả Hoàng gia học viện phục kích, bất quá đã có cường giả kịp thời đuổi tới cứu viện, trận chiến ấy cường giả nguyên phủ cảnh chết trận 4 người, luân mạch cảnh tử vong 8 người, bão tố chính thức đã lan cả hoàng thành. Đế Tinh học viện, Tần Vấn Thiên như cũ hôn mê bất tỉnh, ở bên cạnh hắn, lại ngồi hai thiếu nữ xinh đẹp, Khuynh Thành, mấy ngày nay vất vả ngươi rồi. Tần Dao nhìn bóng hình xinh đẹp ngồi đối diện, lộ ra thần sắc cảm kích, không có gì, ta vừa vặn am hiểu cái này. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Tần Dao cười nói, sau đó tiếp cho Tần Vấn Thiên uống thuốc. Nhìn Mạc Khuynh Thành, Tần Dao có chút ngẩn người, cười nói, nếu như ngươi có thể một mực chiếu cố hắn thì tốt rồi. Được thôi, tiện nghi ngốc tử này rồi. Mạc Khuynh Thành ngọt ngào cười cười, nhưng lại đột nhiên kịp phản ứng ý tứ của Tần Dao, ngẩng đầu thấy đôi mắt dễ thương của Tần Dao nháy nháy, Mạc Khuynh Thành không khỏi đỏ mặt, ta nói là chiếu cố đến hắn tỉnh lại, ân, ta biết rõ, nếu không thì chỉ cái gì. Tần Dao mập mờ cười cười gật đầu, Mạc Khuynh Thành thầm mắng mình lắm miệng, không biết lúc nào hắn có thể tỉnh lại. Tần Dao lại lộ ra vẻ lo lắng, yên tâm đi, hắn khôi phục rất tốt. Mạc Khuynh Thành an ủi nói, kỳ thật nàng cũng biết Tần Vấn Thiên bị thương rất nặng, chỉ sợ sẽ hôn mê không ít thời gian. Ân, Tần Dao nhẹ nhàng gật đầu, Khuynh Thành, ta đi xem người nấu thuốc xong chưa, đợi chút nữa đưa tới cho ngươi. Tần Dao nói xong liền rời đi, Mạc Khuynh Thành đút thuốc cho Tần Vấn Thiên, sau đó lau miệng thay hắn, thì thào lẩm bẩm, ngốc tử, đây chính là lần thứ hai ta nấu thuốc cho ngươi, ngươi phải nhanh khỏe lại a. Tay Mạc Khuynh Thành nâng cằm, nhìn Tần Vấn Thiên ngẩn người, không nghĩ tới nàng hai lần nấu thuốc đều là cho Tần Vấn Thiên. Cái này có lẽ là duyên phận a. Nhìn gương mặt tuấn tú, yên tĩnh, tường hòa kia, còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy hắn, còn là một thiếu niên non nớt, một năm này, hắn nhất định ăn rất nhiều khổ, hôm nay càng thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng mất, thật sự là ngốc. Nhìn,
Mạc Khuynh Thành dần dần có chút ngây dại, vươn tay vuốt ve mặt Tần Vấn Thiên, lộ ra thần sắc dí dỏm, tên này, càng ngày càng đẹp trai a. Tần Vấn Thiên phản phất như cảm thấy cái gì, lông mi giật giật, ánh mắt của hắn dần qua mở ra, sau đó hắn liền thấy được một dung nhan tuyệt mỹ, đang lộ ra thần sắc thất kinh, bàn tay vẫn còn ở trên mặt của hắn, xíu, u u, tay của Mạc Khuynh Thành như thiểm điện thu hồi, thấy con mắt của Tần Vấn Thiên chớp chớp, mặt không khỏi đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, ta thử xem ngươi có thể cảm giác được hay không, xem ra thật đúng là linh, thật sự rất tỉnh. Mạc Khuynh Thành làm bộ cười nói, nhưng Tần Vấn Thiên không có nói chuyện, cứ như vậy nhìn nàng, để cho mặt của nàng đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Chứng kiến Mạc Khuynh Thành xấu hổ, Tần Vấn Thiên cảm giác trong lòng nhúc nhích, giờ khắc này Mạc Khuynh Thành thật đẹp, ngươi tới. Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, lông mi Mạc Khuynh Thành chớp động, trừng mắt nhìn. Nhưng như trước cúi đầu tới gần Tần Vấn Thiên, trái tim của nàng đập đùng đùng, lần thứ nhất khẩn trương như vậy, chỉ thấy Tần Vấn Thiên vươn tay, ở trên mặt của nàng ngắt hai cái, sau đó cười nói, huề nhau. Mạc Khuynh Thành sửng sốt, trên mặt đỏ bừng, ta đi lấy thuốc. Mạc Khuynh Thành xám xịt chạy, nhìn xem thân ảnh kia, trên mặt Tần Vấn Thiên lộ ra nụ cười sáng lạng, nói nhỏ, cảm ơn. Ngày hôm nay Mạc Khuynh Thành mất hồn mất vía, thấy bộ dạng của nàng xấu hổ ngượng ngùng. Tần Vấn Thiên ngẫu nhiên biết sẽ vui đùa hai câu, điều này cũng làm cho Tần Giao cực kỳ cao hứng, xem ra Vấn Thiên cùng Khuynh Thành thật sự có hy vọng. Mấy ngày kế tiếp Tần Vấn Thiên khôi phục rất nhanh, ở ngày thứ năm hắn đã có thể bắt đầu tu hành, hoàn thành phong bạo như trước tiếp tục thổi mạnh, chiến đấu thảm thiết lại phản phất như cách Tần Vấn Thiên rất xa. Đám người Mạc Thương, Nhược Hoang ngẫu nhiên sẽ đến thăm Tần Vấn Thiên, cũng không nói cho hắn tình hình bên ngoài, chỉ bảo hắn hảo hảo tu hành, hơn nữa dặn dò hắn không bước vào nguyên phủ cảnh, không được tham dự chiến đấu bên ngoài nữa, cái này lại để cho Tần Vấn Thiên cười khổ, xem ra đế tinh học viện là lo lắng hắn bị ám sát phát sinh lần nữa, không muốn hắn lại mạo hiểm. Tần Vấn Thiên cũng không muốn cho học viện thêm phiền, chỉ một người yên tĩnh tu hành, rốt cục ở một tháng sau, Tần Vấn Thiên mở chính luân mạch, khóa nhập luân mạch cảnh đỉnh phong, cách nguyên phủ cảnh chỉ còn lại có một bước ngắn. Bước vào luân mạch cảnh cửu trọng, Tần Vấn Thiên lại tu hành mấy ngày, vững chắc tu vi, đồng thời không quên tu hành thần thông. Hôm nay thiên thủ ấn của Tần Vấn Thiên, rốt cục tu luyện thành công thức thứ tư, uy lực đáng sợ, khai sơn chưởng cùng với cuồng thú kích pháp cũng càng ngày càng hoàn thiện. Ngày hôm nay, Tần Vấn Thiên lần nữa đi tới Thiên Tinh Các, đi thông cầu thang tầng thứ bảy, Tần Vấn Thiên thi lễ với lão nhân một cái, chỉ thấy lão nhân mở mắt ra, trong ánh mắt già nua mang theo vài phần thần thái nói, có nắm chắc rồi sao, thử xem a. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, lão nhân nhẹ gật đầu, lại nhắm mắt, Tần Vấn Thiên đi qua, lại lần nữa đi tới trước cánh cửa kia. Thiên Tinh Các tầng thứ 9, bên trong có bí mật gì? Tiếng vang rầm rầm đáng sợ gầm thét, thần nguyên trong cơ thể Tần Vấn Thiên sôi trào, bộ pháp đạp mạnh, chỉ thấy hắn đưa tay oanh ra một chưởng ấn, một tiếng ầm vang nổ mạnh, cánh cửa kia rung động, khiến cho tâm của lão nhân cũng tùy theo rung lên. Tần Vấn Thiên lui về phía sau một bước, thần nguyên tiếp tục gào thét, lại ra tay nữa, song chưởng đồng thời phát ra. Khai sơn chưởng cùng cô tinh ấn đồng loạt rơi vào trên cánh cửa, đông, thanh âm rung rung để cho cả Thiên Tinh Các run rẩy, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên đỉnh Thiên Tinh Các, là ai gây chuyện a? Trong tay Tần Vấn Thiên xuất hiện phương thiên hỏa kích, luân mạch cảnh sử dụng thần binh đẳng cấp cao, phát huy ra công hiệu cũng có hạn chế nhất định, bởi vậy lão nhân không có hạn chế hắn lợi dụng thần binh công kích. Trong tích tắc, huyết mạch của Tần Vấn Thiên sôi trào lên, cả người như yêu thú, bộ pháp đạp mạnh. Phương thiên hỏa kích bạo sát mà ra, quân lâm thiên hạ, phốc, một tiếng vang nhỏ truyền ra, đôi mắt lão giả kia mở to, một đạo hào quang đáng sợ lóng lánh, lòng của hắn bắt đầu rung động, phá, Tần Vấn Thiên, hắn đã phá vỡ cánh cửa kia, nội tâm của Tần Vấn Thiên cũng có chút kích động, chỉ thấy hắn đi về phía bí mật cuối cùng của Thiên Tinh Các, ở trong cánh cửa chỉ có một phiến không gian, khiến Tần Vấn Thiên ngạc nhiên chính là, ở đây không có vật kỳ diệu như ở cánh cửa thứ hai, mà chỉ có một đồ cuốn cổ xưa. Tần Vấn Thiên mở đồ cuốn ra, hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc, đây là một tấm bản đồ, bí mật cuối cùng của Thiên Tinh Các, đế thương để lại chỗ này, chỉ là một bức bản đồ. Tần Vấn Thiên chưa đi ra sở quốc, hắn đương nhiên xem không hiểu địa đồ kia, đành phải thu vào, thời điểm đi ra, lão nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, tiền bối, Tần Vấn Thiên hạ thấp người với lão giả, từ hôm nay trở đi, Thiên Tinh Các tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 không còn tồn tại. Tầng thứ 7, cởi mở cho đệ tử thiên tài của đế tinh học viện, người ở nơi này lấy được hết thảy, không được nhắc tới với người ngoài. Lão giả dặn dò một tiếng,
Minh bạch, Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết rõ đạo lý Mang Ngọc có tội, cũng không có lập tức ly khai. Tần Vấn Thiên đi vào cánh cửa thứ nhất, tiến về Thú Linh chi địa, nhưng hắn không có giống như lần trước gặp được rất nhiều người, lại gặp được rất nhiều yêu thú. Tần Vấn Thiên cũng không biết, giờ phút này Đế Tinh Học Viện đã bắt đầu oanh động. Ở ngoài Đế Tinh Học Viện, một đám trưởng lão cùng với đệ tử đứng chung một chỗ, phản phất như nghênh đón ai đó, hư không xa xa, một nhóm thân ảnh cởi yêu thú cường đại bay đến, phía trên, từng đạo thân ảnh tay áo phiêu động, dừng lại ở trên không Đế Tinh Học Viện, ánh mắt bọn hắn lợi hại, quan sát phía dưới, phản phất như không ai bì nổi. Nếu Tần Vấn Thiên ở đây sẽ phát hiện, những người kia, có một thanh niên hắn nhận thức, đúng là Nhạc Thanh Phong mà hắn ở Thú Linh chi địa nhìn thấy qua. Đế Tinh Học Viện cũng là hai ngày trước lấy được tin tức, người Thương Vương Cung sẽ hàn lâm, về phần nguyên nhân hắn cũng không rõ ràng, chỉ mang theo mọi người đến đây nghênh đón. Không chỉ Thương Vương Cung, một ngày này có rất nhiều cường giả hàn lâm sở quốc, không ai bì nổi. Trong Hoàng Cung, Tiêu Lam cau mày, không nghĩ tới tin tức vẫn để lộ ra ngoài, năm đó đế thương mấy lần hàn lâm sở quốc, che giấu bí mật lớn nhất của hắn ở đây. Nếu như bí mật kia bạo lộ, không nói đến sở quốc nho nhỏ, mặc dù là cả Đại Hạ Hoàng Triều, cũng sẽ chấn động. Thú Linh chi địa, Tần Vấn Thiên đánh chết không ít yêu thú, thôn phệ thú linh, nhưng giờ phút này, ánh mắt của hắn lại vô cùng ngưng trọng. Ở trước người Tần Thiên, xuất hiện một cự thú hình thể khổng lồ, toàn thân yêu thú này bao trùm lấy vần sáng màu vàng, cao tới 4 mét, bàn tay như bồ đoàn, một cái tát có thể chụp chết người. Hoàng Kim Cổ Viên, ở Ngũ Trọng Thiên, có Hoàng Kim Cổ Viên võ mệnh tinh thần, chiến thú phổ bài danh thứ 3. Công kích cùng phòng ngự gần như khó giải, đáng sợ hơn chính là tốc độ của nó cực nhanh. Bất quá lúc này Hoàng Kim Cổ Viên cũng không tốt lắm, không ngừng phun khí, nhân loại nhỏ bé trước mắt kia, lại có thể làm bị thương nó. Trên người Tần Vấn Thiên huyết mạch lăn mình, tuấn mỹ như yêu, tóc đen theo gió mà bay, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích như yêu tôn chiến thần, không ai bì nổi. Đột phá đến luân mạch cảnh cửu trọng, lại tu hành yêu thần biến, thực lực so với lần trước tiến vào cường đại hơn quá nhiều. Đông. Hoàng Kim Cổ Viên chà đạp đại địa, mặt đất xuất hiện một cái khe, bàn tay nó vung về phía Tần Vấn Thiên, so với ngọn núi còn muốn cuồng bạo. Ông, trên lưng Tần Vấn Thiên có côn bằng chi dực, tốc độ nhanh như tia chớp, không lùi mà tiến tới, vọt tới trước người đối phương, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bay lên trời, Phương Thiên Hỏa Kích nổ bắn mà ra. Trống, Hoàng Kim Cổ Viên điên cuồng gầm thét, tiếng hô cực lớn kia chấn đến màng tai của Tần Vấn Thiên kịch liệt đau nhức. Chỉ thấy hắn cũng nổi giận gầm lên một tiếng, chưởng ấn gào thét, miệng lại điên cuồng phun ra binh khí, Phương Thiên Hỏa Kích cùng thủ trưởng của đối phương va chạm, phát ra tiếng vang khủng bố. Một người một thú lại lần nữa khai chiến, đại địa điên cuồng sụp đổ, chung quanh chim bay cá nhảy đều nhượng bộ lui binh, đại chiến điên cuồng giằng co nửa canh giờ, Hoàng Kim Cổ Viên vết thương chồng chất, Tần Vấn Thiên cũng không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng đều chấn động, đây là hắn một mực lợi dụng ưu thế cửu thiên côn bằng quyết tránh chiến. Không có cùng đối phương ngạnh bính, phốc phốc, rốt cục bắt được một cơ hội, Phương Thiên Hỏa Kích của Tần Vấn Thiên đâm vào mắt đối phương, tiếng hô rung trời, Hoàng Kim Cổ Viên triệt để bạo tẩu, Tần Vấn Thiên lui về phía sau, bắt đầu du chiến, đại khái một nén nhang sau, Hoàng Kim Cổ Viên rốt cục chống đỡ không nổi, bị Tần Vấn Thiên mài chết, Tần Vấn Thiên tự nhiên không khách khí cắn nuốt thú linh, Tần Vấn Thiên có chút hưng phấn, tiếp tục ở trong thú linh chi địa tìm kiếm con mồi. Rốt cục để cho hắn gặp chiến thú phổ bài danh thứ 5 xích huyết lôi ưng, Tần Vấn Thiên làm bộ chạy trốn, thậm chí để nó kích thương, mới bắt được cơ hội ngàn năm khó gặp đánh chết đối phương, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn rời thú linh chi địa, cắn nuốt rất nhiều thú linh, khí chất trên người hắn càng mãnh liệt, nhất là thời điểm sử dụng yêu thần biến. Bên ngoài, người Đế Tinh Học Viện nên đón cường giả của Thương Vương Cung, mang theo bọn hắn ở trong học viện đi đi lại lại. Nhưng bọn hắn không biết mục đích của Thương Vương Cung tự nhiên không phải vì đi dạo, mà là trước hiểu rõ thoáng một phát toàn bộ Đế Tinh Học Viện, nhìn xem địa phương có khả năng che giấu bí mật của Thương Vương nhất ở nơi nào. Trong hư không, Bạch Hạc bay tới, hôm nay Mạc Khuynh Thành là tới thay thuốc cho Tần Vấn Thiên, tuy nói Tần Vấn Thiên đã dần dần khôi phục, nhìn như không khác người bình thường, nhưng dù sao trái tim bị thương, sau khi chữa trị nếu có thể lại dùng dược vật an dưỡng tự nhiên càng hoàn mỹ. Ông ngoại, Bạch Hạc đáp xuống. Mạc Khuynh Thành nhìn thấy Cố lão đang cùng một đám người không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, địa vị của ông ngoại ở Đế Tinh Học Viện nàng tự nhiên tin tường, vậy mà tự mình tiếp đãi những khách nhân kia. Khuynh Thành, danh tới bái kiến chư vị tiền bối của Thương Vương Cung. Cố lão nhìn Mạc Khuynh Thành cười nói, ngôn ngữ đề điểm nàng,
để tránh Mạc Khuynh Thành nói ra cái gì không thích hợp. Thương Vương Cung, trong nội tâm Mạc Khuynh Thành cả kinh, thế lực này nàng có nghe thấy. Vãn bối Mạc Khuynh Thành bái kiến chư vị tiền bối. Mạc Khuynh Thành thi lễ một cái, người Thương Vương Cung đánh giá Mạc Khuynh Thành, nhất là các thanh niên, ánh mắt của bọn hắn nóng bỏng, quét mắt nhìn Mạc Khuynh Thành, không nghĩ tới Sở Quốc nho nhỏ vậy mà còn có mỹ nhân như vậy, làm cho người cảm thấy kinh diễm, mặc dù là ở Thương Châu Thành, cũng không có nữ tử có thể đánh đồng a, thật xinh đẹp, không biết có hôn phối chưa, chỉ thấy một trung niên của Thương Vương Cung cười nói, Khuynh Thành tuổi chưa tới 18, chưa có hôn phối. Cố lão khách khí nói, ha ha, không sai biệt lắm có thể xem xét rồi, Mạc Khuynh Thành, tu vi của ngươi như thế nào? Trung niên hỏi, Nguyên Phủ Nhất Trọng, trong nội tâm Mạc Khuynh Thành có chút không vui, nhưng như trước đáp lại nói, con mắt của trung niên sáng lên, không đến 18 tuổi, Nguyên Phủ Cảnh, hơn nữa có được dung nhan như thế, thật không tệ, nghĩ vậy hắn nhìn thoáng qua Nhạc Thanh Phong ở bên cạnh, Nhạc Thanh Phong tự nhiên minh bạch ý tứ của phụ thân, hơn nữa nhìn thấy dung nhan của Mạc Khuynh Thành. Hắn cũng xác thực động tâm, Khuynh Thành tiểu thư, tại hạ Nhạc Thanh Phong, chỉ thấy Nhạc Thanh Phong cười nói, phong độ nhẹ nhàng, một màn như vậy để người Đế Tinh học viện tâm máy động, cố lão muốn thành toàn Mạc Khuynh Thành cùng với Tần Vấn Thiên, nhưng lúc này Nhạc Thanh Phong mở miệng, ý nghĩa không cần nói cũng biết, tại Sở Quốc, tuy có rất nhiều người xuất chúng thầm mến Mạc Khuynh Thành, nhưng bởi vì thân phận bối cảnh của Mạc Khuynh Thành, nàng không muốn, ai dám mở miệng đề cập, nhưng Nhạc Thanh Phong liền không giống. Hắn là người của Thương Vương Cung, tự nhiên sẽ không để ý bối cảnh của Mạc Khuynh Thành ở Sở Quốc. Mạc Khuynh Thành nhìn Nhạc Thanh Phong nhẹ gật đầu, lại không có trả lời cái gì, thầm mắng mình đến không phải lúc. Ha ha, tiểu bối các ngươi đi tâm sự a, ở chỗ này cùng chúng ta cũng không thú vị. Trung niên ở bên cạnh Nhạc Thanh Phong chính là phụ thân của hắn, mỉm cười nói, Nhạc Thanh Phong tự nhiên cam tâm tình nguyện, đi đến trước một bước nhìn Mạc Khuynh Thành cười nói, Khuynh Thành tiểu thư, chúng ta đi một chút a. Trong nội tâm Mạc Khuynh Thành tự nhiên không muốn, không có trả lời. Khuynh Thành, lúc này, chỉ thấy bên cạnh có một thân ảnh đi tới, Mạc Khuynh Thành quay người lại, trên mặt lộ ra vui vẻ, trừng mắt nhìn Tần Vấn Thiên. Vừa rồi Tần Vấn Thiên cũng chú ý tới tình hình bên này, hắn cũng nhìn thấy Nhạc Thanh Phong, trong nội tâm rùng mình, đã vào Thú Linh Chi Địa, hắn biết rõ Nhạc Thanh Phong là người của Thương Vương Cung, thấy hắn tự hồ cố ý muốn truy cầu Mạc Khuynh Thành. Cái này để cho Tần Vấn Thiên cảm giác có chút không thoải mái. Loại cảm giác này, trước kia Tần Vấn Thiên chưa bao giờ có. Sao ngươi lại tới đây? Tần Vấn Thiên đi đến bên người Mạc Khuynh Thành, vươn tay, lại nắm tay của Mạc Khuynh Thành, khiến cho Mạc Khuynh Thành run lên, trong mắt hiện lên một tia ngượng ngùng, nhưng nàng biết dụng ý của Tần Vấn Thiên, liền tùy ý hắn lôi kéo, ôm nhu cười cười, đến thay thuốc cho ngươi. Tình cảnh như vậy những người khác nhìn ở trong mắt, người Đế Tinh học viện có chút bận tâm. Không nghĩ tới Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành quan hệ gần như thế, không biết người Thương Vương Cung có thể trách tội hay không. Nhạc Thanh Phong tự nhiên cũng nhận ra Tần Vấn Thiên, chỉ thấy đôi mắt của hắn có chút nhíu lại. Vấn Thiên, nhanh tới bái kiến chư vị tiền bối của Thương Vương Cung. Cố lão nhìn Tần Vấn Thiên nói, Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn người Thương Vương Cung hành lễ, nói, vãn bối Tần Vấn Thiên bái kiến chư vị tiền bối. Trung niên nhìn thoáng qua Tần Vấn Thiên, trong đôi mắt tách ra hào quang lợi hại. Đi thôi, chỉ thấy hắn thấp giọng nói, mang người đi qua Tần Vấn Thiên, trực tiếp bỏ qua Tần Vấn Thiên rồi, vừa rồi hắn còn chuẩn bị tác hợp Nhạc Thanh Phong cùng Mạc Khuynh Thành, trong nháy mắt lại bị một vãn bối phá hư hào hứng, tự nhiên cảm giác mất mặt. Về phần Tần Vấn Thiên, một đệ tử của Đế Tinh học viện, há có thể vào mắt của hắn, Tần Huynh, lại gặp mặt, thời điểm Nhạc Thanh Phong đi ngang qua bên người Tần Vấn Thiên nói nhỏ, sau đó đôi mắt của hắn rất không khách khí nhìn Mạc Khuynh Thành. Khiến cho Tần Vấn Thiên cau mày, trong mắt có hàn mang hiện lên. Đợi lúc đám người rời đi, Mạc Khuynh Thành trừng Tần Vấn Thiên một cái, nói, ngươi còn không buông ra. Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé không có xương kia, Tần Vấn Thiên lại có chút ít không bỏ, bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, để cho Mạc Khuynh Thành đỏ mặt lên. Lúc này Tần Vấn Thiên mới lưu luyến không rời buông ra, gia hỏa háo sắc. Mạc Khuynh Thành nói nhỏ, đi về phía trước, nhưng trên dung nhan tuyệt thế, lại treo dáng tươi cười. Giống như thiếu nữ xấu hổ, mối tình đầu a, kìm lòng không được, Tần Vấn Thiên xấu hổ cười cười, gãi gãi đầu, lúc này hắn như thiếu niên bình thường, đuổi theo Mạc Khuynh Thành, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, ngược lại có vài phần dí dỏm, Tần Vấn Thiên không khỏi có chút ngây dại, trong nội tâm có tình cảm ấm áp, loại cảm giác này, là hắn chưa bao giờ có, rất kỳ diệu, có chút khẩn trương, có chút ấm áp, cảm giác rất đẹp, người Thương Vương Cung tới một đại điện,
phụ thân của Nhạc Thanh Phong Nhạc Hàn Sơn ngồi ở chủ vị, hai bên hắn đều là người Thương Vương cung, rất bá đạo, người Đế Tinh học viện cũng rất bất đắc dĩ, kỳ thật trước kia bọn hắn cùng với Thương Vương cung từng có tiếp xúc, lần trước sự tình Lạc Thiên Nhai cũng là Thương Vương cung giúp giải quyết, nhưng nội bộ của Thương Vương cung cũng chia phe phái, phân biệt là Thương Vương dòng chính nhất mạch cùng không phải dòng chính nhất mạch, hôm nay, Thương Vương dòng chính càng ngày càng yếu, quyền nói chuyện ở Thương Vương cung dần dần mất đi. Lần này người tới đều không phải dòng chính nhất mạch, Nhạc Hàn Sơn ngồi ở chủ vị, ánh mắt sắc bén nhìn đám người Đế Tinh học viện, mở miệng nói, từ hôm nay, Đế Tinh học viện Thiên Tinh Các, Thiên Hà Điện, do Thương Vương cung ta tạm thời tiếp quản, mặt khác, đám người Thanh Phong, các ngươi đi Thiên Mộng Lâm xem một chút. Thần sắc người Đế Tinh học viện cứng đờ, bọn hắn vừa thay Thương Vương cung giới thiệu, hôm nay, bọn hắn đã bắt đầu dùng khách áp chủ sao, như thế nào, có vấn đề? Nhạc Hàn Sơn thấy người Đế Tinh học viện nhíu mày, lạnh nhạt nói, không có, chỉ hy vọng đừng ảnh hưởng đệ tử của học viện tu hành. Trong nội tâm Cố lão thở dài, Thương Vương cung thế lớn, bọn hắn không đắc tội nổi. Được, mặt khác, các ngươi mang người Thương Vương cung đến các địa phương che giấu khác của Đế Tinh học viện dạo một chút. Nhạc Hàn Sơn lại lần nữa mở miệng nói, Đế Tinh học viện cũng chỉ có thể đồng ý, những người này tới, tự hồ là muốn tìm cái gì, đi thôi. Nhạc Hàn Sơn phất tay, mọi người nhao nhao rời đi, rất nhanh, ở đây chỉ còn lại có Nhạc Hàn Sơn cùng Nhạc Thanh Phong. Phụ thân, bí mật của Thương Vương, thực có khả năng ở chỗ này sao? Nhạc Thanh Phong mở miệng hỏi, chỉ thấy Nhạc Hàn Sơn vuốt vuốt mi tâm, nhắm mắt dưỡng thần, thấp giọng nói, Thương Vương nhất mạch đã tìm được một ít bút ký của Thương Vương năm đó, tiết lộ năm đó Thương Vương đã tới đây nhiều lần, có khả năng rất lớn, nếu như thật sự bị chúng ta tìm được, Thanh Phong, tương lai của ngươi vô cùng quang minh. Nội tâm Nhạc Thanh Phong run rẩy lên, lúc trước Đại Hạ Hoàng Triều 36 Thiên Cương, Thương Vương xếp thứ nhất, chiến lực cường đại đến đáng sợ, vô luận đối mặt thiên tài cỡ nào đều cùng giai vô địch, vượt cấp chiến đấu càng là chuyện thường ngày, cuối cùng thành truyền kỳ. Thương Vương đế thương, hắn không chỉ có được một nguyên phủ, tu sĩ võ mệnh, luân mạch hóa thành vòng xoáy, mở nguyên phủ hải, trong cơ thể chỉ có một nguyên phủ, đây là luật thép của tu hành, nhưng đế thương, hắn phá vỡ luật thép này. Hắn có được nhiều nguyên phủ, có được nhiều nguyên phủ, chỉ cần là tu sĩ võ mệnh liền biết cái kia ý vị như thế nào, ý nghĩa có thể dung nạp tinh thần nguyên lực gấp vài lần người khác, có thể ở trong nguyên phủ bất đồng thai nghén võ mệnh thiên cương, sức chiến đấu làm sao có thể không kinh người. Sở quốc hoàng thành có rất nhiều cường giả từ bên ngoài hàn lâm, nhưng bọn hắn lại không nhúng tay sự tình của hoàng thất cùng với Đế Tinh học viện, đối với bọn họ mà nói, những cái kia đều không có ý nghĩa. Người Thương Vương cung ở Đế Tinh học viện huyên náo gà chó không yên, mặc dù đã đáp ứng Đế Tinh học viện sẽ không quấy rầy đệ tử, nhưng thời điểm bọn hắn động thủ tìm tòi học viện lại không khách khí như vậy, công pháp thần thông ở Thiên Tinh các bị lật úp sấp, thậm chí bọn hắn còn phát hiện ra cửa vào thú linh chi địa ở tầng thứ 7, bất quá hai cánh cửa khác đã bị hủy, chỉ có thần thông bí kíp ở trong đó, đối phương cũng không thấy có dị thường gì, nhưng để cho người Đế Tinh học viện tức giận là, những người Thương Vương cung kia thấy được một ít thần thông lợi hại, vậy mà trực tiếp mang đi. Càng quá phận là, bọn hắn muốn hủy Đế Tinh Bi, đây là biểu tượng của Đế Tinh học viện, chứng kiến lịch sử của Đế Tinh học viện. Lúc này ở trước Đế Tinh Bi tụ tập rất nhiều người, bọn người Nhậm Thiên Hành cùng Cố lão đều đến, thậm chí Tần Vấn Thiên thấy lão giả thủ hộ ở Thiên Tinh các tầng thứ 7 cũng xuất hiện, chỉ thấy bọn họ nhìn người Thương Vương cung, nói, nơi này là tâm huyết của Thương Vương, ghi lại lịch sử của học viện. Chư vị hạ thủ lưu tình, ngươi hẳn là đại trưởng môn của Đế Tinh học viện Thương Vương hậu nhân Đế Nghĩa a. Nhạc Hàn Sơn nhìn về phía lão giả, ánh mắt lóe lên từng tia phong mang. Đúng vậy, lão giả bình tĩnh nói, khiến cho rất nhiều người Đế Tinh học viện kinh hãi. Lão giả thoạt nhìn cực không bình thường, toàn thân phong cách cổ xưa, đúng là Đế Tinh học viện viện trưởng. Nguyên lai, Đế Tinh học viện viện trưởng, vẫn luôn là hậu nhân của Thương Vương huyết mạch kế thừa sao. Bọn hắn một mực yên lặng thủ hộ Đế Tinh học viện. Còn nội tình trong đó, liền không phải bọn hắn có thể biết được. Đế Nghĩa, ngươi nên tin tưởng mục đích ta đến, Đế Tinh Bi, nhất định phải dỡ xuống. Ánh mắt của Nhạc Hàn Sơn thủy chung rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ chân thật đáng tin. Quá độc ác, chung quanh đệ tử của Đế Tinh học viện lộ ra phẫn nộ, rồi lại giận mà không dám nói gì. Thương Vương cung và Đế Tinh học viện cùng thuộc nhất mạch, làm sao có thể quá phận như vậy? Xa xa, Mạc Khuynh Thành cùng Tần Vấn Thiên đứng chung một chỗ. Chỉ thấy Mạc Khuynh Thành cau mày, nàng rất tức giận, Thương Vương cung khinh người quá đáng. Khuynh Thành tiểu thư,
Đế tinh học viện là không thể nào ảnh hưởng được ý chí của Thương Vương Cung, cả hai không ở một cấp độ. Chỉ thấy Nhạc Thanh Phong nhìn Mạc Khuynh Thành, trên mặt toát ra nụ cười ôn hòa, mỗi lần chứng kiến thiếu nữ trước mắt, hắn đều động tâm. Chứng kiến loại ánh mắt này của Nhạc Thanh Phong, Mạc Khuynh Thành siết chặt nắm đấm, khinh người quá đáng, không bằng Mạc Khuynh Thành theo ta tiến về Thương Vương Cung, so với nơi này thì tốt hơn rất nhiều. Nhạc Thanh Phong giống như vui đùa nói, lại mang theo vài phần đùa giỡn, ngươi quá làm càn. Tần Vấn Thiên lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng lại thấy ánh mắt của Nhạc Thanh Phong chuyển qua, hàng quang nổ bắn, nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, sau đó cười lạnh nói, Tần huynh thật cho rằng nơi này là thú linh chi địa sao? Dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, uy áp khủng bố nghiền ép về phía Tần Vấn Thiên, một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ, hơn nữa còn là ở Đế Tinh học viện, coi trời bằng vung. Đương nhiên, Nhạc Thanh Phong tự tin dùng thực lực của hắn có thể nghiền ép Tần Vấn Thiên, dù sao bọn hắn ở thú linh chi địa cũng đã thấy thực lực của đối phương rồi. Nhạc Thanh Phong phát ra chưởng lực, vô cùng cương mãnh, lộ ra một cổ cứng rắn vô đối, còn chất chứa sắc bén chi khí, cắt đứt hết thảy, có thể trực tiếp chém giết người. Thần sắc của Tần Vấn Thiên ngưng tụ, phát ra khai sơn chưởng, hai đạo chưởng lực va chạm, nổ mạnh, chỉ thấy thân thể Tần Vấn Thiên bị đẩy lui, kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, không ít người nhìn về bên này, đều có chút kinh hãi. Nhạc Thanh Phong này thật bá đạo, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, lại một kích chấn thương Tần Vấn Thiên. Thương Vương Cung như không thấy, căn bản không có coi an hai chuyện to tát, Tần Vấn Thiên bạo phát khí tức bất quá là luân mạch bát trọng, dùng thực lực của Nhạc Thanh Phong, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng đôi mắt dễ thương của Mạc Khuynh Thành lại nhấp nháy, nhìn về phía Tần Vấn Thiên, gia hỏa này, biến thành thông minh hồi nào vậy? Mạc Khuynh Thành tin tưởng Tần Vấn Thiên đã vào luân mạch cảnh cửu trọng, vừa rồi một kích kia hiển nhiên là hắn tận lực lưu thủ, che giấu thực lực, nếu không, Mạc Khuynh Thành không tin Nhạc Thanh Phong có thể thắng được Tần Vấn Thiên, hủy đi. Lúc này, Nhạc Hàn Sơn lạnh lùng nói, người Thương Vương Cung phát ra chưởng lực, tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, chấn vỡ đế tinh bi, mảnh vỡ bay múa cuồng loạn. Không, Nhược Hoa nhìn thấy bia đá của Đại Sơn bị oanh nát, đôi mắt dễ thương đỏ bừng, ẩn ẩn có huyết quang lóng lánh, cực kỳ phẫn nộ, tiếng nổ lớn ầm ầm không ngừng. Đế tinh bi văng tung tóe, người Thương Vương Cung bắt đầu kiểm tra mảnh vỡ, nhưng không có phát hiện cái gì, liền nghênh ngang rời đi. Khuynh Thành tiểu thư, có rảnh đi ra ngoài một chút không? Thời điểm Nhạc Thanh Phong ly khai nhìn Mạc Khuynh Thành cười cười, nhìn xem khuôn mặt xinh đẹp kia, tim đập thình thịch, mặc dù không thể làm vợ hắn, nếu như có thể có được thân thể của nàng, cũng là một sự tình làm cho người hưng phấn a. Nghĩ vậy, huyết dịch trong lòng Nhạc Thanh Phong liền khởi động, quét mắt nhìn Mạc Khuynh Thành, lộ ra dáng tươi cười ý vị thâm trường, sau đó quay người rời đi. Mạc Khuynh Thành cắn chặt môi, phản phất như nhận lấy nhục nhã mãnh liệt, nhưng lại cực lực che giấu, cặp môi đỏ mọng của nàng thậm chí có một tia máu tươi tràn ra. Nhược Hoang đi đến phía trước, ngồi xổm ở trong đống mảnh vỡ đế tinh bi, thất thần, hôm nay nàng tiều tụy rất nhiều, xa xa không có thần thái như ngày xưa. Người đế tinh học viện cũng đều đứng đó trầm mặc, ủy khuất, phẫn nộ, lại không dám nói lời nào. Tần Vấn Thiên nhìn một màn này, hai đấm nắm chặt, tiếng răng rắc truyền ra, nhìn bóng lưng của Nhạc Thanh Phong, trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn quang đáng sợ, đó là sát ý. Vươn tay, Tần Vấn Thiên bắt được bàn tay nhỏ bé của Mạc Khuynh Thành, khiến cho Mạc Khuynh Thành sửng sốt, chuyển qua nhìn hắn cười ngọt ngào, để cho Tần Vấn Thiên nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Chúng ta đi, Tần Vấn Thiên nắm tay Mạc Khuynh Thành rời đi. Thú linh chi địa, Tần Vấn Thiên lại bắt đầu sát phạt yêu thú. Mặc dù là yêu thú bài danh top 10, cũng đỡ không nổi hắn sát phạt. Tần Vấn Thiên đi tới trên một ngọn núi, cước bộ của hắn ngừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chỗ đó có một yêu thú cực kỳ kỳ quái, nó có đầu rồng, mình sư tử, cánh đại bằng, huyền vũ lân, đuôi rắn, kỳ lân trảo, diện mục dữ tợn, đế yêu. Tần Vấn Thiên thở sâu, chiến thú phổ xếp hàng thứ nhất, ở trong chiến thú phổ, chỉ giới thiệu hình thái của nó, lại không giới thiệu năng lực của nó. Tần Vấn Thiên liếc liền nhận ra, đây là đế yêu, chỉ thấy đôi mắt của đế yêu lạnh như băng, toàn thân lóng lánh lấy quang hoa tinh thần đáng sợ, đồng tử khiếp người, như có thể ảnh hưởng tâm thần. Phương Thiên Họa kích nơi tay, thân thể Tần Vấn Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xung kích về phía đế yêu, mục đích đến thú linh chi địa, ngoại trừ thí luyện, tự nhiên là vì những chiến thú bài danh top 10 trong chiến thú phổ, hôm nay hắn gặp yêu thú thứ nhất trong chiến thú phổ, có thể nào buông tha. Tinh quang chói mắt, đau con mắt người, vòng trời đột nhiên sáng lên, tiếng hô chấn động thiên địa, chỉ thấy bên cạnh đế yêu, xuất hiện một con yêu thú,
chúng đồng thời gào thét. Cái này để cho bộ pháp của Tần Vấn Thiên ngừng lại, rung động nhìn một màn trước mắt. Triệu hoán thú, đế yêu xếp hàng thứ nhất trên chiến thú phổ, dĩ nhiên là triệu hoán thú. Nội tâm Tần Vấn Thiên rung động, đây quả thực là chiến thú tha thiết mơ ước a, nhưng chứng kiến con yêu thú kia, Tần Vấn Thiên lại cảnh giác lên, thần sắc ngưng trọng. Ông, cuồng phong càng quét qua, Tần Vấn Thiên phản phất như hóa thân côn bằng, phương thiên hỏa kích đâm ra, thanh long gào thét, một tiếng ầm vang nổ mạnh, thân thể một con yêu thú nổ tung, nhưng thân thể Tần Vấn Thiên lại không có dừng lại, chu tước thức tách ra, phương thiên hỏa kích quét ngang, yêu thú gào rú. Hai ngày sau, Tần Vấn Thiên mang theo mỏi mệt đi ra thú linh chi địa, quơ quơ đầu, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ không thoải mái, vì săn giết chiến thú phổ xếp hàng thứ nhất đế yêu, hắn hao phí hai ngày thời gian, sử dụng các loại thủ đoạn, rốt cục giết chết đế yêu, cướp đoạt thú linh, loại thu hoạch này, cũng để cho Tần Vấn Thiên cực kỳ kích động. Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên đi ở trong đế tinh học viện, một giọng nói truyền đến, Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành đi tới. Mặt lạnh lùng lúc này mới lộ ra nụ cười, ở phía sau nàng, Nhạc Thanh Phong đi theo. Hai ngày này, Mạc Khuynh Thành một mực nhẫn nhịn lấy Nhạc Thanh Phong quấy rối. Tần Vấn Thiên đi đến bên người Mạc Khuynh Thành, thấp giọng nói, hắn một mực như vậy. Ân. Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, lộ ra vài phần ủy khuất, chúng ta đi ra ngoài một chút. Tần Vấn Thiên kéo tay Mạc Khuynh Thành cười nói, Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, hai người đi ra ngoài đế tinh học viện. Người học viện nhìn thấy Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành thân mật như thế, tuy có chút ghen ghét Tần Vấn Thiên, nhưng như trước yên lặng chúc phúc đôi bích nhân này, hy vọng bọn hắn có thể có một tương lai tốt. Con mắt của Nhạc Thanh Phong có chút nheo lại, hàng mang lập lòe, mắt nhìn Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành ly khai. Người Thương Vương cung càng ngày càng quá mức, xới tung cả đế tinh học viện, nhưng như trước không có tìm được đồ vật bọn hắn muốn, trong đế tinh học viện tiếng oán thán nổi lên bốn phía. Nhạc Thanh Phong thì có chút nhàm chán, khi thì cùng các thanh niên của Thương Vương cung đến đế tinh ngoài học viện đi đi một chút, bất quá ngày hôm nay, thậm chí có một đám người đuôi mù trêu chọc người Thương Vương cung, song phương phát sinh xung đột, hơn nữa đối phương có nguyên phủ cảnh, áp chế người Thương Vương cung, cái này để cho đám thanh niên Thương Vương cung làm sao chịu được. Bọn hắn theo trưởng bối đi ra lịch lãm rèn luyện, địa phương nhỏ bé như sở quốc, thậm chí có người dám chọc bọn hắn, thực là muốn chết. Người Thương Vương cung kéo đối phương lại, để cho Nhạc Thanh Phong về gọi người đến. Nhạc Thanh Phong lập tức đi về phía đế tinh học viện, bất quá khi đi ngang qua một nơi hẻo lánh, có một thân ảnh mặc hắc y chặn đường hắn. Hắc y nhân này cúi đầu, tay cầm một thanh trường thương, chậm rãi đi lên phía trước. Ngươi là người nào? Nhạc Thanh Phong dừng bước, lạnh lùng nói. Hắn không nghĩ tới giữa ban ngày, thậm chí có người muốn giết hắn. Nhạc Thanh Phong cũng không ngốc, hắn ẩn ẩn cảm giác được, phản phất như có người tận lực nhằm vào hắn, nếu không tại sao có thể xảo như vậy? Người muốn mạng ngươi. Một thanh âm rét lạnh truyền ra, chỉ thấy hắc y nhân hóa thành một đạo tàn ảnh, mũi thương nổ bắn ra, một cổ yêu khí đáng sợ tràn ngập, trường thương chấn động, như hóa thành vòng xoáy đáng sợ, chất chứa lực lượng vô tận. Nhạc Thanh Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm thân ảnh công kích đến kia. Chứng kiến cặp mắt của chủ nhân, nội tâm của hắn rung lên, là ngươi. Nhạc Thanh Phong đưa tay công kích, chưởng ấn cùng trường thương va chạm, tiếng phốc phốc truyền ra, sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết, trường thương trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của hắn, xuyên thấu cổ họng, đóng đinh Nhạc Thanh Phong lên tường, luân mạch cảnh cửu trọng. Hai mắt Nhạc Thanh Phong trợn lên, chết không nhắm mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình sẽ chết ở sở quốc nho nhỏ. Đế tinh học viện, thi thể của Nhạc Thanh Phong yên tĩnh nằm trên đất. Một thanh trường thương xuyên qua cổ họng của hắn, đóng đinh thân thể của hắn. Ở trước thi thể, thân thể Nhạc Hàn Sơn run rẩy, hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, lần này tới sở quốc, con của hắn Nhạc Thanh Phong sẽ bị người giết chết. Chỉ thấy hai con ngươi của hắn đỏ bừng, trên người tràn ngập sát ý, xa xa người đế tinh học viện đều tránh đi rất xa, nhưng trong lòng thì nhìn có chút hả hê, trong khoảng thời gian này người Thương Vương cung hung hăng càng quấy như thế nào, phá hư đế tinh học viện hầu như không còn. Cuối cùng đã nhận được trừng phạt. Tất nhiên là Nhạc Thanh Phong này quá kiêu ngạo rồi, cho nên mới kết thù kết oán với người, bị giết chết. Tra, tra cho ta. Nhạc Hàn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ đế tinh học viện. Tần Vấn Thiên ngồi ở trong viện của mình, trên tay cầm một bức bản đồ, giống như không có chuyện gì xảy ra, nghe tiếng hô kia, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa một cái, thần sắc bình tĩnh. Không giết Nhạc Thanh Phong, Mạc Khuynh Thành không được an bình, cho nên, hắn phải chết. Hôm nay thiếu niên non nớt kia, ở trong hoàn cảnh tàn khốc, tâm đã thời gian dần trôi qua trở nên lạnh lùng chút ít,
chỉ cần có người uy hiếp được người bên cạnh hắn, hắn tình nguyện làm sát thần lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn địa đồ trong tay, ngón tay của Tần Vấn Thiên rơi vào một địa phương, phía trên có chữ viết, nơi này là Cửu Châu Thành Yêu Châu Thành, dấu hiệu địa đồ chỉ hẳn là sơn mạch ở bên ngoài Yêu Châu Thành. Tần Vấn Thiên nhìn địa thế kia, đại lục địa vực bao la vô tận, có đôi khi một mảnh sơn mạch hoặc rừng rậm, còn lớn hơn cả một quốc gia, cũng tỉ như hắc ám xâm lâm của Sở Quốc, liền bao phủ cả hoàng thành, ngươi thậm chí không cách nào thăm dò bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì. Bức bản đồ này đánh dấu phiến sơn mạch kia, liền chiếm cứ diện tích thật lớn. Tần Vấn Thiên lại nhìn chằm chằm vào địa điểm, chỗ đó là khu vực trong xâm lâm sơn mạch, là địa điểm nào đó trong một thị trấn nhỏ, thậm chí đánh dấu ra một vị trí cụ thể. Không biết đế thương để bức bản đồ này ở Thiên Tinh Các tầng thứ 9, đến cùng có bí mật gì? Vấn Thiên, giờ phút này, có thanh âm truyền đến, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy Cố Lão cùng với Mạc Khuynh Thành từ trên không nhảy xuống. Cố Lão, Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên thu hồi địa đồ, đứng dậy, Nhạc Thanh Phong chết rồi. Cố Lão nhìn Tần Vấn Thiên nói, chỉ thấy thần sắc của Tần Vấn Thiên bình tĩnh, trong nội tâm Cố Lão lập tức hiểu rõ, sau đó nói sang chuyện khác. Mục đích của Thương Vương Cung đến Đế Tinh Học Viện, cũng dò thăm ra rồi. Vì sao đến? Tần Vấn Thiên thấy Cố Lão không có nói tiếp sự tình Nhạc Thanh Phong chết, ba người đều ngầm hiểu lẫn nhau, Đế Tinh Học Viện đương nhiên sẽ không đi ra. Đối với Thương Vương Cung, Tần Vấn Thiên cũng có chút tò mò. Thương Vương Cung có hai đại phe phái, trong đó một mạch là Thương Vương dòng chính nhất mạch, Đế Nghĩa Trưởng Môn là người phát ngôn của mạch này ở Đế Tinh Học Viện, cùng Đế Tinh Học Viện có ngàn vạn tia quan hệ. Một mạch khác là những người lần này tới, chúng ta từ Thương Vương nhất mạch nhận được tin tức, năm đó Thương Vương có khả năng giấu bí mật lớn nhất của hắn ở Đế Tinh Học Viện, Cửu Huyền Cung Tiêu Lam cũng vì thế mà đến. Bí mật của Thương Vương, Tần Vấn Thiên biến sắc, đúng, bí mật của Thương Vương, năm đó vô luận Thương Vương ở cảnh giới nào, đối mặt cường giả như thế nào, cũng cùng cảnh giới vô địch, đơn giản là hắn tu luyện đặc thù, Thương Vương, tu nhiều nguyên phủ, về sau bí mật này bạo lộ. Toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều vô số cường giả bắt đầu đuổi giết Thương Vương, trước khi Thương Vương mất tích, khả năng đến Đế Tinh Học Viện mà hắn sáng tạo một chuyến, nhiều nguyên phủ. Nội tâm Tần Vấn Thiên rung động, tu sĩ võ mệnh tu hành, chỉ có thể tu thành một nguyên phủ hải, điểm ấy hắn đương nhiên tin tường, về sau võ mệnh thiên cương, cũng từ trong nguyên phủ thai nghén. Đúng, có khả năng là một bộ công pháp nghịch thiên, không có ai biết ở nơi nào, Cố Lão tiếp tục nói, nhưng nội tâm Tần Vấn Thiên lại có chút rung lên. Địa đồ ở Thiên Tinh Các tầng thứ 9, nếu như là địa đồ kia, như vậy Đế Nghĩa thủ hộ Thiên Tinh Các tầng thứ 7, có lẽ ẩn ẩn có thể suy đoán đến một ít a. Mấy ngàn năm, không có người phá vỡ Thiên Tinh Các tầng thứ 9, chẳng lẽ, đây là Thương Vương năm đó bày ra, bất quá việc này ngươi không cần phải xen vào, cùng ngươi không quan hệ, ta tới là nói cho ngươi biết, Khuynh Thành nàng muốn đi ra ngoài một chút, ngươi cùng nàng đi giải sầu a. Cố Lão nhìn Tần Vấn Thiên nói. Tần Vấn Thiên nhìn Cố Lão cùng với Mạc Khuynh Thành, nhìn thấy ánh mắt của hai người, hắn làm sao không rõ Cố Lão dụng tâm lương khổ. Người Thương Vương Cung cho rằng mình chỉ là luân mạch bát trọng, hơn nữa từng bị Nhạc Thanh Phong kích thương, tự nhiên sẽ không hoài nghi mình, nhưng Cố Lão cùng Mạc Khuynh Thành ẩn ẩn biết rõ, mình có thể giết chết Nhạc Thanh Phong, bọn hắn có lẽ đoán được, cho nên hy vọng mình ly khai, không cần tiếp tục ở lại trong tầm mắt của người Thương Vương Cung, nếu không khó tránh khỏi sẽ bạo lộ thực lực. Hơn nữa, Cố Lão nói ly khai, chỉ sợ là tạm thời ly khai Sở Quốc, hôm nay Đế Tinh Học Viện đang cùng Hoàng Thất tranh phong, Thương Vương Cung lại đây, đúng là thời buổi rối loạn, Học Viện muốn hắn rời xa phân tranh. Như vậy, Tần Vấn Thiên hắn liền không gặp nguy hiểm, Cố Lão có thể nói dụng tâm lương khổ. Trầm mặc một lát, Tần Vấn Thiên gật đầu, nói, được, chuẩn bị một chút, liền trực tiếp xuất phát. Cố Lão vỗ vỗ bả vai của Tần Vấn Thiên, sau đó liền rời đi. Ta đi nói một tiếng cho phụ thân cùng tỷ tỷ. Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành nói, ân, ta chờ ngươi. Mạc Khuynh Thành gật đầu. Tần Vấn Thiên phân biệt nói cho Tần Xuyên, Tần Giao cùng với bọn người Phàm Nhạc một tiếng, cũng dặn dò bọn hắn nếu muốn ly khai, nhất định phải nhớ rõ để cho Đế Tinh Học Viện hộ tống. Dặn dò tốt hết thảy, lúc này Tần Vấn Thiên mới cùng Mạc Khuynh Thành bí mật xuất hành, đi ra Đế Tinh Học Viện, sau đó mới cưỡi Bạch Hạc ngự không mà đi. Bạch Hạc đi về phía tây. Tần Vấn Thiên đứng ở trên Bạch Hạc, nhìn Hoàng Thành dần dần khuất bóng, ánh mắt của hắn có lưu luyến cùng không bỏ. Sở dĩ Tần Vấn Thiên đồng ý kiến của Cố Lão, là vì hắn rõ ràng tình huống hôm nay, hắn ngay cả tư cách tham dự đấu tranh cũng không có, cho nên hắn lựa chọn tạm thời rời đi. Rất nhanh, ta sẽ trở lại.
Trong nội tâm Tần Vấn Thiên âm thầm thề, trong hoàng thành này, có rất nhiều người khó có thể dứt bỏ. Hắn thật sự không nỡ đi, nhưng hắn nhất định phải đi tăng lên thực lực của mình. Nghĩ cái gì vậy? Mạc Khuynh Thành đi đến bên người Tần Vấn Thiên, thấp giọng hỏi. Khuynh Thành, sau khi ngươi tiễn ta ra ngoài liền trở về đi, ta có khả năng phải đi một chỗ rất xa. Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành, lộ ra nụ cười ôn hòa. Đã nói ngươi là theo giúp ta giải sầu mà. Mạc Khuynh Thành oán trách nhìn Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên cười khổ, hai tay vịn bả vai của Mạc Khuynh Thành, chân thành nói, ta thật sự phải đi rất xa, có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi không cần phải theo ta đi mạo hiểm. Mạc Khuynh Thành trừng mắt nhìn Tần Vấn Thiên, cũng không nói chuyện, dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc, trong đôi mắt mang theo một tia u oán, để cho nội tâm Tần Vấn Thiên như chảy qua dòng nước ấm. Vươn tay, di động về phía gương mặt của Mạc Khuynh Thành, tâm của Tần Vấn Thiên đập đùng đùng, so với thời điểm chiến đấu còn hồi hộp hơn. Rốt cục, bàn tay của Tần Vấn Thiên rơi vào trên gương mặt của Khuynh Thành, da thịt óng ánh mềm mại, để cho Tần Vấn Thiên tim đập nhanh hơn, hắn chăm chú nhìn gương mặt của Mạc Khuynh Thành, phảng phất như rất sợ Mạc Khuynh Thành sẽ tức giận, ta đi cùng ngươi. Mạc Khuynh Thành như trước trừng hắn, chỉ phun ra bốn chữ. Tần Vấn Thiên cười khổ, chứng kiến u oán cùng với kiên trì trong ánh mắt đối phương, hắn chỉ có thể gật đầu, cái này còn không sai biệt lắm. Mạc Khuynh Thành tự nhiên cười nói, để cho Tần Vấn Thiên cảm giác tim đập nhanh hơn, hắn lần thứ nhất cách Khuynh Thành gần như vậy, thật đẹp, quá kinh diễm, còn không có chiếm tiện nghi đủ sao. Mạc Khuynh Thành nhếch miệng, lại trừng Tần Vấn Thiên nói, lúc này Tần Vấn Thiên mới thu tay về, sau đó ngồi ở trên bạch hạc, nhưng trong lòng cảm giác ngọt ngào, chỉ có thời điểm cùng Mạc Khuynh Thành ở chung một chỗ, hắn mới có ấm áp cùng ngọt ngào như vậy. Mạc Khuynh Thành ngồi ở bên người Tần Vấn Thiên, bạch hạc phi hành cực nhanh, sức gió thổi đánh vào người, thiếu niên tuấn mỹ cùng với thiếu nữ Khuynh Quốc Khuynh Thành ngồi chung một chỗ, ở trong mây mù ghé qua, như thần tiên quyến lữ. Chúng ta đi đâu? Trên mặt Mạc Khuynh Thành mang mỉm cười nhu hòa, nhìn Tần Vấn Thiên hỏi. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên lấy ra địa đồ, chỉ vào dấu hiệu nói, bên ngoài Yêu Châu Thành, chúng ta dựa theo địa đồ đánh dấu phi hành, chỉ sợ cần không ít thời gian mới có thể tới. Bản đồ này ở đâu ra? Mạc Khuynh Thành đang nghe truyện trên TV audio CV nghi hoặc nhìn Tần Vấn Thiên. Thiên Tinh Các tầng thứ 9, Đế Thương lưu lại, ông ngoại ngươi nói tới bí mật của Đế Thương, ta đoán rất có thể ngay ở chỗ này. Tần Vấn Thiên chỉ vào địa điểm kia nói, ánh mắt của Mạc Khuynh Thành trì trệ, bí mật của Đế Thương, Tần Vấn Thiên lại không hề giữ lại nói cho mình. Nghĩ vậy, trong nội tâm Mạc Khuynh Thành chảy qua một tia ngọt ngào, gật đầu cười. Hắn tín nhiệm như vậy, nàng thật sự rất vui vẻ. Kình phong phất ở trên bản đồ, sau khi phân biệt rõ phương hướng, Tần Vấn Thiên thu vào, bạch hạc một đường đi về phía tây, vượt qua không thị trấn cùng thôn trang, sơn mạch rừng rậm, đi về địa phương xa xôi. Đây là lần thứ nhất Tần Vấn Thiên đi xa như thế, đồng dạng cũng là lần thứ nhất Mạc Khuynh Thành đi xa, trước kia nàng chưa bao giờ đi ra sở quốc. Trong nội tâm bọn hắn có chút thấp thỏm không yên, cũng có từng tia ôn hòa, bởi vì người đồng hành là đối phương. Trong lòng thiếu nam thiếu nữ, lần thứ nhất có hạt giống tình yêu nảy sinh, tỉnh tỉnh mơ mơ. Bên ngoài Yêu Châu Thành vài ngàn dặm, có một sơn mạch vô biên, kéo dài qua vô số lãnh thổ quốc gia. Trong sơn mạch này, có vô số yêu thú ngự không mà đi, ở trên không trung gào thét. Lúc sáng sớm, trong hư không có một bạch hạc ghé qua. Trên bạch hạc, thiếu niên tuấn mỹ cùng với thiếu nữ thanh thuần mỹ mạo ngồi đó, chỉ thấy thiếu nữ gối đầu lên vai thiếu niên, thân thể nhẹ nhàng dựa vào thiếu niên. Thiếu niên tuấn mỹ thì mở mắt, thân thể vẫn không nhúc nhích, phảng phất như sợ quấy nhiễu thiếu nữ. Hai người này, tự nhiên là Tần Vấn Thiên cùng với Mạc Khuynh Thành. Lông mi của Mạc Khuynh Thành giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt, con ngươi như mặt nước ống ánh sáng long lanh, đầu lặng lẽ dời đi, trên mặt có đỏ ửng nhàn nhạt, tỉnh rồi. Tần Vấn Thiên nhìn gương mặt của Mạc Khuynh Thành hơi có chút tiều tụy, hắn hơi đau lòng, bọn hắn một đường tìm tới nơi này, đi không ít đường quanh co, hỏi rất nhiều người, bỏ ra hơn 20 ngày, tuy tốc độ của bạch hạc nhanh, nhưng dù sao chỉ là yêu thú cấp 7, tốc độ phi hành như trước có hạn. Mạc Khuynh Thành khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước, trong đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, sơn mạch vô tận, nhìn không tới cuối cùng, nếu để hắc ám xâm lâm ở chỗ này, chỉ sợ cũng chỉ là một khu hẻo lánh a. Tần Vấn Thiên lấy địa đồ ra, nhìn nơi đánh dấu, lập tức giao cho Mạc Khuynh Thành nói, cũng sắp tới rồi, ngươi hỗ trợ khống chế bạch hạc phi hành. Mạc Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, bạch hạc tiếp tục đi về phía trước, ở đây địa vực mênh mông, bọn hắn phi hành cả buổi, như trước không có tìm được tòa thành đánh dấu kia, chẳng lẽ phương hướng sai? Mạc Khuynh Thành cau mày,
địa phương bao la như vậy, nếu như phương hướng lệch cũng là có khả năng. Có người, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phương xa, chỉ thấy chỗ đó có vài con yêu thú ngự không mà đi. Những người kia cũng nhìn thấy Bạch Hạc, yêu thú bay tới, những người kia dần dần tới gần bên này, chứng kiến hai người đều hai mắt tỏa sáng, thiếu niên tuấn mỹ, thiếu nữ kinh diễm, để cho bọn hắn nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Các hạ là đi Yêu Thành Sơn sao? Đối phương nhìn hai người hỏi. Yêu Thành Sơn, Tần Vấn Thiên liếc nhìn địa đồ, phía trên đánh dấu, đúng là ở trong Yêu Thành Sơn. Phải, còn xa lắm không? Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi. Cũng sắp đến rồi. Trong đó có một thanh niên không ngừng nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, dung nhan như Mạc Khuynh Thành, ngược lại để đồng bạn bên cạnh hắn hoàn toàn động tâm, chạy đi quan trọng hơn. Chỉ thấy nữ tử ở bên cạnh cau mày, có chút mất hứng, chỉ thấy nàng mặc lam y, cao quý trang nhã, vốn cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng so sánh với Mạc Khuynh Thành, dĩ nhiên là ảm đạm vô quang. Chứng kiến ánh mắt mấy người bên cạnh nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, nàng tự nhiên là không vui. Tốt, vài tên thanh niên tự hồ rất nghe nàng, yêu thú cùng Bạch Hạc bay đi, nhưng ánh mắt thanh niên kia như trước có chút lưu luyến. Tần Vấn Thiên cười khổ nhìn Mạc Khuynh Thành, cái gọi là hồng nhan họa thủy, nữ tử quá đẹp, tự nhiên dễ dàng bị người chú ý, cũng không biết mang Mạc Khuynh Thành đến là đúng hay sai. Ngươi mất hứng. Mạc Khuynh Thành chú ý tới thần sắc của Tần Vấn Thiên, thấp giọng hỏi, không thích bọn hắn nhìn chằm chằm ngươi. Tần Vấn Thiên mỉm cười nhún vai, bất quá con mắt sinh trưởng ở trên thân người khác, ta chỉ sợ phải thích ứng. Ngươi ghen. Ánh mắt Mạc Khuynh Thành lấp lóe, Tần Vấn Thiên cũng không nói, xem như cam chịu, để cho Mạc Khuynh Thành cảm giác ngọt ngào. Có mang theo quần áo không? Chỉ thấy Mạc Khuynh Thành nhìn Tần Vấn Thiên hỏi. Ân. Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, cho ta xem một chút y phục của ngươi. Mạc Khuynh Thành nở nụ cười, Tần Vấn Thiên có chút khó hiểu, nhưng hắn như trước lấy ra mấy bộ y phục, sau đó ở dưới hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn soi mói, Mạc Khuynh Thành choàng y phục của hắn ở trên người, che đậy thân hình, thậm chí buộc tóc lên, ngược lại lộ ra có chút chẳng ra gì cả, mang theo vài phần khí khái nam nhi. Như vậy thế nào? Mạc Khuynh Thành giang tay ra nói. Tần Vấn Thiên đánh giá Mạc Khuynh Thành, tuy có vài phần khí khái nam nhi, nhưng da thịt óng ánh cùng dung nhan hoàng mỹ kia là giấu không được, bất quá như vậy sẽ không để người chú ý như trước. Mạc Khuynh Thành hóa trang thành như vậy, cũng làm cho trong nội tâm Tần Vấn Thiên cảm động, vươn tay, lại nắm tay của Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành cùng Tần Vấn Thiên rốt cục thấy được Yêu Thành Sơn trên bản đồ đánh dấu, thời điểm Bạch Hạc đáp xuống trên không thành trì, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành há to miệng, lộ ra thần sắc rung động. Cả tòa thành chung quanh tất cả đều vây quanh sơn mạch cao ngất, bọn hắn là xuyên thẳng qua núi cao tiến đến, quan sát phía dưới, nhìn thành trì dùng cự thạch cổ xưa chồng chất lên hào hùng khí thế, giống như quỷ phủ thiên công. Đương nhiên, từ trên không quan sát thành trì này nhìn như không lớn, cái kia chỉ là bởi vì bên ngoài sơn mạch quá mức bao la, tòa thành trì này tuyệt đối không nhỏ hơn hoàng thành Sở Quốc, bên trong sống rất nhiều người, rất khó tưởng tượng, ở chỗ sâu trong sơn mạch, vậy mà sẽ có một thành trì như vậy. Chúng ta đi xuống đi. Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, Bạch Hạc đáp xuống Yêu Thành Sơn, tòa thành trì này trừ nhân loại ra, lại vẫn có rất nhiều yêu thú hoạt động, những yêu thú này không phải võ tu nhân loại khống chế, mà là độc lai độc vãng, nhân loại cùng yêu thú vậy mà chung sống hòa bình, không thể không nói đây là một thành trì kỳ quái, khó trách mệnh danh là Yêu Thành Sơn. Tần Vấn Thiên lại lấy ra địa đồ, nơi đánh dấu trung ương thành trì, có một cung điện mênh mông, không biết là địa phương nào. Bí mật của Thương Vương không ở Đế Tinh Học Viện, chỉ ở Đế Tinh Học Viện ẩn giấu một địa đồ, nếu thật có công pháp nghịch thiên nhiều nguyên phủ, chờ đợi chúng ta lại sẽ là cái gì? Trong nội tâm Tần Vấn Thiên nói nhỏ, cùng Mạc Khuynh Thành bước chậm ở trong Yêu Thành Sơn. Giờ phút này, đại địa chấn động, chỉ thấy một yêu thú cùng bạo chạy như điên trên đường lớn, đám người nhao nhao tránh ra. Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành xoay người, lập tức chứng kiến một yêu thú xung kích đến, lực lượng cường đại chà đạp đất mặt. Trên lưng nó còn có một thanh niên, nhìn phía trước nổi giận gầm lên một tiếng, cút ngay. Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành thối lui, Nhãn Ưng Sư xung kích đến, con ngươi của thanh niên kia cực kỳ lợi hại, quét Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, nhìn thấy gương mặt của Mạc Khuynh Thành thanh tú tuyệt luân, lại mặc trường bào nam tử, không khỏi hé miệng phun hỏa diễm mãnh liệt xung kích về phía Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, thân hình hai người nhanh chóng thối lui, chau mày, thanh niên tươi cười, quét nhìn Mạc Khuynh Thành nói, nếu là nữ mà nói, chỉ sợ tư sắc sẽ không kém người tiên trì cung, có hương vị. Nói xong, hắn liền cười lớn mà đi. Người chung quanh nghe được thanh niên nói đều đánh giá Mạc Khuynh Thành, hoàn toàn chính xác, tuy nói nam trang, nhưng gương mặt thanh tú xinh đẹp xác thực không thể che hết.
Tần Vấn Thiên cau mày, chỉ thấy Mạc Khuynh Thành lôi kéo tay của hắn nói, chúng ta đi thôi. Mạc Khuynh Thành biết rõ đi ra bên ngoài, vẫn là ít xuất hiện làm việc, ở đây cường giả như mây, không phải loại địa phương nhỏ bé như Sở Quốc, nhất định phải cẩn thận mới tốt, ủy khuất ngươi rồi. Tần Vấn Thiên thở dài nói, đều tự trách mình không có thực lực, nếu không sao có thể để cho Mạc Khuynh Thành bị ủy khuất như vậy, vậy ngươi nhanh trở nên cường đại a. Mạc Khuynh Thành không để ý cười cười, hai người tiếp tục chạy đi. Thời điểm bọn hắn đi tới địa điểm địa đồ đánh dấu, phía trước có một mảnh cung điện mênh mông, bên ngoài cùng là đại môn hình vòng, phía trên có khắc ba chữ Tiên Trì Cung. Đúng là thanh niên cưỡi yêu thú lúc trước nói, đế thương đánh dấu vị trí, chính là chỗ này. Ồ, một tiếng kinh hô truyền ra, chỉ thấy mấy người nhìn về phía Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, đúng là thanh niên nam nữ mà bọn hắn lúc đến gặp được, xem ra thật sự là hữu duyên, các ngươi cũng muốn đi tiên trì. Thanh niên nhìn thấy Mạc Khuynh Thành ngụy trang, trong nội tâm sáng như tuyết, nhìn Tần Vấn Thiên cười nói, Tiên Trì Cung là địa phương nào? Tần Vấn Thiên tò mò hỏi, hắn muốn biết rõ ràng, địa đồ của đế thương đánh dấu, đến cùng có dụng ý gì? Tiên Trì Cung chính là biểu tượng của Yêu Thành Sơn, 3.000 năm trước Thanh Mị Yêu Tiên sáng chế, thời gian dần trôi qua lại để cho Yêu Thành Sơn này phát triển trở thành một thành trì. Trước kia Yêu Thành Sơn bất quá là khu vực yêu thú hoành hành mà thôi, hôm nay ngươi cũng thấy đấy, cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa Tiên Trì Cung cũng không có thiếu tiên tử xinh đẹp, đều cực kỳ xinh đẹp. Thanh niên kia cười nói, đương nhiên, nếu so với nàng, chỉ sợ tiên tử ở Tiên Trì Cung cũng không bằng. Nói xong hắn lại nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành, bất quá lại rất mịt mờ. 3.000 năm trước, Tần Vấn Thiên thì thào nói như vậy, hẳn là người cùng thời đại với Thương Vương rồi, đối phương xưng là Thanh Mị Yêu Tiên, chẳng lẽ Thanh Mị là yêu, không phải Tiên Trì Cung chỉ lấy nữ tử sao, vì sao nhiều người tới nơi này như vậy? Tần Vấn Thiên hiếu kỳ hỏi, đúng, Thanh Mị tiên tử chỉ lấy nữ tử, hơn nữa đều phải là nữ tử xinh đẹp, về phần vì sao không thu nam tử, thì phải nói đến tin đồn của nàng cùng Thương Vương năm đó, lúc trước Thương Vương bài danh thứ nhất trong 36 thiên cương, nhân vật thiên kiêu như thế nào, vô số nữ tử hâm mộ, có một đoạn nhân yêu luyến xinh đẹp, cùng yêu châu thành Thanh Mị sinh ra tình cảm, bất quá chẳng biết tại sao, về sau Thương Vương lại từ bỏ Thanh Mị tiên tử. Khiến cho Thanh Mị tiên tử vì yêu sinh hận, thậm chí nghe đồn đuổi giết qua Thương Vương, thẳng đến tin tức Thương Vương mất tích tử vong truyền ra, Thanh Mị tiên tử liền bắt đầu ẩn cư ở Yêu Thành Sơn. Thanh niên tự hồ rất hào hứng, chậm rãi nói, phản phất như tận lực muốn biểu hiện một phen, kẻ hèn này yêu châu thành y tướng, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Tần Vấn Thiên, này là bạn gái của ta. Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, cũng không có quá mức nhiệt tình, tâm tư của đối phương như thế nào hắn hiểu. Thanh Mị tiên tử thật sự từng có liên quan với Thương Vương, như vậy cái này ý nghĩa hắn không có tìm nhầm địa phương, địa đồ Thương Vương đánh dấu, có lẽ chính là trong này không sai. Mạc Khuynh Thành nghe Tần Vấn Thiên nói nàng là bạn gái hắn, trong mắt có chút ngượng ngùng nhàn nhạt, khóe miệng mang theo dáng tươi cười ngọt ngào, hiển nhiên trong lòng nàng cũng nhận đồng tầng quan hệ này. Bất quá Mạc Khuynh Thành lại có cảm giác là lạ, mình cũng yêu mến nam nhân a. Nếu là ở một năm trước, nàng khẳng định không dám nghĩ. Y tướng nghe thế trong lòng có chút thất lạc nhàn nhạt, sở dĩ hắn cùng Tần Vấn Thiên lôi kéo làm quen, tự nhiên là bởi vì xem qua dung nhan của Mạc Khuynh Thành, thì ra là thế. Y tướng gật đầu cười, nhưng trong lòng thầm mắng Tần Vấn Thiên đi vận khí cứt chó, cũng không biết là có bối cảnh gì hay không. Nghĩ vậy y tướng thăm dò hỏi, vì sao chúng ta tới nơi này, chẳng lẽ Tần Huynh không biết? Tần Huynh là từ thành trì nào trong Cửu Châu Thành đến? Xác thực không biết, ta không phải đến từ Cửu Châu Thành. Tần Vấn Thiên không có giải thích quá rõ ràng với đối phương, tùy ý nói, sở dĩ Tiên Trì Cung xưng là Tiên Trì Cung, chính là vì có một tiên trì, đối với tu luyện giả có trợ giúp rất lớn, nhất là người dưới thiên cương cảnh, năm đó thời điểm bị Thanh Mị tiên tử phát hiện dẫn phát quanh động không nhỏ, rất nhiều thế lực muốn chiếm thành của mình, nhưng khí đó Thương Vương là nhân vật bậc nào, tất cả đại bá chủ ở Cửu Châu Thành ai không cho hắn ba phần mặt mũi, liền không người nào dám tranh đoạt với Thanh Mị tiên tử. Y tướng giải thích nói, về sau tin tức Thương Vương vẫn lạc truyền ra, Thanh Mị tiên tử ẩn cư ở đây, liền có không ít thế lực trục trịch, không muốn để Thanh Mị tiên tử độc hưởng thiên trì, bất quá Thanh Mị tiên tử nói, thanh niên có thiên phú ở Cửu Châu Thành, đều có thể tùy thời tới nơi này khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm có thể ở trong tiên trì tu hành, bởi như vậy, tất cả thế lực lớn mới dừng tay, dù sao không có người nguyện ý đắc tội yêu tiên tuổi thọ cực kỳ dài. Tần Vấn Thiên hiểu rõ. Yêu thú không giống nhân loại, đại đa số yêu thú tu hành rất chậm, nhưng tuổi thọ của bọn hắn dài hơn nhân loại rất nhiều,
yêu thú có thể biến hóa là thiên cương cấp, chỉ cần không bị người giết chết, sống 5-6 ngàn năm là không thành vấn đề, thế lực khác đương nhiên không muốn đắc tội Thanh Mỹ tiên tử quá ác. Nói như vậy, người nơi này đều là muốn tới tiên trì tu hành sao? Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua người chung quanh, đích thật là thanh niên chiếm đa số, tuổi chừng 16 đến 25 tầm đó, hơn nữa tất cả đều khí chất bất phàm, chắc hẳn không có một chút thực lực là không dám tới nơi này. Thời điểm Tần Vấn Thiên dò xét chung quanh, xa xa có một ánh mắt phóng tới, sau đó lộ ra nụ cười yêu dị, đúng là người vừa rồi ngồi ở trên lưng nhãn ưng sư hung hăng càng quấy. Y tướng theo ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn lại, chứng kiến người nọ thần sắc khẽ biến, thấp giọng nói, người của Thú Vương Điện ở Yêu Châu Thành, bán thú nhân sư Khôi. Bán thú nhân, ánh mắt của Tần Vấn Thiên lóe lên, y tướng đi đến bên người Tần Vấn Thiên, nói khẽ, Thú Vương Điện chi chủ là một sư vương thiên cương cảnh, thú vương háo sắc, cưới rất nhiều nữ tử nhân loại, sinh ra không ít bán thú nhân, hậu đại của bọn hắn, đều là huyết mạch bán thú nhân, sư Khôi này cũng là hậu nhân của thú vương. Tiểu tử, ngươi ở đằng kia nói thầm gì đó? Sư Khôi nhìn về phía bên này, lạnh lùng nói, khiến cho thần sắc của y tướng biến đổi, lại cười nói, tùy tiện tâm sự. Vậy sao? Sư Khôi lại nhìn lướt qua thiếu nữ đằng sau y tướng, đầu lưỡi giật giật, lộ ra vẻ tham lam, khiến cho nữ nhân kia lộ vẻ tức giận. Hậu nhân của thú vương, quả nhiên đều hoang dâm vô độ, không biết cảm thấy thẹn, hôm nay vậy mà tai họa đến tiên trì cung rồi. Đúng vào lúc này, trong tiên trì cung, có vài thiếu nữ áo trắng như tiên tử bước chậm mà ra, đi tới trước mọi người. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía những thân ảnh kia, con mắt nháy cũng không nháy. Nghe đồn nữ nhân của tiên trì cung đều cực kỳ xinh đẹp, Thanh Mỹ tiên tử không phải mỹ nữ không thu, xem ra là thật sự. Hơn nữa, chỉ cần thông qua khảo nghiệm vào tiên trì, còn có tư cách ở trong thiên trì cung chọn lựa một nữ nhân xinh đẹp làm đạo lữ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương đồng ý, đây chính là để cho rất nhiều người động tâm. Quy củ như vậy, mấy ngàn năm chưa từng thay đổi, không có ai biết vì sao Thanh Mỹ tiên tử lại làm như vậy. Chư vị mời vào tiên trì cung, chỉ thấy thiếu nữ áo trắng kia dẫn đường mà đi, đám người nhao nhao đuổi kịp, bước vào trong thiên trì cung. Thiên trì cung cực kỳ xa hoa, theo hành lang chính giữa, bọn hắn một đường đi về phía trước, đi tới trước một quần thể lầu cát. Phiến lầu cát này ở hai bên hành lang, từng tòa san sát, ưu nhã bất phàm. Ở trên lầu cát, có người nhô đầu ra, ánh mắt nhìn về phía dưới, không ít người khóe miệng lộ ra lạnh lùng, những người này chắc là giống như bọn họ, tới tham gia khảo hạch. A, à, thật sự là khó khăn, tiên trì mỗi tháng mở một lần, mỗi lần chỉ có 7 người có tư cách vào tiên trì, mà một tháng này, sẽ có rất nhiều người tới tham gia khảo hạch, muốn đột phá vòng vây, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Tần Vấn Thiên đánh giá tiên trì cung, trong nội tâm có chút kinh ngạc, Thanh Mỹ tiên tử sáng tạo thế lực, thật không ngờ đẹp như vậy, tựa như mộng ảo. Cuối cùng hành lang, còn có một mảnh cung điện, chằng chịt hấp dẫn, phân cầu thang lên xuống, ở trên cao nhất, phản phất như có một tòa tiên cung đứng sững. Thanh Mỹ tiên tử còn ở đó hay không? Trong nội tâm Tần Vấn Thiên nghĩ, hắn đã xác định nơi Thương Vương đánh dấu chính là trong này, nhưng hiện tại hắn lại không biết mình nên làm như thế nào. Bí mật của Thương Vương, Thanh Mỹ tiên tử biết không? Nghe y tướng nói, nghe đồn Thương Vương bỏ rơi Thanh Mỹ tiên tử, Tần Vấn Thiên không tin, trong này chỉ sợ sẽ có ẩn tình, nếu không Thương Vương lưu lại địa đồ ở Thiên Tinh Các tầng thứ 9, hơn nữa lại để cho trưởng môn của Đế Tinh Học Viện, Thương Vương hậu đại thủ hộ, lại có dụng ý gì? Tần Vấn Thiên thậm chí có suy đoán to gan, chỉ sợ bí mật lớn nhất của Thương Vương, không có ở Thương Vương cung, chỉ sợ là do Thanh Mỹ tiên tử thay hắn trấn thủ. Đương nhiên, đây là bởi vì Tần Vấn Thiên nhận được địa đồ ở Đế Tinh Học Viện mới có thể suy đoán như vậy. Năm đó những lão quái vật kia chứng kiến Đế Thương cùng Thanh Mỹ tiên tử giao thủ, bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ như vậy. Sư Khôi, ngươi cái gia hỏa người không ra người, thú không ra thú này, cũng dám tới đây, không sợ lão tử cho ngươi một đao, để ngươi quy thiên sao? Chỉ thấy một thanh âm cởi mở truyền đến, trong lòng y tướng giật mình. Cũng không biết là ai kiêu ngạo như vậy, dám nhục nhã Thú Vương Điện Sư Khôi như thế. Ngẩng đầu nhìn lại, y tướng thấy một thanh niên mặc trường bào màu lam, thanh niên kia khoảng 18 tuổi, mặt hình vuông, con mắt rất lớn, đang nhìn Sư Khôi cười lớn. Âu Dương Cuồng Sinh, thần sắc của y tướng biến đổi, người đến chỗ này tu vi sẽ không quá mạnh, thanh niên Cửu Châu Thành sẽ ở dưới nguyên phủ cảnh tam trọng tới nơi này tắm rửa tiên trì, nhiều nhất là luân mạch cảnh cửu trọng, mượn nhờ hiệu quả của tiên trì. Bọn hắn có thể một lần hành động đột phá đến nguyên phủ cảnh, hơn nữa sẽ lợi dụng linh lực to lớn mở ra nguyên phủ trì, có thể dung nạp càng nhiều tinh thần nguyên lực,
Âu Dương Cuồng Sinh này cũng là luân mạch cảnh cửu trọng, ở tuổi như hắn còn chưa bước vào nguyên phủ cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo, ở Cửu Châu Thành có rất nhiều nguyên phủ 17 tuổi, nhưng dù sao người tu hành lý niệm không giống, người muốn câu thông võ mệnh tinh thần rất cao, nhất định phải tăng lên lực cảm giác cùng lực ý chí của mình, cho nên không ít người vì để cho con đường sau này thông thuận, không tiếc thời gian trì hoãn câu thông võ mệnh tinh thần, làm cho bọn hắn tu luyện chậm hơn. Âu Dương Cuồng Sinh này là đại biểu trong đó, hắn không để ý cái nhìn của ngoại nhân, qua 16 tuổi còn không có tu hành, rất nhiều người của Âu Dương Thế Gia đều xem thường hắn, chớ đừng nói chi là ngoại nhân rồi. Nhưng sau đó Âu Dương Cuồng Sinh lại bỗng nhiên nổi tiếng, một lần hành động câu thông võ mệnh tinh thần trên tứ trọng thiên, để cho Âu Dương Thế Gia chấn động, thầm than Âu Dương Cuồng Sinh này tính tình cứng cỏi, tuyệt đối là nhân vật đáng giá bồi dưỡng. Quả nhiên, không đến 2 năm thời gian, tu vi của Âu Dương Cuồng Sinh đột nhiên tăng mạnh, thẳng vào luân mạch cảnh cửu trọng, tuy chậm hơn rất nhiều người chút ít, nhưng hắn ngưng tụ song tinh hồn đều đến từ tứ trọng thiên, cho nên lực chiến đấu của hắn cực kỳ cường hoành, ít có người đồng cấp có thể so sánh, về sau tu luyện sẽ cực kỳ thuận lợi. Sư Khôi cũng là nhân vật cực kỳ bá đạo, nếu đổi lại luân mạch cảnh cửu trọng khác, hắn sẽ đại khai sát giới, nhưng đối với Âu Dương Cuồng Sinh, hắn không có nắm chắc. Âu Dương Cuồng Sinh, ngươi nhớ kỹ lời ngươi nói. Sư Khôi lạnh lùng nói. Chả lẽ lão tử còn sợ ngươi? Âu Dương Cuồng Sinh cười to nói, ở bên cạnh hắn xuất hiện một đồng bạn, là một thiếu nữ xinh đẹp, thời điểm gặp nàng, y tướng lộ ra thần sắc cực kỳ đặc sắc, nàng cũng tới, hơn nữa còn đi cùng Âu Dương Cuồng Sinh. Xem ra lần này hành trình Thiên Trì Cung, Tàng Long Ngọa Hổ A, nghe nói Thiên Yêu Tông Yêu Sinh cũng sớm đến rồi, đây cũng là nhân vật cực kỳ khó chơi, nghĩ vậy y tướng cảm giác dần dần không có tin tưởng, có chút phiền muộn, bên kia còn có lầu cát trống. Chư vị trước tuyển chỗ ở đi, còn phải vài ngày nữa mới có thể đi tiên trì. Người tiên trì cung nói, sau đó mọi người nhao nhao tản ra, chọn lựa lầu cát của mình. Chúng ta ở nơi này à? Tần Vấn Thiên chứng kiến lầu cát bên cạnh vừa vặn không có ai, nhìn Mạc Khuynh Thành nói, nghe lời ngươi. Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, hai người tháo xuống lệnh bài, đi vào trong lầu cát, phía dưới lầu cát là phòng khách, trên lầu thì có 2 gian phòng ngủ, vừa vặn, đi lên sân thượng. Tần Vấn Thiên nhìn thấy đám người y tướng tiến vào lầu các đối diện, mà bên cạnh bọn hắn là Âu Dương Cuồng Sinh. Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào đến? Ánh mắt của Âu Dương Cuồng Sinh trông lại, nhìn thấy Tần Vấn Thiên không khỏi hỏi. Tần Vấn Thiên 17 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, trong ánh mắt nội liễm mà thâm thúy, cả người lộ ra vài phần yêu tuấn, cho Âu Dương Cuồng Sinh cảm giác bất phàm. Đến từ tiểu quốc, có lẽ ngươi chưa từng nghe nói. Tần Vấn Thiên cười nói, ngươi thì sao? Âu Dương Cuồng Sinh sững sờ. Sau đó nhếch miệng nở nụ cười, y tướng liền nói, Tần huynh, vị này là Âu Dương Cuồng Sinh, thanh niên kiệt xuất của Thương Châu Thành Âu Dương Thế Gia. Y tướng nói xong giống như lấy lòng Âu Dương Cuồng Sinh nhẹ gật đầu, bất quá Tần Vấn Thiên lại không có khái niệm gì với Âu Dương Thế Gia, cũng không biết Âu Dương Cuồng Sinh là ai. Thương Châu Thành, Thương Vương Cung cũng ở đó à. Tần Vấn Thiên thì thào nói, Âu Dương Cuồng Sinh nghe được hắn nói liền sửng sốt, sau đó phá lên cười, thật là tiểu tử thú vị. Tuy lúc trước Thương Vương Cung cực kỳ huy hoàng, nhưng hiện đang dần dần xuống dốc, làm sao có thể so với Âu Dương Thế Gia. Y tướng cũng im lặng, chẳng lẽ ở trong mắt Tần Vấn Thiên, Âu Dương Thế Gia còn không để cho hắn coi trọng bằng Thương Vương Cung. Y tướng nhìn Tần Vấn Thiên nói, Tần huynh, mặc dù Âu Dương Thế Gia và Thương Vương Cung đều ở Thương Châu Thành, nhưng cả hai không phải một cấp bậc. Âu Dương Thế Gia ở Cửu Châu Thành là thế lực có thể sắp xếp trước mấy, mà Âu Dương huynh là người kiệt xuất nhất của Âu Dương Thế Gia. Song vũ hồn, đều câu thông võ mệnh tinh thần trên tứ trọng thiên. Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ nhúc nhích, liếc nhìn Âu Dương Cuồng Sinh, song vũ hồn đều câu thông võ mệnh tinh thần trên tứ trọng thiên, tuyệt đối là nhân vật hiếm thấy, xem ra Cửu Châu Thành quả thật là tàng long ngọa hổ. Ngươi cũng đừng ở đằng kia vuốt mông ngựa, lớn như vậy còn chưa tới nguyên phủ cảnh, có cái gì đáng khoác lác? Âu Dương Cuồng Sinh hào khí nói, tiếng nói thản nhiên, hiển nhiên không quá quan tâm. Y tướng cười cười, ngữ khí của hắn hoàn toàn chính xác có vài phần nịnh nọt ở trong đó. Tần huynh, tuy nói lần này ngươi không có hy vọng tranh đoạt cơ hội vào tiên trì gì, nhưng cũng có thể mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Y tướng lại cùng Tần Vấn Thiên trò chuyện, có vài phần khoác lác, lộ ra hắn kiến thức rộng rãi, chứng kiến Tần Vấn Thiên rất nghiêm túc lắng nghe, hắn càng có vài phần đắc ý. Hàn huyên không ít thời gian, Tần Vấn Thiên mới trở về phòng, nhưng trong lòng lo lắng sự tình Sở Quốc. So với những nhân vật bên ngoài kia, những thiên tài ở Sở Quốc không thể nghi ngờ liền kém rất nhiều, tự hồ không thu hút chút nào, nhưng hiện tại,
hắn ngay cả sự tình sở quốc cũng không thể dọn dẹp, hơn nữa tuy Thương Vương cho hắn địa đồ, hắn tìm đến nơi này, nhưng như trước không có đầu mối gì, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Nghĩ cái gì vậy? Mạc Khuynh Thành đi đến, chứng kiến bộ dáng bán nam bán nữ của Mạc Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên liền nhịn không được bật cười, khiến cho Mạc Khuynh Thành trừng mắt liếc hắn một cái. Ta suy nghĩ, nếu người trong nhà biết rõ ngươi đi tới nơi này, có thể tìm ta dốc sức liều mạng hay không? Tần Vấn Thiên ôn nhu nói, hừ, vậy ngươi phải chịu trách nhiệm a. Mạc Khuynh Thành cười nói, chịu trách nhiệm. Con mắt của Tần Vấn Thiên lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm vào Mạc Khuynh Thành, khiến cho khuôn mặt của Mạc Khuynh Thành đỏ lên nói, ngươi hỗn đản này. Nói xong liền xám xịt bỏ chạy, khiến cho Tần Vấn Thiên vui vẻ nở nụ cười. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có người đến, Tần Vấn Thiên ghé vào trên ban công nhìn phía dưới, chỉ thấy có hai hàng thân ảnh bước chậm, trong đó người cầm đầu là một nữ tử xinh đẹp, thời điểm gặp nàng Tần Vấn Thiên sửng sốt, sau đó cười nói, Thiên Mộng Ngữ. Thiên Mộng Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vấn Thiên, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi nàng đi ra Thú Linh Chi Địa liền sai người tìm hiểu tin tức của Tần Vấn Thiên, biết rõ sở quốc ở dưới Cửu Huyền Cung quản hạt, xác thực có người tên Tần Vấn Thiên, hơn nữa còn rất nổi tiếng, về phần chi tiết, thì nàng liền không biết, sao ngươi cũng ở đây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, Thiên Mộng Ngữ mỉm cười nói, sở quốc cũng biết Tiên Trì Cung tồn tại, giống như ngươi thôi. Tần Vấn Thiên cười nói, có thể gặp được Thiên Mộng Ngữ ở chỗ này cũng coi như duyên phận, bởi vậy Tần Vấn Thiên không có lãnh đạm như lúc ở Thú Linh Chi Địa, lộ ra rất thân cận, dù sao đối phương đã giúp hắn một lần, hơn nữa biết sinh tức cửu kiếm, hắn cho rằng Công Dương Hoàng có thể có chút liên quan với Thiên Mộng Ngữ. Ta ở nơi này, Thiên Mộng Ngữ chỉ một lầu cắt ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, sau đó đi lên lầu 2, lần này Thanh Vân Các ta tới không ít người, Tiên Trì Cung khảo nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Lần này ngươi theo chúng ta đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu cố. Thiên Mộng Ngữ nhìn Tần Vấn Thiên nói, trong lòng nàng muốn giúp đỡ Tần Vấn Thiên, gia hỏa này không có thế lực, một mình một người tới đây sợ là lành ít dữ nhiều, đã gặp được, mình liền giúp đỡ hắn một chút. Tốt, Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, hắn sẽ không đi nghĩ nhiều như vậy, nhìn Thiên Mộng Ngữ hỏi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, sinh tức cửu kiếm là thần thông của Thanh Vân Các ngươi sao? Xem như thế đi, Thiên Mộng Ngữ gật đầu nói. Môn kiếm pháp này hay thay đổi, có ý cảnh sinh sôi không ngừng, ta cũng chỉ am hiểu gia lông, bất quá lúc trước cô của ta tu luyện đến cảnh giới rất cao, thậm chí có thể dùng lực lượng thần văn tách sinh tức cửu kiếm ra, uy lực lợi hại hơn rất nhiều. Cô, trong nội tâm Tần Vấn Thiên rùng mình, chẳng lẽ là người yêu của Công Dương Hoàng tiền bối? Bốn bức thần văn họa quyển kia, không phải là người yêu của Công Dương Hoàng khác sao? Như thế nào, ngươi cũng tu kiếm thuật? Thiên Mộng Ngữ cười hỏi, không có. Tùy ý hỏi một chút, cô của ngươi nhất định rất lợi hại a. Tần Vấn Thiên nói, cô không chỉ xinh đẹp, hơn nữa thiên phú cực cao, có rất nhiều người truy cầu nàng, nhưng cô lại vì tình mà đau khổ. Thiên Mộng Ngữ thở dài một tiếng, bất quá lại sững sờ, nàng nói với Tần Vấn Thiên những chuyện này làm gì? Chứng kiến trên mặt Tần Vấn Thiên ôn hòa vui vẻ, trong nội tâm Thiên Mộng Ngữ lại cười khổ, quay người đi, tuy nói thiếu niên này thiên phú không tồi. Nhưng nếu hắn thật sự ưa thích mình tất nhiên không có khả năng đáp ứng hắn, chỉ là ở chỗ này gặp nhau, giúp hắn một chút ngược lại không sao cả. Tần Vấn Thiên lại không biết Thiên Mộng Ngữ nghĩ gì, quay người lại, đã thấy Mạc Khuynh Thành yên tĩnh ngồi ở đó. Từng gặp mặt một lần, nàng có khả năng có chút sâu xa với Công Dương Hoàng tiền bối. Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành nói, Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ nhàng, rất động lòng người. Tần Vấn Thiên lấy ra một trong bốn bức thần văn họa quyển mà lúc trước Công Dương Hoàng đưa cho hắn, đúng là bức họa sinh tức cửu kiếm, trong lòng khẽ nhúc nhích, bức thần văn họa quyển này chỉ là một loại ý cảnh, nếu là thần văn trực tiếp công kích, không biết sẽ như thế nào. Tần Vấn Thiên đã từng đạt được qua trí nhớ thần văn, thậm chí có thần văn tam giai phiền phức, nếu thật có thể trực tiếp dùng để công kích, chỉ sợ uy lực sẽ rất cường hoành. Ở trong Tần Vấn Thiên lý giải, thần văn cùng thần thông là có điểm chung. Con mắt của Tần Vấn Thiên thời gian dần qua sáng lên, bất quá sau đó lại nhíu mày, muốn dùng thần văn tam giai trực tiếp phát động công kích, tuy uy lực sẽ rất lớn, nhưng tất nhiên cần tiêu hao thần nguyên khổng lồ, loại công kích này, ở trước khi hắn bước vào nguyên phủ là chịu không được mấy lần. Mạc Khuynh Thành chứng kiến Tần Vấn Thiên suy nghĩ chăm chú, trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu, gia hỏa này, nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy, thiên hà điện quyền mang công kích, ta ngộ ra đại mộng kích pháp lạc tinh thức. Nhưng nếu như ta sử dụng thần nguyên hình kiếm đến diễn hóa công kích thì sao? Con mắt của Tần Vấn Thiên lóe lên phong mang,
Nếu có thể như trong dự đoán, mặc dù là nguyên phủ cảnh, cũng không phải không thể chiến thắng. Ngẩng đầu, Tần Vấn Thiên thấy Mạc Khuynh Thành mỉm cười nhìn mình, trong đôi mắt dịu dàng lộ ra vài phần nhu tình, cái này để cho trong nội tâm Tần Vấn Thiên ấm áp, đột nhiên sinh ra cảm giác xúc động. Nghĩ chuyện gì vậy? Mạc Khuynh Thành còn không có phát giác được Tần Vấn Thiên khác thường, tiếng nói vừa dứt đã thấy Tần Vấn Thiên ôm lấy nàng, hôn lên mặt tinh xảo không tì vết của nàng một cái, làm cho Mạc Khuynh Thành như bị điện giật, mở to con mắt vô tội. Tần Vấn Thiên quay người chạy trốn, lúc này Mạc Khuynh Thành mới kịp phản ứng, mặt đỏ bừng, nhìn Tần Vấn Thiên xám xịt chạy trốn, nàng không khỏi bật cười, đẹp không sao tả xiết. Tần Vấn Thiên trở lại phòng của mình liền không có đi ra, Mạc Khuynh Thành ngẫu nhiên đi thăm hắn, chỉ thấy hắn đang cầm tinh thạch nhắm mắt tu hành. Lúc này ở trong cơ thể Tần Vấn Thiên, tinh thần nguyên lực không ngừng hội tụ, ngưng tụ thành thần nguyên kiếm hình, tất cả đều rất sắc bén. Kiếm công kích là cực kỳ sắc bén, nếu như trong cơ thể hắn che kín thần nguyên hình kiếm, công kích tất nhiên sẽ tăng lên một cấp, chỉ là như vậy có chút xa xỉ, may mắn hiện tại hắn không thiếu tinh thạch, trừ cái này, hắn còn có thể tạo mộng, ở trong mộng diễn luyện, kiểm nghiệm thành quả tu hành. Ngày hôm nay, người tiên trì cung tới, mời bọn họ xuất phát, tất cả mọi người đi ra lầu cát, theo hành lang thật dài đi về phía trước, thật nhiều người. Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua những thân ảnh trên hành lang, chừng mấy trăm người, không nhiều đâu, đại hạ hoàng triều lớn như vậy, sức hấp dẫn của tiên trì đối với luân mạch cảnh cửu trọng là cực kỳ lớn, mặc dù là người của thế lực lớn cũng sẽ đến, một là vì tắm rửa tiên trì, thứ hai cũng có thể coi là một lần lịch lãm rèn luyện. Thiên Mộng Ngữ ở bên cạnh thấp giọng nói, tất cả mọi người đều tới, người tiên trì cung không cự tuyệt sao? Tần Vấn Thiên hiếu kỳ hỏi, đúng vậy, đây là lúc trước Thanh Mị tiên tử hứa hẹn, nàng cũng không cần phải ngăn trở người đến, bất quá người quá kém cỏi là không dám tới, chết cũng không biết chết như thế nào. Thiên Mộng Ngữ lại giải thích, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đều nhẹ gật đầu. Giờ phút này Mạc Khuynh Thành lại thay đổi cách ăn mặc, để tránh cho phiền toái không cần thiết, nàng không chỉ mặc nam trang, hơn nữa không biết bôi lên mặt cái gì, hoặc nhìn càng chẳng ra gì, bất quá lại che giấu được dung nhan kinh diễm đi. Nữ tử bên cạnh Âu Dương Cùng Sinh cùng với Thiên Mộng Ngữ đều rất đẹp, tuy không bằng Mạc Khuynh Thành, nhưng cũng coi như là mỹ nhân khó được, bất quá các nàng lại không cần che giấu, bởi vì các nàng không sợ phiền toái. Người tiên trì cung mang mọi người đi tới một đại điện này cực kỳ xa hoa, trên đỉnh giống như tinh không, khảm nạm từng viên tinh thạch phát ra ánh sáng chói lọi, trong đại điện đều là nữ tử, đều là mỹ nữ khó gặp, đám người hội tụ ở trong đại điện, ở phía trước bọn hắn, có một mảnh tinh thần trì, phiến nước ao này cực kỳ xinh đẹp, bên trong phản phất như phản chiếu lấy tinh quang, cái này là cửa vào tiên trì, quả thật là địa phương thần kỳ, tiên trì chính thức sẽ chất chứa lực lượng tinh thần khổng lồ cỡ nào. Trong nội tâm rất nhiều người sợ hãi thán phục, ở trước đại điện, trên bảo tọa tinh thần, một mỹ phụ mỉm cười nhìn mọi người, bái kiến cung chủ, đám người nhao nhao hành lễ bày ra tôn trọng, không ít ánh mắt nhìn về phía nữ tử bên cạnh mỹ phụ, trong ánh mắt toát ra thưởng thức không che giấu chút nào, thật đẹp, kinh diễm xuất trần, không mang theo một tia nhân gian khói lửa, đứng ở đó, liền để cho người sinh ra tự ti mặc cảm, rất nhiều nữ tử đều cảm giác có chút ảm đạm thất sắc. Con mắt của Mạc Khuynh Thành lập lòe nói, thật xinh đẹp, rốt cuộc tìm được nữ nhân có thể so sánh với ngươi rồi. Tần Vấn Thiên ở bên tai Mạc Khuynh Thành nói nhỏ, khiến cho Mạc Khuynh Thành mắt trắng không còn chút máu, nói, bất quá nàng thoạt nhìn quá lạnh. Ân, Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nàng kia đứng ở đó, cho người một loại cảm giác lãnh đạm, tựa hồ khó có thể thân cận. Nhìn không ra tuổi thật của cung chủ tiên trì cung, nghe đồn nàng chính là truyền nhân của Thanh Mị tiên tử, về phần tin đồn thiệt giả liền không được biết rồi. Sau khi Thanh Mị tiên tử ẩn cư ở đây, sáng tạo tiên trì cung, thu nữ đệ tử, nhiều đời truyền thừa, nhưng ngoại nhân cực ít nhìn thấy hành tung của nàng, phản phất như thật sự khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo. Chỉ thấy cung chủ tiên trì cung nhìn đám người gật đầu cười nói, muốn vào tiên trì, các ngươi hẳn minh bạch tính nguy hiểm trong đó, không biết lần này người tới, có tuấn kiệt của những thế lực nào. Mọi người đều minh bạch, đó cũng không phải đang hỏi tất cả mọi người. Chỉ là muốn xem, có người của đại thế lực nào tới không? Vãn bối Thương Châu Thành, Âu Dương gia tộc Âu Dương Cuồng Sinh, gia chủ bảo ta vấn an Thanh Mị tiên tử. Chỉ thấy Âu Dương Cuồng Sinh đi tới trước một bước, hào sảng nói, sau đó nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn cũng mở miệng, Phong Châu Thành, Khương gia Khương Đình, bái kiến cung chủ. Âu Dương Cuồng Sinh hào sảng, nàng kia lại có chút kiêu ngạo nhàn nhạt, đó là khí chất vốn có của nàng, chứ không phải là bất kính với cung chủ tiên trì cung.
hậu nhân của Âu Dương Thế Gia cùng với Khương Gia, ban cho ghế ngồi. Cung chủ mỉm cười gật đầu, bên cạnh có người chuẩn bị chỗ ngồi, Âu Dương Cùng Sinh và Khương Đình cũng không khách khí, phía sau bọn họ còn đi theo mấy người, đều là tộc nhân của bọn hắn. Âu Dương Cùng Sinh và Khương Đình đều được chỗ ngồi, trong mắt rất nhiều người hiện lên dị sắc, Âu Dương Thế Gia cùng Khương Gia, đều là thế gia ở Cửu Châu Thành, Thú Vương Điện, Sư Khôi. Sư Khôi tiến lên một bước, đạm mạc nói, trong nội tâm đám người hiểu rõ, người của những thế lực lớn kia, đều uy phong lẫm lẫm, tài trí hơn người, ban thưởng ghế ngồi. Cung chủ cười nói, Binh Châu Thành, Vương Gia Vương Tiêu, lại có một thanh niên mặc bạch y đi lên trước, khiến cho đám người cả kinh, người Vương Gia cũng đến, xem ra thanh niên hậu bối của những thế lực cấp bá chủ này, đã coi Tiên Trì Cung như một lần thí luyện để bọn hắn tranh phong rồi, nếu như bọn hắn phóng thích tu vi mà nói, tất nhiên sẽ bị phát hiện, cảnh giới của bọn hắn cơ bản đều là luân mạch đỉnh phong, về phần những người khác bên cạnh, thì có thể là luân mạch đỉnh phong, cũng có thể là nguyên phủ, dù sao ở trong mỗi thế lực, địa vị của bọn hắn đều không bình thường. Yến Châu, Mộ Bạch Phi, lại một người nói, người này bận trường y màu trắng, lộ vẻ thanh tú, nhưng hai hàng lông mày lại ẩn ẩn có khí tức sắc bén. Yến Châu Kiếm Khách, người tới đích thị là Yến Châu Kiếm Khách rồi. Thiên Yêu Tông, Yêu Sinh, Thanh Vân Các, Thiên Mộng Ngữ, không ít người tiến lên, cung chủ nhao nhao ban ghế ngồi, mọi người cẩn thận đánh giá những thân ảnh kia, không khỏi âm thầm ghi nhớ, nhất là những thân ảnh ngồi xuống kia, tương lai rất có thể bọn hắn sẽ trở thành nhân vật chói mắt của Cửu Châu Thành, nhất là Âu Dương Cùng Sinh kia, liền cực kỳ xuất chúng. Tần Vấn Thiên, ngươi cũng tới a? Sau khi Thiên Mộng Ngữ ngồi xuống liền nhìn Tần Vấn Thiên ở trong đám người hô, người Thanh Vân Các thì đứng ở phía sau nàng. Tần Vấn Thiên sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, đi tới sau lưng Thiên Mộng Ngữ, Thiên Mộng Ngữ đã mở miệng, hắn cũng không tiện bỏ qua mặt mũi của đối phương. Hai vị này cũng tới từ Thanh Châu Thành sao? Cung chủ mỉm cười nhìn Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, phản phất như đối với ai cũng cực kỳ khách khí. Bọn hắn là bằng hữu của ta, đến từ Sở Quốc. Thiên Mộng Ngữ cười đáp lại, khiến cho đôi mắt của cung chủ hiện lên ánh sáng kỳ dị, liếc nhìn Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành thật sâu. Bất quá rất nhanh cung chủ Tiên Trì Cung liền dời ánh mắt, mỉm cười nhìn mọi người nói, Tiên Trì chỉ có 7 người có thể tắm rửa ở trong đó, bên trong nguy hiểm chắc hẳn các ngươi rất tin tưởng, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ hy vọng thời điểm chư vị giao thủ hạ thủ lưu tình, các ngươi chỉ có 1 tháng thời gian. Mọi người gật đầu, bọn hắn tự nhiên là minh bạch quy củ. Vào đi, miễn cho chậm trễ thời gian của các ngươi, không cho phép mang yêu thú vào. Cung chủ Tiên Trì Cung vừa cười dưới nói, trong nội tâm đám người có chút kích động, nhao nhao bước về phía Tiên Trì, chúng ta đi thôi. Thiên Mộng Ngữ đứng dậy, theo cầu thang ở cửa vào, từng bước đi xuống dưới, Tần Vấn Thiên phát hiện, cái kia không phải nước ao, căn bản sẽ không làm ướt áo, địa phương thật thần kỳ. Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cùng Mạc Khuynh Thành đi vào trong đó, trong chốc lát, Tần Vấn Thiên cảm giác có một cổ lực lượng kỳ diệu tác dụng lên người mình, nguyên phủ của ta. Mạc Khuynh Thành giật mình, đi vào cửa vào của Tiên Trì, nàng phát hiện nguyên phủ trong cơ thể mình phản phất như bị chặt đứt liên hệ với kinh mạch. Lúc này, bọn hắn đã đi vào nước ao, đám người Tần Vấn Thiên phát hiện, cầu thang như trước còn đó, nhưng bọn hắn lại ở trong một không gian khác, hiện đầy tinh quang kỳ diệu, phía trước có một con đường duy nhất. Thiên Mộng Ngữ kinh ngạc nhìn Mạc Khuynh Thành, nói, các ngươi không biết Tiên Trì thí luyện, không quá rõ ràng. Tần Vấn Thiên lắc đầu nói, quá ẩu tả rồi. Thiên Mộng Ngữ nhịn không được quát lớn một tiếng, không biết các ngươi còn chạy tới. Tiên Trì thí luyện và Thú Linh thí luyện đều là một trong 18 thí luyện tràng của Đại Hạ Hoàng Triều, ở chỗ này sẽ có một cổ lực lượng thần kỳ phong bế nguyên phủ, bước vào đây, người nguyên phủ cảnh sẽ giống như luân mạch cảnh đỉnh phong, không có tinh thần nguyên lực khổng lồ, nếu không người luân mạch cảnh chạy tới đây chẳng phải là chịu chết. Đương nhiên, mặc dù phong bế nguyên phủ, nhưng nguyên phủ cảnh tu hành thần thông cường đại, đây là ưu thế. Bất quá thần thông bọn hắn tu hành có khả năng tiêu hao nguyên lực rất lớn, mà ở chỗ này, tiêu hao nguyên lực trong cơ thể lại không thể được nguyên phủ bổ sung, kia là muốn chết. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên ngưng tụ, nguyên phủ bị phong ấn, đoạn tuyệt liên hệ với thân thể, chỉ sợ ngự không phi hành cũng không quá tiện. Ở Tiên Trì thí luyện, ưu thế của nguyên phủ cảnh bị suy yếu đến trình độ nhỏ nhất. Nghe nói Tiên Trì thí luyện này là tự nhiên hình thành, hơn nữa Tiên Trì cung can thiệp cải tạo, càng thêm vài phần nguy hiểm. Muốn tranh đoạt Tiên Trì sẽ không dễ dàng như vậy, ngươi thật sự là quá ẩu tả rồi. Thiên Mộng Ngữ lạnh lùng nói, tuy ngữ khí không quá tốt, nhưng chắc hẳn có quan hệ với thân phận của nàng, hơn nữa xác thực là vì tốt cho mình,
Tần Vấn Thiên tự nhiên sẽ không quá chú ý, tùy ý cười nói, chúng ta đi theo ngươi là được, tiên trì ở nơi nào, ở cuối tiên trì thí luyện, chính là tiên trì. Thiên Mộng Ngữ nhìn về phía cổ đạo, Tần Vấn Thiên phát hiện những người khác đã lên đường, chạy về phía trước, hiển nhiên là thời gian rất gấp. Mộng Vũ, nói với hắn nhiều như vậy làm gì, chúng ta đi nhanh đi. Bên cạnh có một nữ tử tướng mạo tú lệ nhíu mày nhìn Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, có chút không vui, cũng không biết Thiên Mộng Ngữ nghĩ như thế nào. Đi thôi, Thiên Mộng Ngữ lạnh nhạt nói, mọi người liền xuất phát, tốc độ đều rất nhanh. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn về phía trước, hắn phát hiện mọi người ở trên cổ đạo đều kéo ra một khoảng cách, cực kỳ cẩn thận, nhất là cố ý tránh đi những thế lực cấp bá chủ, thậm chí một ít người đã ẩn ẩn kết thành liên minh. Tình hình vi diệu này để trong nội tâm Tần Vấn Thiên sáng như tuyết, tiên trì chỉ có 7 danh ngạch, xem ra ở trên đường tiên trì thí luyện, nguy hiểm nhất vẫn là con người. Nhưng dù vậy, như trước có rất nhiều người tới nơi này thí luyện, chắc hẳn những người này đến, đều rất tự tin với thực lực của mình. Mê Huyễn Sâm Lâm, coi chừng, ở đây sẽ vây khốn chúng ta một thời gian ngắn. Thiên Mộng Ngữ nhìn rừng rậm phía trước, chỉ thấy đám người lục tục nhảy vào trong đó, liền không còn tung tích, theo sát chúng ta. Thần sắc của Thiên Mộng Ngữ ngưng trọng, bọn hắn cũng đi vào Mê Huyễn Sâm Lâm, bước vào bên trong, liền xuất hiện rất nhiều cổ thụ, giống như mê cung. Thiên Mộng Ngữ phất phất tay, mọi người bắt đầu giảm tốc độ, xuyên thẳng qua Mê Huyễn Sâm Lâm, nhưng bọn hắn phát hiện ra không được, thậm chí tìm không thấy những người khác, quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Thiên Mộng Ngữ nói, tiên trì thí luyện chi lộ, chỉ tuân theo nguyên tắc không sống mống chết, không có may mắn, chúng ta làm gì bây giờ? Có người nhìn Thiên Mộng Ngữ hỏi, nghỉ ngơi tại chỗ đi. Thiên Mộng Ngữ mở miệng nói, vậy mà thật sự ngừng lại, ngồi ở trên cỏ. Mê Huyễn Sâm Lâm yên tĩnh, lại tràn ngập lực lượng áp bách để cho người hít thở không thông, cho người một loại cảm giác âm trầm. Thanh âm xoẹt xoẹt rè rè nhẹ vang truyền ra, thân thể của Thiên Mộng Ngữ siết chặt, cảnh giác nhìn bốn phía. Rất nhanh, một đám thân ảnh thời gian dần qua xuất hiện ở trong tầm mắt, là người của Thú Vương Điện, dùng Sư Khôi cầm đầu. Sư Khôi từng một người chạy như điên ở trong Yêu Thành Sơn, nhưng hắn hiển nhiên không chỉ đến một người, những thế lực cấp bá chủ này không có ngu như vậy, sẽ một mình bước vào tiên trì thí luyện. Sư Khôi đi rất chậm, đôi mắt nhìn Thiên Mộng Ngữ lộ ra vẻ tham lam của thú tính. Thiên Mộng Ngữ nhíu mày, lạnh như băng nói, Sư Khôi, chẳng lẽ Thú Vương Điện muốn va chạm với Thanh Vân Các sao, đây cũng không phải ý hay gì. Vậy sao? Sư Khôi lộ ra vẻ âm lãnh. Sau đó Thiên Mộng Ngữ bỗng nhiên chuyển ánh mắt qua, chỉ thấy lại một nhóm người xuất hiện, người Thiên Yêu Cung, Yêu Sinh. Ánh mắt của Thiên Mộng Ngữ cứng lại, sắc mặt khó coi, Thú Vương Điện cùng Thiên Yêu Cung đều là thế lực cấp bá chủ của Yêu Châu Thành, bọn hắn vậy mà liên thủ rồi, chỉ có thể trách Thanh Vân các ngươi xui xẻo. Yêu Sinh âm trầm nói, sau đó nhìn lướt qua Tần Vấn Thiên, người từng bước vào thú linh thí luyện tràng này, hắn đương nhiên còn nhớ rõ. Chạy, Thiên Mộng Ngữ thấp giọng nói, khiến cho trong lòng mọi người rùng mình. Thiên Mộng Ngữ cực kỳ quyết đoán, biết rõ không may, căn bản không định ngạnh bính, chạy, bọn hắn không có khả năng một mẻ hốt gọn, các ngươi bắt sống nàng. Sư Khôi chỉ vào Mạc Khuynh Thành ở bên cạnh Tần Vấn Thiên, mà chính hắn thì tham lam đi về phía Thiên Mộng Ngữ. Trốn! Thiên Mộng Ngữ hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc người của Thanh Vân các đồng thời chạy như điên về các phương vị bất đồng, Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành cũng chạy về một phía. Ha ha! Sư Khôi đạp mạnh đại địa, thân thể bay lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng gầm đáng sợ chấn động, trong hư không giống như xuất hiện một cuồng sư hư ảnh. Thời điểm thân thể Sư Khôi rơi xuống đất, nắm đấm cuồng bạo nện ra, chất chứa lực lượng khủng bố, người nọ bị tiếng gầm chấn có chút mê muội, thời điểm kịp phản ứng nắm đấm đã hàng lâm, đầu bị oanh bạo. Người của Thú Vương Điện cùng Thiên Yêu Tông bắt đầu chuyển động, tiến hành thanh lý cường giả của Thanh Vân Các. Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành chạy về phía một phương vị, chỉ thấy một nhóm người của Thú Vương Điện truy kích đến, tốc độ cực nhanh. Trong tay Tần Vấn Thiên xuất hiện Phương Thiên Hỏa Kích, trong mắt hắn lộ ra hàn mang đáng sợ. Vấn Thiên, tận lực ít tiêu hao lực lượng trong cơ thể, tiên trì thí luyện này chỉ sợ còn rất dài. Mạc Khuynh Thành ở bên cạnh dặn dò, khiến cho trong lòng Tần Vấn Thiên rùng mình, có chút gật đầu, hiện tại hoàn toàn chính xác không thể quá liều, con đường tiếp theo còn rất dài. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Tốc độ của Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đều rất nhanh, có 5 người truy tung bọn họ, song phương rất nhanh liền rời xa chiến trường, hơn nữa cước bộ của hắn cũng không dừng lại, mà tiếp tục chạy trốn. Cái này để cho đám người truy tung ánh mắt lạnh lùng, tốc độ của hai người phía trước không kém bọn hắn, nếu rời xa đội ngũ, gặp phải cường giả thế lực khác,
đối với bọn họ cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Người của Thú Vương Điện. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một thân ảnh, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành dừng bước, đúng là Âu Dương Cuồng Sinh. Âu Dương Cuồng Sinh, việc này không quan hệ gì tới ngươi. Năm cường giả của Thú Vương Điện ẩn ẩn vây quanh Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành, quét mắt liếc nhìn chung quanh, không có phát hiện những người khác của Âu Dương Thế Gia, lúc này mới yên tâm chút ít. Bất quá Âu Dương Cuồng Sinh này thật đúng là cuồng vọng, vậy mà một người thoát ly đội ngũ. Ân, Âu Dương Cuồng Sinh nở nụ cười, hai tay ôm ngực, thần thái xem náo nhiệt. Người cầm đầu của Thú Vương Điện đôi mắt lợi hại, yêu dị rét lạnh, hắn liếc nhìn Âu Dương Cuồng Sinh, sau đó nhìn bốn người khác nói, nam giết chết, tốt. Bốn người tay áo phiêu động, trên người ẩn ẩn có yêu khí tách ra, hai người đi về phía Tần Vấn Thiên, hai người khác đi về phía Mạc Khuynh Thành. Phương Thiên Hỏa Kích của Tần Vấn Thiên hoành động, một cổ yêu quang từ trong mắt hắn tách ra, lạnh lùng rét thấu xương, thiếu niên vừa rồi trong chốc lát trở nên yêu tuấn, áo dài trên người giống như có gió bắt đầu chuyển động, tràn ngập một cổ khắc nghiệt chi khí. Hai người đi về phía Tần Vấn Thiên đồng thời xuất thủ, bàn tay một người lợi hại giống như ưng trảo, giết về phía Tần Vấn Thiên, trong hư không như có ưng trảo hư ảnh, yêu ma tàn sát bừa bãi, muốn xé nát thân thể Tần Vấn Thiên, tên còn lại thì oanh ra cự chưởng bá đạo, như chưởng ấn của cự thú, ầm ầm nện xuống, trong mắt bọn hắn, Tần Vấn Thiên là người chết, ông, cùng phong càng quét, phương thiên hỏa kích của Tần Vấn Thiên bạo sát ra, lao thẳng tới ưng trảo, tốc độ nhanh như tia chớp, lực lượng khiến cho cùng phong gào rú, còn có một tia kiếm khí sắc bén đáng sợ, tiếng phốc phốc truyền ra, phương thiên hỏa kích trực tiếp phá vỡ móng vuốt sắc bén, xuyên thấu bàn tay, đâm vào đầu đối phương, đồng thời, tay trái của hắn nâng lên, khai sơn chưởng gào thét, một tiếng trống nổ mạnh, cự chưởng của đối phương cùng khai sơn chưởng va chạm, cùng phong càn quét, tên kia nhìn thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên lạnh như băng, chỉ cảm thấy lòng sợ hãi, Tần Vấn Thiên thối lui, phương thiên hỏa kích quét ngang, như chu tước chi vũ, người nọ cảm nhận được bên cạnh có khí tức sắc bén đáng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, song chưởng đồng thời giết ra, chỉ thấy Tần Vấn Thiên há miệng phun ra một đạo kiếm quang, từng đạo lợi kiếm sắc bén trực tiếp xẹt qua đầu đối phương, tru sát hắn. Nếu bàn về chiến đấu, luân mạch cảnh cửu trọng thật đúng là ít có người có thể chống lại Tần Vấn Thiên. Sau khi đánh chết hai người, Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua bóng người phía trước kia, thân thể bỗng nhiên chuyển động, không có đánh về phía đối phương, mà đánh về phía Mạc Khuynh Thành, lực lượng cường đại càng quét, yêu khí tàn sát bừa bãi, phương thiên hỏa kích liền cắm vào đầu đối phương. Đột nhiên, một cổ yêu khí kinh khủng bộc phát, chỉ thấy người một mực không động thủ kia tách ra ba tinh hồn, toàn bộ đều là thú tinh hồn. Tinh quang sáng chói lóng lánh, chỉ thấy hắn bước về phía Tần Vấn Thiên, yêu khí lăng thiên, trống, một tiếng yêu trống, màng tai của Tần Vấn Thiên chấn động, sau đó hắn phản phất như thấy được vạn thú gào rú về phía hắn, muốn nuốt hết hắn, nguyên phủ cảnh, trong lòng Tần Vấn Thiên rung lên, hơn nữa là nguyên phủ cảnh có chút lợi hại, muốn một kích tất sát, đối phương cũng biết nguyên phủ bị phong ấn, hắn sử dụng thần thông cường đại như thế tiêu hao rất lớn, cho nên dứt khoát một kích giết chết Tần Vấn Thiên. Tránh cho đằng sau tiêu hao càng nhiều nữa, hắn chú ý tới Mạc Khuynh Thành cũng là nguyên phủ cảnh. Tần Vấn Thiên cảm giác màng tai muốn xé rách, vạn thú thôn vệ mà đến kia để cho hắn cảm thấy áp lực khủng bố, cùng phong càng quét hư không, huyết mạch của Tần Vấn Thiên như thiêu đốt, yêu khí trên người hắn càng ngày càng mạnh, sau đó hắn nhẹ nhàng đi ra một bước này, để cho cả người hắn hóa thành ảo ảnh, lưu tinh thức tách ra, hàng quang khủng bố đâm rách hết thảy, xông vào trong công kích đáng sợ kia. Đông, đông. Đông, lực lượng cường đại như cơn lốc xé rách ở trên người Tần Vấn Thiên, nhưng hắn có khí lực yêu thú cực kỳ cường hoành, tàn ảnh đi về phía trước, phương thiên hỏa kích quyết chí không lùi, ầm ầm, lực lượng đáng sợ đánh bay thân thể Tần Vấn Thiên, liên tục đụng nát hai cây đại thụ, hắn kêu rên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, phía trước yêu khí vẫn điên cuồng tàn sát bừa bãi, thân thể cường giả nguyên phủ cảnh kia lại không có động, phương thiên hỏa kích cắm vào cổ của hắn, hai mắt trợn lên. Hiển nhiên không ngờ ở dưới công kích như vậy, đối phương còn có thể đúng lúc đâm phương thiên hỏa kích vào cổ họng của hắn. Mạc Khuynh Thành cũng giải quyết đối thủ, nàng đi tới bên người Tần Vấn Thiên, lấy ra một viên thuốc cho hắn dùng, Tần Vấn Thiên nuốt vào, nhìn Mạc Khuynh Thành khẩn trương, nhoẻn miệng cười nói, ta không sao, tuy cười, nhưng trong lòng Tần Vấn Thiên không dám có một chút chủ quan, thí luyện chi lộ này, chỉ sợ sẽ không an toàn. Lợi hại, Âu Dương Cuồng Sinh nhìn Tần Vấn Thiên. Vừa rồi một kích kia rất đẹp, hắn tự hỏi nếu như muốn giết đối phương, tuy có thể không bị thương, nhưng chỉ sợ sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần nguyên lực, thí luyện chi lộ vốn là tánh mạng thi chạy, mặc dù bị thương,
cũng không thể hao phí quá nhiều tinh thần nguyên lực. Tần Vấn Thiên hiển nhiên minh bạch đạo lý kia, cho nên hắn liều mạng bị thương, cũng muốn giết chết đối thủ. Huống chi, Tần Vấn Thiên biết rõ trên người Mạc Khuynh Thành có một ít đang dược trị thương. Nhìn Âu Dương Cùng Sinh nhẹ gật đầu, Tần Vấn Thiên không nói gì. Nếu ở bên ngoài, ta nhất định sẽ tìm ngươi thử xem, ha ha. Âu Dương Cùng Sinh cười cười đi ra, hiển nhiên là đi tìm đội ngũ của mình. Trong này, mặc dù Âu Dương Cùng Sinh rất tự tin với thực lực của mình, nhưng ở lúc thí luyện chi lộ bắt đầu liền độc lai độc vãng, đây tuyệt đối là trí mạng. Đằng sau ngược lại không sao cả, bởi vì tiên trì chỉ có 7 người có thể được, cho nên ở trên thí luyện chi lộ, sẽ không ngừng có người vẫn lạc, từ xưa đến nay đều như vậy. Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành rời đi, ở đây dù sao cũng có thi thể, bọn hắn thay đổi một chỗ, sau đó dừng lại điều tức. Tần Vấn Thiên cho Mạc Khuynh Thành mấy viên tinh thạch, ở chỗ này chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của tinh thạch khôi phục một ít lực lượng. Tiếng xoẹt xoẹt truyền ra, khiến cho tâm thần của Tần Vấn Thiên siết chặt, nhìn về phía sau. Tần huynh, nguyên lai là ngươi. Y tướng xuất hiện, cười cười đi tới, Tần Vấn Thiên phát hiện đám người y tướng có không ít người, tự hồ ẩn ẩn hợp thành một đồng minh, người cầm đầu mặc một bộ áo trắng, phong thần tuấn tú, lưng đeo cổ kiếm, đúng là Yến Châu kiếm khách Mộ Bạch Phi được cung chủ tiên trì cung ban thưởng ghế ngồi. Tần huynh không phải đi cùng người Thanh Vân Các sao, sao lại bị thương? Y tướng liếc nhìn Mạc Khuynh Thành, lại nhìn Tần Vấn Thiên hỏi. Tuy nói y tướng làm người rất nhiệt tình, nhưng Tần Vấn Thiên đối với người này vẫn có vài phần cảnh giác, gật đầu nói, gặp phục kích, bị chút thương thế. Đã không có Thanh Vân Các, chỉ sợ hai người Tần huynh rất nguy hiểm, như vậy đi, ta liền giúp các ngươi, để các ngươi gia nhập đồng minh của chúng ta. Y tướng nhìn Tần Vấn Thiên nói. Tần Vấn Thiên suy nghĩ, liếc nhìn Mạc Khuynh Thành, cuối cùng gật đầu, mặc dù hắn không để ý mình cũng phải bảo đảm Mạc Khuynh Thành an toàn, hai người hành động xác thực sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, chúng ta rất hữu duyên, giao cho ta. Y tướng hào khí nói, lập tức chạy đến chỗ Mộ Bạch Phi trao đổi chốc lát, liền nhìn Tần Vấn Thiên và Mạc Khuynh Thành vẫy vẫy tay. Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đi tới bên đám người, đồng minh này có 18 người, đội hình có chút cường đại, nhưng Tần Vấn Thiên tin tưởng, đây chỉ là thí luyện chi lộ vừa bắt đầu. Cho nên kết thành đồng minh lợi hại có thể bảo đảm an toàn, nhưng đến lúc sau, đồng minh tuyệt đối sẽ tự động tan rã. Yến Châu kiếm khách đi theo Mộ Bạch Phi có 3 người, đều lưng đeo cổ kiếm, có chút cao ngạo, nhìn cũng không thèm nhìn Tần Vấn Thiên, thậm chí hắn đối với mấy minh hữu này, cũng không quan tâm thế nào, chỉ là tạm thích ứng mà thôi. Những người khác cũng tin tưởng điểm này, nhưng chút ẩn nhẫn ấy bọn hắn vẫn phải có, huống hồ Yến Châu kiếm khách vốn như vậy, nên mọi người đều không sao cả. Đội hình mạnh như thế một đường đi về phía trước, ngược lại không có gặp phải phiền toái, trên đường ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy mấy cổ thi thể. Hai ngày sau, bọn hắn đi ra rừng rậm, bất quá xuất hiện ở trước mặt bọn hắn là một cổ đạo dài hẹp, ngọn núi cao ngất đứng sững ở phía trước, có rất nhiều cổ đạo dài hẹp có thể hành tẩu. Ai đi dò đường? Một Yến Châu kiếm khách ở bên cạnh Mộ Bạch Phi mở miệng nói, ngữ khí lạnh lùng, có chút cao ngạo. Tần huynh, vất vả ngươi một chút. Y tướng nhìn Tần Vấn Thiên cười nói. Tần Vấn Thiên nhìn đối phương, ánh mắt có chút hiếp hiếp, nhưng chỉ trong tích tắc liền khôi phục như thường. Yên tâm đi Tần huynh, hai người bọn họ đi theo ngươi, nếu như gặp phục kích, chúng ta sẽ lập tức đuổi tới. Y tướng chỉ vào hai người khác nói, khiến cho đối phương nhíu mày. Được rồi, Tần Vấn Thiên gật đầu, ta đi với ngươi. Mạc Khuynh Thành tiến lên nắm tay Tần Vấn Thiên nói, không cần nhiều người như vậy. Y tướng nở nụ cười, Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó nắm tay Mạc Khuynh Thành đi về phía trước, không để ý đến người đứng phía sau. Cái đồng minh này, hắn không muốn ở chung, thấy một màn như vậy y tướng hít mắt, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Y tướng, đầu óc ngươi nghĩ cái gì a? Nữ tử đồng hành với y tướng có chút không vui nói, nàng cũng đã gặp Mạc Khuynh Thành, mà y tướng để Tần Vấn Thiên đi dò đường, lại hy vọng Mạc Khuynh Thành lưu lại, rất khó không cho người mơ màng. Trong đại điện tiên trì cung, trên ghế ngọc, một nữ tử cực đẹp yêu mị ngồi ở đó, nhưng ánh mắt lại lộ ra khí tức trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như nữ vương. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm bình phong phía trước, chỗ đó có từng bức họa, thình lình đúng là tình cảnh trên thí luyện chi lộ. Bên cạnh nữ vương đứng hai người, một người là cung chủ tiên trì cung, người còn lại là nữ tử lạnh lùng không ăn khói lửa nhân gian kia, khí chất của nàng có chút tương tự nữ nhân ngồi trên ghế. Giờ phút này, ánh mắt của nữ vương dừng ở trên người Tần Vấn Thiên, thiếu niên này. Nghe nói đến từ Sở Quốc, Sở Quốc, Sở Quốc, lúc trước Thương Vương mất tích, Thương Vương cung tràn đầy nguy cơ, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thương Vương cung,
mặc kệ người nào cũng bị giám thị, nhưng không có người tìm được đồ vật bọn hắn muốn tìm. Thẳng đến không lâu trước kia mới có tin tức truyền tới, trước khi Thương Vương vẫn lạc, vậy mà đi qua Sở Quốc một lần. Giờ phút này, khóe miệng của nữ vương hiện ra nụ cười lạnh, những gia hỏa tự cho là đúng kia, bọn hắn cho rằng thật sự tìm được vật Thương Vương lưu lại sao? Mặc dù tìm được bức họa kia, lại có làm được cái gì? Còn có nàng trấn thủ ở chỗ này, chắc lấy cửa khẩu cuối cùng, Thương Vương cung, sẽ xuất hiện Tân Vương sao? Nữ vương thì thào nói nhỏ, khiến cho thân thể của cung chủ Tiên Trì cung có chút rung động, nhưng thần sắc của nữ tử tuyệt mỹ kia lại như trước, không có một chút biến hóa, phản phất như nàng vĩnh viễn là như thế. Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đi ở trong cổ đạo, phát hiện con đường này lại cực kỳ thông thuận, không có gặp được bất luận nguy cơ gì. Đi thật lâu, bọn hắn phát hiện rất nhiều cổ đạo dần dần hội tụ lại, xa hơn trước, có không ít người đứng ở nơi đó, mắt nhìn phía trước, Âu Dương Cuồng Sinh, khó trách con đường này thông thuận như thế. Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành đi đến địa phương hội tụ ngừng lại, chỉ thấy tiếp tục đi tới mà nói, như trước là một cổ đạo, bất quá trên cổ đạo lại có mấy cổ thi thể, chết cực kỳ thảm, toàn thân đều là máu, nhuộm hồng cả đường núi. Đông, Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể nhảy lên, trong lòng run rẩy, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ở trên cổ đạo khoảng 10 mét, có một tấm bia đá, phía trên có khắc hai chữ Hoàng Tuyền, thật kỳ diệu. Mạc Khuynh Thành cũng cảm thấy huyết dịch nhảy lên, để cho lòng của nàng tùy theo run rẩy. Hoàng Tuyền cổ lộ, lần này khảo nghiệm vậy mà xuất hiện Hoàng Tuyền lộ, trên đường Hoàng Tuyền, quay đầu lại là bờ, nghe đồn ở trong Tiên Trì thí luyện chỉ cần gặp được Hoàng Tuyền lộ, nhất định phải quay đầu lại tìm đường khác. Có người thần sắc khó coi, cổ đạo trong núi cuối cùng hội tụ đến đây, cái này ý nghĩa mọi người tham gia thí luyện lần này sẽ tới nơi này. Nếu như không dám thông qua, liền quay đầu lại, sẽ xuất hiện chuyển cơ khác, quay đầu lại là bờ chính là ý tứ này. Nhưng nếu có người đi qua Hoàng Tuyền lộ, sẽ là một con đường tắt, ta cũng không tin Hoàng Tuyền lộ này tà môn như vậy. Chỉ thấy một người không phục nói, sau đó thân ảnh hắn bước ra, cẩn thận đi về phía trước. Đông, máu trong cơ thể nhảy lên, hắn chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào. Lại dẫm mấy bước, mạch máu của người nọ như ẩn như hiện, sắc mặt tái nhợt. Tinh hồn tách ra, tinh quang bao phủ thân thể, hắn vẫn không buông tha, bước về phía trước. Đông, huyết dịch không ngừng nhảy lên. Trái tim của hắn điên cuồng co bóp, trên mặt của hắn hóa thành huyết sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi, tiếng vang thùng thùng không ngừng, tim đập càng lúc càng nhanh, lui. Trong đầu của hắn xuất hiện một ý niệm, lui về sau, nhưng máu trong cơ thể nhảy lên càng ngày càng khủng bố, rốt cục hét thảm một tiếng, người phía sau chỉ thấy mạch máu của hắn bạo liệt, máu tươi điên cuồng rơi vãi trên mặt đất, trái tim nổ tung, cả người huyết nhục mơ hồ nằm ở trong cổ đạo, chúng ta quay đầu lại đi. Khương Đình ở bên cạnh Âu Dương Cuồng Sinh mở miệng nói, đi ngang qua Hoàng Tuyền, nếu có thể bước qua, tất nhiên vào Tiên Trì, ta phải thử một chút. Chỉ thấy Âu Dương Cuồng Sinh hào khí vượt mây, bước về phía trước, thần sắc của Khương Đình biến đổi, nói, Cuồng Sinh, không nên vọng động, Khương Đình, các ngươi đổi đường đi, không cần lo cho ta. Âu Dương Cuồng Sinh cười lớn đi về phía trước, máu trong cơ thể sôi trào lên, trái tim nhảy mạnh, cổ đạo giống như nổi lên một trận cuồng phong. Lực lượng huyết mạch của Âu Dương Cuồng Sinh lăn mình, cước bộ của hắn vô cùng kiên định, cả người lộ ra khí chất chưa từng có từ trước đến nay. Hoàng Tuyền lộ thì như thế nào, chuyến đi này, hoặc là bước qua, hoặc chết ở trên Hoàng Tuyền lộ. Người Âu Dương Thế Gia cùng với Khương Gia rất khẩn trương, nhìn chằm chằm vào thiếu chủ Thiên Phú Trác Tuyệt kia. Khuyết điểm của Âu Dương Cuồng Sinh chính là ngông cuồng, không chỗ cố kỵ, chỉ cần sự tình hắn nhận định liền không ai có thể ngăn cản, mặc dù là Hoàng Tuyền lộ. Hắn cũng muốn đi, Hoàng Tuyền lộ, quay đầu lại là bờ, hắn lại hết lần này tới lần khác không quay đầu lại. Nếu ta chết, ngươi liều tìm ngươi yêu thương mình, đừng đau buồn. Âu Dương Cuồng Sinh chạy tới dưới Hoàng Tuyền bia, thần sắc không thay đổi, tóc dài bay lên, không chỗ cố kỵ. Tâm của Khương Đình cũng theo động tác của Âu Dương Cuồng Sinh mà nhúc nhích, chỉ thấy tinh hồn của Âu Dương Cuồng Sinh tách ra, bộ pháp ngừng lại, tim của nàng đã lên tới cổ họng, nhưng chỉ thấy Âu Dương Cuồng Sinh tiếp tục dẫm trận. Phản phất như cực kỳ gian nan, thời gian dần trôi qua, Âu Dương Cuồng Sinh chậm rãi rời xa Hoàng Tuyền bia, sau đó hắn xoay người, nhìn đám người Khương Đình cười nói, đi thôi, ân, bọn người Khương Đình gật đầu, quay người phản hồi cổ đạo trong núi, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Tần Vấn Thiên, ta muốn thử xem. Tần Vấn Thiên nhìn Mạc Khuynh Thành, khiến cho Mạc Khuynh Thành sửng sốt, bất quá sau đó nàng tự nhiên cười nói, ta theo ngươi, không, ngươi ở nơi này chờ ta. Nếu như ta đi không qua, liền trở về.
Tần Vấn Thiên nhéo nhéo cái mũi của Mạc Khuynh Thành, cười nói, không muốn làm cho Mạc Khuynh Thành quá lo lắng. Được, Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, sau đó liền chứng kiến Tần Vấn Thiên quay người, đi về phía Hoàng Tuyền cổ đạo, trái tim của hắn bắt đầu đập mạnh, lực lượng huyết mạch bắt đầu sôi trào, sở dĩ Tần Vấn Thiên muốn thử một lần, bởi vì dưới Hoàng Tuyền bia, hắn cảm giác huyết mạch của mình rung động, loại cảm giác này để cho hắn khát vọng, huyết mạch sôi trào, trái tim của Tần Vấn Thiên điên cuồng nhúc nhích, hắn cũng không phát hiện, ở phía sau hắn, Mạc Khuynh Thành đã đi ra vài bước, Tần Vấn Thiên ẩn ẩn cảm giác sắp khống chế không nổi lực lượng huyết mạch của mình, cổ lực lượng kia sôi trào, chỉ thấy tóc dài của hắn hóa thành màu mực, bay lên nhảy múa, huyết mạch trong cơ thể như có một cổ lực lượng bắt đầu khởi động, gầm thét, rốt cục, hắn đi tới dưới Hoàng Tuyền bia, chỉ thấy hắn ngừng lại, nhắm mắt, cảm giác lực lượng huyết mạch trong cơ thể, phản phất như có từng sợi phù văn huyết sắc toát ra, cực kỳ rõ ràng, phù văn huyết sắc này chất chứa lực lượng đáng sợ, lộ ra khí tức vương giả, đây là lực lượng huyết mạch thực thể hóa sao, nội tâm Tần Vấn Thiên run rẩy, hắn vậy mà cảm giác được lực lượng huyết mạch, hắn có loại cảm giác, về sau hắn có thể tùy tâm sở dục điều động lực lượng này, hòa vào trong công kích của mình, cái này rất giống như tấn cấp, huyết mạch tấn cấp, ngẩng đầu lên, giờ phút này ánh mắt của Tần Vấn Thiên như máu, tràn ngập khí thế bá đạo, huyết mạch của hắn, mới là huyết mạch vương giả, há cho phép tấm bia đá này quấy nhiễu, từng sợi phù văn huyết sắc phản phất như nhảy vào hư không, bắn về phía Hoàng Tuyền bia, trong tích tắc, trong tấm bia đá tách ra huyết quang vô tận, sau đó bay về phía Tần Vấn Thiên, phản phất như giao phong, một màn này làm cho sắc mặt của Mạc Khuynh Thành tái nhợt như tờ giấy, lòng nóng như lửa đốt, nàng cắn bờ môi của mình, máu tươi chảy ra, đi lên phía trước một bước, trái tim của nàng cũng bắt đầu chuyển động, huyết mạch lăn mình, lúc này Tần Vấn Thiên lại không biết Mạc Khuynh Thành đang làm cái gì, chỉ thấy phù văn huyết sắc trong cơ thể hắn gầm thét nhảy vào tấm bia đá, thời gian dần trôi qua, tấm bia đá phản phất như yên tĩnh trở lại, Mạc Khuynh Thành cảm giác được của lực lượng kia càng ngày càng yếu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm bia đá, sau đó chỉ thấy tấm bia đá kia bay xuống, rơi ở trước người Tần Vấn Thiên, không còn lực lượng bạo ngược nữa, vậy mà có thể khống chế tấm bia đá này, Tần Vấn Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cảm giác mình và tấm bia đá đã thành lập nên một loại liên hệ kỳ diệu, sau đó tâm niệm hắn khẽ động, thu tấm bia đá vào thần văn giới, đôi mắt dễ thương của Mạc Khuynh Thành lóe lên, chuyện này, Âu Dương Cùng Sinh quay đầu lại nhìn xem, cũng sững sờ ngay tại chỗ, hắn vậy mà thu phục được Hoàng Tuyền bia, Tần Vấn Thiên bình phục lực lượng huyết mạch, sau đó quay người đi tới bên cạnh Mạc Khuynh Thành, nhìn thấy môi của nàng có một vết máu, đã đi vào Hoàng Tuyền cổ đạo, trong nội tâm cảm động, nha đầu ngốc, hai tay Tần Vấn Thiên bưng lấy đôi má của Mạc Khuynh Thành, nhưng Mạc Khuynh Thành lại tự nhiên cười nói, chúng ta đi thôi, ân, Tần Vấn Thiên nhẹ gật đầu, tiến bộ pháp truyền ra, một cổ đạo ở bên cạnh đi ra mấy người, chứng kiến hai người Tần Vấn Thiên liền sửng sốt, ngươi không có việc gì, Thiên Mộng Ngữ kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên, nàng còn tưởng rằng lần phục kích kia, sẽ để cho Tần Vấn Thiên gặp nạn, vận khí không tệ, Tần Vấn Thiên cười nói, đi thôi, cùng một chỗ, nhìn ba người ở sau lưng Thiên Mộng Ngữ, trong nội tâm Tần Vấn Thiên thở dài, xem ra các nàng thương vong thảm trọng, dĩ nhiên chỉ còn lại bốn người, tốt, Thiên Mộng Ngữ nhẹ gật đầu, mọi người đi tới, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, lại thấy Âu Dương Cùng Sinh đứng ở phía trước, liền cho rằng là Âu Dương Cùng Sinh làm, trong mắt có vài phần cảnh giác, Âu Dương Cùng Sinh cười khổ, thấy Hoàng Tuyền Lộ quay đầu là bờ, người thông qua Hoàng Tuyền Lộ tất nhiên có thể bước vào tiên trì, nhưng lần này sợ là đã bị đánh vỡ, bởi vì quái thai kia trực tiếp thanh lý Hoàng Tuyền Lộ, cửa ải này hoàn toàn không ảnh hưởng người phía sau rồi, bởi như vậy, Hoàng Tuyền cổ đạo vốn có thể ngăn cản rất nhiều người, hiện tại hoàn toàn mất đi tác dụng, xoay người, Âu Dương Cùng Sinh tiếp tục tiến lên, hy vọng có thể dẫn đầu lao tới tiên trì A, đám người Tần Vấn Thiên cũng bước nhanh đi theo Âu Dương Cùng Sinh, một lát sau liền đi ra cổ đạo, người Thanh Vân Các lại lôi kéo Thiên Mộng Ngữ cách Âu Dương Cùng Sinh và Tần Vấn Thiên một chút, khiến cho thần sắc của Thiên Mộng Ngữ ngưng lại, lập tức minh bạch ý tứ của đối phương, chắc là lo lắng Âu Dương Cùng Sinh ra tay độc ác, Âu Dương Cùng Sinh cùng Tần Vấn Thiên đi ra cổ đạo, liền chứng kiến hai bên có hai cổ thụ, trên cây có tinh thần chi quang lưu chuyển, còn có trái cây. Ha ha, thật may mắn, Âu Dương Cùng Sinh lập tức nhảy về phía một cây cổ thụ, cấp tốc hái xuống mấy quả. Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành liếc nhau một cái, cũng lập tức chạy về phía một cây cổ thụ khác, bắt đầu hái trái cây, tốc độ của hai người đều rất nhanh, đợi đến lúc đám người Thiên Mộng Ngữ chạy đến đã ngắt lấy hơn nữa. Tinh thần quả, người Tinh Vân Các cả kinh,
sau đó đều nhào về phía cổ thụ. Tinh thần quả này có tác dụng gì? Tần Vấn Thiên nhìn về phía Thiên Mộng Ngữ hỏi. Tinh thần quả là trái cây ở trong không gian đặc biệt mới có thể bổ sung tinh thần nguyên lực rất nhanh, ở nơi như thế này chính là bảo bối. Âu Dương Cuồng Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV đã hái xong trái cây bên kia, không khỏi nhìn Tần Vấn Thiên nói. Con mắt của Tần Vấn Thiên sáng ngời, sau đó nhìn người Tinh Vân Các nói, trên cây này có không ít, chúng ta theo như nhân số chia đều a. Vì sao phải chia đều? Chỉ thấy nữ tử ở bên cạnh Thiên Mộng Ngữ nhìn Tần Vấn Thiên, trong mắt có sát khí lăng lệ ác liệt. Đôi mắt của Tần Vấn Thiên ngưng tụ, nhìn đối phương nói, vậy ý của ngươi là gì? Chúng ta cho ngươi đi theo, đã là chiếu cố ngươi rồi, tự nhiên là giao cho chúng ta đến phân phối, sẽ không thiệt thòi ngươi. Nàng kia lạnh nhạt nói, có chút miệt thị nhìn Tần Vấn Thiên, gia hỏa này thật đúng là ý nghĩ hảo huyền, lại muốn chia đều. Trong lòng nàng, Tần Vấn Thiên đi theo các nàng, đã là Thanh Vân Các các nàng ban Tần Vấn Thiên ân huệ. Lần trước nếu như không phải các nàng ngăn trở Thú Vương Điện cùng Thiên Yêu Cung liên thủ, Tần Vấn Thiên còn có thể sống sao? Ý của ngươi là không có ý định chia đều rồi. Thanh âm của Tần Vấn Thiên lạnh thêm vài phần, hắn cầm được tinh thần quả trước, đề nghị chia đều, nhưng bề ngoài đối phương chẳng những không lĩnh tình, ngược lại còn cảm thấy hắn lòng tham không đáy. Âu Dương Cuồng Sinh cũng ngây ngẩn cả người, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ thú vị, các nàng chiếu cố Tần Vấn Thiên. Kết minh vốn là song phương đều có lợi, nếu gặp nguy hiểm thì cộng đồng gánh chịu, nhưng nghe ý tứ của đối phương, hình như là bố thí chiếu cố đám người Tần Vấn Thiên. Tần huynh, muốn chia cũng là chia đều với chúng ta a. Đúng lúc này, bên ngoài cổ đạo lại đi ra một nhóm người, đúng là bọn người Mộ Bạch Phi, mở miệng nói chuyện là Y Tướng, chỉ thấy ánh mắt của hắn có chút nheo lại, tầm quan trọng của tinh thần quả ở thí luyện chi lộ, căn bản là không cần nói cũng biết. Tần Vấn Thiên nhìn đám người Y Tướng, những người này cũng không phải người lương thiện gì a. Tần Vấn Thiên biết rõ sự tình tinh thần quả không cách nào thiện rồi, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thiên Mộng Ngữ, hắn và Thanh Vân Các ngược lại không quen thuộc, chỉ nhận thức Thiên Mộng Ngữ mà thôi. Ngươi thấy thế nào? Tần Vấn Thiên nhìn Thiên Mộng Ngữ hỏi. Mộng Ngữ tỷ, người này được chúng ta chiếu cố, nên do chúng ta tới phân phối tinh thần quả, huống hồ. Nói xong nàng nhìn thoáng qua bọn người Mộ Bạch Phi, những người này cũng nhìn chằm chằm, mà có được tinh thần quả, không thể nghi ngờ sẽ đền bù hoàn cảnh xấu trên nhân số, bọn hắn có tu vi nguyên phủ cảnh, nếu có đầy đủ tinh thần quả mà nói, có thể sử dụng một ít thần thông uy lực mạnh công kích. Thiên Mộng Ngữ cau mày, nhìn Tần Vấn Thiên thấp giọng nói, được rồi, quen biết một hồi, chia đều a. Thiên Mộng Ngữ không muốn so đo quá nhiều, huống hồ các nàng có bốn người, mà Tần Vấn Thiên chỉ có hai người, mặc dù chia đều, cũng là các nàng được lợi. Có lẽ, ở trong nội tâm Thiên Mộng Ngữ, kỳ thật cũng cho rằng nên do các nàng đến phân phối, dù sao so sánh với các nàng, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành là một phương yếu thế, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ tới chia, mà là trực tiếp đối phó hai người Tần Vấn Thiên rồi. Hôm nay Tần Vấn Thiên đã không thuần phát giống như lúc trước, hắn nghe được Thiên Mộng Ngữ nói đã biết rõ đối phương nghĩ cái gì, lại nghe nữ tử ở bên cạnh Thiên Mộng Ngữ nói, không đi, tiểu tỷ, hôm nay có kẻ thù bên ngoài, chia đều với hắn, chẳng phải là đưa cho người khác, chẳng lẽ trông cậy vào bọn hắn đi chống cự đối thủ. Nữ nhân này tướng mạo thanh tú, coi như có chút xinh đẹp, nhưng loại thần sắc kia, lại làm cho Tần Vấn Thiên cảm thấy chán ghét, chỉ thấy hắn nắm lên mấy trái tinh thần quả, đưa cho Thiên Mộng Ngữ nói, yên tâm. Ta sẽ không liên lụy Thanh Vân Các các ngươi, mấy viên tinh thần quả này, coi như ta tặng cho ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhìn ba người khác, lạnh nhạt nói, các ngươi đã thích phân rõ ràng như vậy, những tinh thần quả này là ta lấy được, dựa vào cái gì cho các ngươi, muốn đoạt mà nói, ta phụng bồi. Tần Vấn Thiên nắm tay Mạc Khuynh Thành bỏ đi, hiển nhiên hắn cũng tức giận rồi. Ngươi, gia hỏa thấy lợi quên nghĩa, nếu không phải là chúng ta, ngươi có thể sống sót sao? Trong mắt nàng kia hiện lên sát cơ, ngón tay chỉ Tần Vấn Thiên, nộ không thể tả, Tần Vấn Thiên quá làm càn, câm miệng, Tần Vấn Thiên quát lớn một tiếng, lạnh lùng nói, thời điểm bị bao vây, hai người chúng ta hấp dẫn năm cường giả đuổi giết, chẳng lẽ không phải tự mình giải quyết, khi nào cần các ngươi bảo hộ chiếu cố, ha ha, Tần huynh, chuyện của các ngươi trước để xuống, ta giới thiệu ngươi tiến vào đồng minh của chúng ta, có phải nên giao tinh thần quả cho chúng ta hay không, Y Tướng lãnh đạm nói. Vừa gặp phải bảo vật, những người này đều không chịu nổi, dù sao ai cũng không biết kế tiếp tiên trì thí luyện sẽ phát sinh cái gì. Tần Vấn Thiên chứng kiến Âu Dương Cuồng Sinh đứng ở đó, không có người tìm hắn phiền toái, hơn nữa Âu Dương Cuồng Sinh một người có rất nhiều tinh thần quả,
nhưng những người này đều coi mình là quả hồng mềm, dễ khi dễ sao, ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Vấn Thiên liếc nhìn y tướng, sau đó mang theo Mạc Khuynh Thành rời đi. Ha ha, tinh thần quả trên người các ngươi, đều giao ra đây. Chỉ thấy một gã Yến Châu kiếm khách ở bên cạnh Mộ Bạch Phi bước ra, nhìn về phía người Thanh Vân Các cùng với hai người Tần Vấn Thiên, bình tĩnh nói, đôi mắt của hắn lộ ra cao ngạo, không coi ai ra gì. Đi. Tần Vấn Thiên nắm tay Mạc Khuynh Thành chạy về phía trước, không muốn tiếp tục dây dưa với những người này. Chúng ta cũng đi. Thiên Mộng Ngữ cũng mở miệng nói, sau đó các nàng vội chạy về phía trước, chỉ thấy Yến Châu kiếm khách cười lạnh, sau đó mọi người nhao nhao truy kích. Âu Dương Cùng Sinh đứng ở đó, thần sắc lộ ra vẻ thú vị, nghe người ta nói mỗi lần tiên trì thí luyện xuất hiện tinh thần quả đều sẽ khiến phân tranh, ở trong mắt mọi người tinh thần quả là bảo vật, nhưng sự hiện hữu của nó cũng là tai nạn, có lẽ bản thân là một loại khảo nghiệm. Quay đầu lại, Âu Dương Cùng Sinh thấy có rất nhiều thân ảnh lục tục chạy tới, hắn thấy được người của Thú Vương Điện, Thiên Yêu Tông, còn có người của Vương Gia Binh Châu Thành, xem ra phân tranh này sẽ rất náo nhiệt. Âu Dương Cùng Sinh, mấy người Vương Gia ngừng lại, chỉ thấy Vương Tiêu liếc nhìn Âu Dương Cùng Sinh, sau đó thấy được một thân cây lớn, trong mắt hiện lên một tia khí tức lợi hại, ngươi lấy được tinh thần quả. Âu Dương Cùng Sinh liếc nhìn Vương Tiêu, hắn biết rõ, thằng này điên lên mà nói, ai cũng sẽ kiên kỵ ba phần, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, Âu Dương Cùng Sinh cũng chạy đi. Trên đường lớn, từng vị cường giả chạy như điên, Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành ở phía trước nhất, bất quá rất nhanh thần sắc của bọn hắn liền khó coi, bởi vì ở trước mặt bọn hắn, là một vách núi cực lớn, vách núi này xuyên thẳng mây xanh, không biết cao bao nhiêu, chỉ có một con đường ở chính giữa duy nhất, nhưng lúc này con đường kia phản phất như có hấp lực kinh khủng, vòi rồng xé rách không gian đang gào thét, không biết đáng sợ đến cỡ nào. Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành ngừng lại, nhìn về phía trước, thần sắc khó coi, ngươi cầm, cẩn thận một chút. Tần Vấn Thiên lấy ra mấy viên tinh thần quả kín đáo đưa cho Mạc Khuynh Thành, Mạc Khuynh Thành khẽ gật đầu, hai người quay người, lập tức chứng kiến xa xa bụi đất tung bay, trước đến nhất chính là mấy người Thanh Vân Các, thời điểm các nàng chứng kiến hình ảnh xa xa, thần sắc cũng rất khó coi, tại đây thậm chí có một thông thiên sơn, bởi như vậy, cường giả đến đây chỉ sợ không thể tránh khỏi phải tiến hành một lần va chạm, mà các nàng có được tinh thần quả, sẽ bị xung kích đầu tiên, bọn người Mộ Bạch Phi đến rồi. Nhưng bọn hắn không vội động thủ, bọn hắn cũng phát hiện phía sau không ngừng có người chạy đến, không bao lâu, chư cường giả nhao nhao đi tới trước thông thiên sơn, phân tán đứng đấy, trong nội tâm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Âu Dương Cùng Sinh nhìn thoáng qua đám người, sau đó nhìn về phía Tần Vấn Thiên, đây đều là họa Tần Vấn Thiên gây ra a, nếu như không phải hắn lấy đi Hoàng Tuyền Bia, những người này chỉ sợ không có mấy cái có thể đến được nơi đây. Thanh Vân Các, Thiên Mộng Ngữ, giao vật kia ra đây. Mộ Bạch Phi đi lên trước một bước, nhìn về phía Thiên Mộng Ngữ, thanh âm lộ ra kiêu ngạo, hai gã Yến Châu kiếm khách ở bên cạnh hắn cũng bước ra, kiếm ý gào thét, đánh về phía bốn người Thanh Vân Các, vậy phải thử qua mới biết được, sắc mặt của Thiên Mộng Ngữ khó coi. Ba người Mộ Bạch Phi tiếp tục đi tới, kiếm khí càng mạnh hơn nữa, sau đó tinh hồn của bọn hắn tách ra, kiếm ý sáng chói tràn ngập không gian, Yến Châu kiếm khách, tinh hồn đều là kiếm tinh hồn, chỉ là những kiếm tinh hồn này lại có sai biệt. Bởi vì bọn hắn câu thông võ mệnh tinh thần bất đồng, chỉ thấy ba người sóng vai mà đi, ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, ngàn vạn lợi kiếm cuồn cuộn giận dữ, sát phạt hết thảy, lôi cuốn lấy kiếm phong đáng sợ, tru sát bất cứ người nào muốn ngăn cản bọn hắn, kiếm khí thật cường đại, mọi người cực kỳ rung động, trong tay Thiên Mộng Ngữ cũng xuất hiện một thanh kiếm, nàng am hiểu kiếm thuật là sinh tức cửu kiếm, chỉ thấy kiếm của nàng vũ động, sinh sôi không ngừng, xoắn giết về phía trước, đồng thời mấy nữ tử bên cạnh nàng cũng phát động công kích, cùng kiếm phong va chạm, xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u, kiếm khí gào thét cực kỳ chói tai, không gian chiến đấu bao phủ một cổ phong bạo, ba tên Yến Châu kiếm khách tiếp tục bước ra, mỗi bước ra một bước, trên người liền có vô số kiếm khí tách ra, ngón tay của bọn hắn không ngừng điểm động, kiếm ý đáng sợ phản phất như điệp gia, càng ngày càng mạnh, Tần Vấn Thiên nhìn bọn hắn giao phong, trong nội tâm thầm nghĩ không hổ là kiếm khách của thế lực cấp bá chủ, ba tên Yến Châu kiếm khách này, mặc kệ ai cũng đủ để xưng bá sở quốc quân Lâm Yến, thậm chí so với hắn lúc tham gia quân Lâm Yến còn cường đại hơn, bất quá hiện tại, Tần Vấn Thiên không để vào mắt. Hôm nay Tần Vấn Thiên so với thời điểm quân Lâm Yến cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, Tần Huynh, thực lực của Yến Châu kiếm khách ngươi cũng thấy đấy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại giao ra đây còn kịp, y tướng đi đến trước người Tần Vấn Thiên. Thấp giọng nói, sắc mặt tiểu nhân,
Tần Vấn Thiên liếc nhìn y tướng, lập tức nhổ ra một chữ, lăng, sắc mặt của y tướng trầm xuống, trở nên âm lãnh lên, nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, sau đó lại nhìn về phía Mạc Khuynh Thành, Tần huynh, ngươi chết ngược lại không có gì, nhưng không nên làm phiền Hà gia nhân. Tần Vấn Thiên nhìn chằm chằm vào y tướng, chứng kiến sắc mặt kia, trong mắt của hắn hiện lên hàn mang, để cho y tướng sinh ra kiêng kỵ, thiếu niên bình thản kia, thời điểm nhíu mày tức giận, đồng tử yêu tuấn lại cho người một cổ áp lực vô hình, chúng ta giao ra. Đúng lúc này, bên kia chiến trường, bốn người Thiên Mộng Ngữ bị ba tên Yến Châu kiếm khách áp bách đến vách núi, không đường thối lui, kiếm khí càng cường đại, chỉ có thể đáp ứng giao ra tinh thần quả. Phốc phốc, máu tươi tách ra, chỉ thấy một người ở sau lưng Thiên Mộng Ngữ bị kiếm quang xuyên thấu, tử vong tại chỗ, khiến cho sắc mặt của Thiên Mộng Ngữ cứng ngắc, vô cùng khó coi. Nhưng ngay lúc đó, kiếm ý tiêu tán, Mộ Bạch Phi bình tĩnh nói, sớm biết như thế, cần gì phải phản kháng. Thanh âm của hắn kiêu ngạo như trước, nhìn Thiên Mộng Ngữ vươn tay ra, Thiên Mộng Ngữ lấy ra tinh thần quả, ném cho Mộ Bạch Phi, cái này để cho những người đến sau biết được, nguyên lai là tranh đoạt tinh thần quả, không lẽ chỉ có mấy trái này. Mộ Bạch Phi bình tĩnh nói, nữ tử bên cạnh ở Thiên Mộng Ngữ chỉ vào Tần Vấn Thiên nói, tất cả ở trong tay hắn, tinh thần quả ở một cây khác thì nằm trong tay Âu Dương Cuồng Sinh, có bản lĩnh các ngươi đi lấy. Tần Vấn Thiên nhướng mày, lập tức chứng kiến Mộ Bạch Phi nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, tinh thần quả đâu? Ánh mắt của hắn, như trước mang theo kiêu ngạo, những tinh thần quả này, hắn đều muốn, nếu không còn chưa đủ bọn hắn chia. Ha ha, Tần huynh, nếu thật sự chọc giận Mộ huynh, chỉ sợ mạng của ngươi cũng khó giữ được. Y tướng có vài phần cáo mượn oai hùng, tiếp tục nói, tin ta lấy mạng của ngươi trước hay không? Đôi mắt của Tần Vấn Thiên càng yêu dị lên, thanh âm bình tĩnh khiến cho thần sắc của y tướng ngưng lại. Trên người hắn chắc hẳn có không ít tinh thần quả, các ngươi chia đi. Mộ Bạch Phi nhìn đám tùy tùng nói, khiến cho trong mắt những người kia đều hiện lên tinh mang. Hiển nhiên, Mộ Bạch Phi biết rõ loại thế cục trước mắt này, không chỉ hắn muốn tinh thần quả, còn có người thế lực khác, nếu chỉ dựa vào ba người hắn muốn độc chiếm, còn làm không được, những người kia còn đang nhìn chằm chằm đây này. Hơn nữa, dùng bọn hắn kiêu ngạo, khinh thường động thủ đánh chết một người vô danh, Tần Vấn Thiên tựa hồ là tùy tùng của Thanh Vân Các A. Ánh mắt đám người y tướng đều rơi vào trên người Tần Vấn Thiên, chỉ thấy vài người bước ra, đi về phía Tần Vấn Thiên. Tần huynh, là chính ngươi không tán thưởng, chớ trách chúng ta. Y tướng nhàn nhạt nói, trên người của hắn tràn ngập sát ý, hắn ngược lại muốn nhìn, Tần Vấn Thiên đến từ tiểu quốc vô tri này, dựa vào cái gì tự đại như thế, hắn ngay cả các thế lực siêu nhiên như Âu Dương Thế Gia cũng không biết, còn không biết đến từ xó xỉnh nào a. Ông, thân ảnh đám người y tướng bắt đầu chuyển động, tinh hồn tách ra, thần sắc của Tần Vấn Thiên rét lạnh, tinh thần quả đến tay, nào có đạo lý giao ra, mái tóc của hắn bay lên, yêu khí tung hoành, huyết mạch trong cơ thể cuồn cuộn, phù văn huyết sắc nhảy lên, ẩn chứa một cổ lực lượng kinh khủng, giết. Hai người kia đồng thời nghiền ép đến, Mạc Khuynh Thành muốn động, Tần Vấn Thiên lại thấp giọng nói, giao cho ta. Tiếng nói vừa dứt, thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, ngay lập tức cùng đối phương va chạm, đưa tay oanh ra một đạo chưởng ấn khủng bố, Thiên Thủ Ấn Thức thứ tư. Khô Tịch Ấn, chưởng ấn oanh ra, không gian tĩnh mịch, chôn diệt hết thảy, thậm chí trong chưởng ấn đáng sợ kia còn bao hàm kiếm ý phong duệ, hắn là dùng lực lượng của thần nguyên hình kiếm oanh ra Khô Tịch Ấn. Hai người công kích Tần Vấn Thiên kia thần sắc cứng lại, bọn hắn cảm nhận được chưởng ấn áp bách đến, chỉ cảm thấy cả người hít thở không thông, phản phất như trong thiên địa chỉ còn lại có chưởng ấn, phá hủy hết thảy. Đám người cũng nhìn chằm chằm vào ấn pháp kia, có chút kinh hãi, lực lượng của cổ ấn làm cho người ta sợ hãi, lại có một vòng huyết quang, lộ ra khí tức vương giả. Hai người y tướng đã không thể lui, chỉ có thể thúc giục lực lượng chống cự, nhưng chỉ nghe ầm vang nổ mạnh, cánh tay của y tướng bị phá hủy, trong mắt hắn lộ ra sợ hãi, sau đó Khô Tịch Ấn đáng sợ bao phủ hắn, phá hủy hết thảy, thân thể hai người bị nghiền ép thành mảnh vỡ, thi cốt không còn, thật mạnh. Ánh mắt của mọi người ngưng lại, vừa rồi đạo ấn pháp kia chỉ sợ là thần thông địa cấp trung phẩm, hơn nữa phát huy ra uy lực rất mạnh, tồi khô lập hủ, hai người y tướng còn chưa kịp bạo lộ ác chủ bài đã bị giết chết. Thiếu niên kia đứng ở đó, chỉ thấy tóc hắn hóa thành màu mực, vô cùng yêu dị, khí tức yêu tuấn cực kỳ mãnh liệt, huyết mạch trong cơ thể quay cuồng, phản phất như vương giả quan sát thiên hạ. Chỉ là hôm nay thiếu niên tuổi còn nhỏ, nếu như hắn lại thành thục chút ít, cường đại chút ít, sợ là khí chất vương giả sẽ càng có lực xung kích, lực lượng huyết mạch của hắn, là huyết mạch cực kỳ lợi hại. Thần sắc đám người Thiên Mộng Ngữ chấn động,
Thiên Mộng Ngữ nghĩ thầm, xem ra nàng đánh giá thấp sức chiến đấu của Tần Vấn Thiên rồi. Tần Vấn Thiên cảm nhận được phù văn huyết sắc trong cơ thể nhảy lên, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng bành trướng. Phù văn huyết sắc kia chất chứa lực lượng huyết mạch, có thể trực tiếp dung nhập vào thần thông công kích, phát huy ra uy lực đáng sợ. Mặc dù các ngươi lấy được tinh thần quả thì như thế nào, cũng không nhìn rõ tình thế bây giờ, chẳng lẽ Yến Châu kiếm khách sẽ mang bọn ngươi vào tiên trì sao? Các ngươi nhìn xem phía sau mình có bao nhiêu cường giả. Đôi mắt của Tần Vấn Thiên nhìn đám người, khiến cho thần sắc của những người kia cứng đờ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong nội tâm đều thấp thỏm không yên. Chớ làm mai mối cho người khác, nếu như các ngươi khư khư cố chấp, cuối cùng chỉ sợ đều bỏ mạng ở lại chỗ này. Trong tay Tần Vấn Thiên xuất hiện phương thiên hỏa kích, cắm vào trên mặt đất, khẩu khí thật lớn. Nghe được Tần Vấn Thiên nói, Mộ Bạch Phi nhàn nhạt nói, chỉ thấy áo trắng trên người hắn phiêu động, kiếm khí tràn ngập, ánh mắt nhìn Tần Vấn Thiên, bắt lấy hắn. Mộ Bạch Phi lại nói, lạnh nhạt như trước, Yến Châu kiếm khách cực kỳ kiêu ngạo. Hai gã kiếm khách ở bên cạnh hắn đi về phía Tần Vấn Thiên, tinh hồn tách ra, kiếm khí cuồng bạo, trực chỉ Tần Vấn Thiên. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn hai người bọn họ, tay nắm phương thiên hỏa kích, đồng dạng bước ra, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người phản phất như trở nên càng mạnh hơn, đồng tử của hắn như muốn để cho người luân hãm. Ngón tay của hai gã kiếm khách ám sát ra, kiếm khí tung hoành, xé rách hư không. Ngàn vạn kiếm quang càng quét, phương thiên hỏa kích của Tần Vấn Thiên vũ động, huyền vũ hư ảnh lóng lánh, lù lù bất động. Hừ, hai gã Yến Châu kiếm khách cười lạnh, hư không liên đạn, có hai thanh lợi kiếm sáng chói chém xuống, muốn bổ ra không gian này. Phù văn huyết sắc toát ra, dung nhập vào trong thần thông công kích, phòng ngự của Tần Vấn Thiên càng cường đại hơn, huyết quang lóng lánh, cước bộ của hắn lại đạp mạnh, đối mặt kiếm uy ngập trời, không lùi mà tiến tới, áp bách đối phương. Yến Châu kiếm khách hừ lạnh một tiếng, cũng đi về phía trước, hai tay chém ngang, kiếm quang giăng khắp nơi càng cường đại hơn. Trong tích tắc, phương thiên hỏa kích của Tần Vấn Thiên bạo sát ra, huyền vũ gào thét, huyết quang bao phủ thiên địa, ngăn trở toàn bộ kiếm khí, thân thể Tần Vấn Thiên bước ra, phương thiên hỏa kích hóa thành hào quang sáng chói, phá vỡ hết thảy trở ngại. Hai gã kiếm khách lập tức rút kiếm, kiếm của kiếm khách lần thứ nhất ra khỏi vỏ, ngân quang lóng lánh làm người lóa mắt, hai thanh kiếm đồng thời ám sát ra, va chạm cùng phương thiên hỏa kích, kiếm khí đáng sợ rống giận, từ trong phương thiên hỏa kích truyền ra lực lượng bành trướng khiến cho kiếm ngâm khẽ, thân thể của bọn hắn bị chấn lui về phía sau, thần sắc không khỏi ngưng trọng, trong công kích của Tần Vấn Thiên chất chứa lực lượng thật đáng sợ, nhưng chỉ điều chỉnh trong chốc lát, kiếm của bọn hắn lần nữa vũ động, kiếm khí càng ngày càng mạnh, hai người như lưu quan sát phạt tới. Mộ Bạch Phi nhìn thoáng qua phương thiên hỏa kích trong tay Tần Vấn Thiên, kia hiển nhiên là một thanh thần binh, có tác dụng tăng phúc rất mạnh. Thân ảnh của Mộ Bạch Phi như gió, kiếm ngân vang lên, đã ra khỏi vỏ, một kiếm như quang ảnh, kiếm của hắn phát sau, nhưng lại đồng thời đến, ba góc độ bất đồng, ba vần ánh sáng, muốn đoạt tánh mạng của Tần Vấn Thiên. Hư danh nói chơi, Âu Dương Cuồng Sinh nhìn thấy một màn này, không khỏi nhổ ra một câu, thần sắc khinh bỉ. Yến Châu kiếm khách vốn am hiểu công kích, lại bị Tần Vấn Thiên nghiền ép, hôm nay ba người chiến một người. Mặc dù thắng, mất mặt cũng chỉ là Mộ Bạch Phi. Mộ Bạch Phi hiển nhiên cũng biết lúc này đây hắn xuất thủ không quá sáng rọi, bởi vậy một kích này, hắn nhất định phải lấy mạng của Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên cảm thấy một cổ nguy cơ mãnh liệt, phương thiên hỏa kích vũ động, không có phát ra thần thông công kích gì, mà trực tiếp ngăn ở phía trước, kiếm của Mộ Bạch Phi nhìn như xa xôi, lại nháy mắt rơi vào trên phương thiên hỏa kích, nếu như hắn lại chậm một bước, kiếm liền đâm vào cổ họng, mượn nhờ lực phản chấn. Tần Vấn Thiên kích hoạt cửu thiên côn bằng quyết, bộ pháp tinh xảo, như ảo ảnh phiêu nhiên trở ra, kiếm của hai người khác lướt qua thân thể của Tần Vấn Thiên, kiếm khí đáng sợ phất ở trên mặt hắn, để hắn cảm giác có chút đau. Tần Vấn Thiên lui về phía sau, sờ sờ lên mặt, có một vết máu, là kiếm khí vừa rồi gây thương tích. Yến Châu kiếm khách, Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn ba người ở phía trước, trên gương mặt yêu tuấn lộ ra vẻ trào phúng, lạnh nhạt nói, không gì hơn cái này. Hắn nói, làm thần sắc mọi người trở nên phấn khích, thực lực của Tần Vấn Thiên xác thực rất lợi hại, vậy mà chặn được ba người Mộ Bạch Phi công kích. Mộ Bạch Phi vung trường kiếm, lạnh nhạt nói, thật sao? Tiếng nói vừa ra, trên người hắn bộc phát kiếm khí, càng mạnh hơn nữa. Chứng kiến một màn này, một bên khác, có không ít người đi về phía Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành là đồng bạn của Tần Vấn Thiên, trên người nàng có lẽ cũng có tinh thần quả. Nhưng một thân ảnh xuất hiện ở trước người Mạc Khuynh Thành. Thân ảnh ấy mặc quần áo màu đen, thân hình lung linh cho người cảm giác kinh diễm, muốn xem khuôn mặt của nàng,
nhưng nàng lại mang theo mũ rộng vành, trên mặt cũng có khăn che, căn bản nhìn không tới chân dung, chỉ có đôi mắt sáng ngời bạo lộ ở bên ngoài, lại cực kỳ động lòng người. Thời điểm thân ảnh này xuất hiện, chỉ thấy một nhóm người trang phục giống như nàng, nhao nhao xuất hiện ở trước Mạc Khuynh Thành, tự hồ muốn bảo hộ Mạc Khuynh Thành. Bất quá ngoại trừ người cầm đầu, những người khác ngược lại không có che mặt, có thể thấy dung nhan của các nàng. Người Huyền Âm Điện cũng muốn tham gia náo nhiệt sao? Mộ Bạch Phi chứng kiến tình hình bên kia, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Người Huyền Âm Điện từ trước đến nay thần bí, tu luyện công pháp thần thông kỳ lạ, mang theo âm khí mãnh liệt, bởi vậy trong Huyền Âm Điện nữ đệ tử chiếm đa số. U Châu Thành Huyền Âm Điện chính là một trong mấy thế lực cấp bá chủ của Đại Hạ Hoàng Triều. Tần Vấn Thiên căn bản có chút bận tâm Mạc Khuynh Thành, nhưng chứng kiến người Huyền Âm Điện xuất hiện liền nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng cảm thấy kỳ quái, Mạc Khuynh Thành và hắn là người sở quốc, không có khả năng quen biết Cửu Châu Thành Huyền Âm Điện mới đúng. Nữ nhân của Huyền Âm Điện, Thú Vương Điện Sư Khôi nhìn chằm chằm vào Mạc Khuynh Thành, đôi mắt sáng lên, giờ phút này mặc dù Mạc Khuynh Thành che giấu chân dung, nhưng hắn đã từng gặp Mạc Khuynh Thành tịnh lệ, hôm nay thấy người Huyền Âm Điện bảo hộ ở trước người nàng, liền cho rằng Mạc Khuynh Thành là nhân vật trọng yếu của Huyền Âm Điện, cái này để cho hắn càng động tâm. Hắc hắc, lên, Sư Khôi lạnh lùng nói, trong khoảnh khắc người của Thú Vương Điện đồng thời lao ra, yêu khí đáng sợ càng quét không trung, một đám nghiệt súc. Trong Huyền Âm Điện có người châm chọc nói, trong Thú Vương Điện, rất nhiều người là bán thú nhân, một tiếng châm chọc này, càng làm cho bọn hắn điên cuồng, song phương lập tức va chạm, ngươi là của ta. Sư Khôi lao thẳng đến Mạc Khuynh Thành, yêu khí cuồn cuộn, trong mắt Mạc Khuynh Thành hiện lên một đạo hàn quang, chỉ thấy tinh hồn của nàng tách ra, cánh chim xinh đẹp lóng lánh lấy vần sáng, nàng là nguyên phủ cảnh, mặc dù nguyên phủ bị phong bế, nhưng so với cường giả luân mạch cảnh, như trước vẫn còn có chút ưu thế. Tần Vấn Thiên nhìn về phía Sư Khôi, ánh mắt hiện lên hàn quang đáng sợ, trong lòng của hắn, đã phản Sư Khôi tử hình, chỉ thấy hắn hé miệng, nuốt một viên tinh thần quả vào miệng, một cổ kiếm khí đáng sợ bắn ra, bước về phía một Yến Châu kiếm khách, hiện tại các ngươi dừng tay, còn kịp. Tần Vấn Thiên nhìn ba người lạnh như băng nói, hắn lo lắng Mạc Khuynh Thành sẽ có phiền toái, hôm nay, ngươi phải chết, Mộ Bạch Phi bình tĩnh nói, ngữ khí khẳng định, ba người xuất thủ đối phó Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên bất tử, thanh danh của hắn còn đâu, ở trước mặt cùng thế hệ, về sau chẳng phải là không ngẩng đầu lên được. Hôm nay bọn họ đều một chân bước vào nguyên phủ, lại phát triển một hai năm, ở Cửu Châu Thành là thời điểm bọn hắn bộc lộ tài năng. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn các ngươi. Phương Thiên Hỏa kích trong tay Tần Vấn Thiên trực tiếp cắm vào mặt đất, trên người hắn đột nhiên nổi lên kiếm khí phong bạo đáng sợ. Đám người khiếp sợ phát hiện, chỉ thấy toàn thân Tần Vấn Thiên lóe lên tinh thần chi kiếm sáng chói. Vô số chui kiếm bao phủ thân thể Tần Vấn Thiên, phát ra thanh âm vù vù, một cổ khí tức làm cho người ta sợ hãi tràn ngập ra. Kiếm khí, ba người Mộ Bạch Phi nhíu mày, quanh người Tần Vấn Thiên, lại bao phủ kiếm quang vô tận, hóa thành từng tinh thần lợi kiếm, phát ra thanh âm gào thét, sắc bén thấu xương. Mỗi một chui tinh thần chi kiếm ngưng tụ thành, đều lộ ra nhuệ khí, chưa từng có từ trước đến nay, thật làm cho người kinh hỉ. Đám người có chút kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên. Gia hỏa này không phải người của thế lực cấp bá chủ, nhưng sức chiến đấu lại cường đại như vậy. Hơn nữa, khí tức của Tần Vấn Thiên còn chưa đình chỉ kéo lên, từng đạo phù văn huyết sắc nhúc nhích, bao trùm ở trên thân kiếm, kiếm quang như máu, lộ ra khí tức yêu dị. Lại nhìn khí thế của Tần Vấn Thiên lúc này, như huyết kiếm quân vương, vẻ yêu tuấn càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Thanh âm của Tần Vấn Thiên quanh quẩn, vô cùng bá đạo, hắn muốn Yến Châu kiếm khách chết. Đông. Rốt cục, thời điểm đám người Mộ Bạch Phi đi về phía trước, Tần Vấn Thiên bước ra một bước, kiếm khí gào thét, tinh thần chi kiếm vô tận hội tụ, hóa thành vòng tròn quay liên tục, vòng xoáy kiếm quang muốn nuốt hết hết thảy, thần sắc của Mộ Bạch Phi rốt cục thay đổi, nộ quát một tiếng, kiếm ngâm, tiếng nói vừa ra, trên thân bọn hắn có kiếm quang vô tận hội tụ lại, chỉ thấy thần binh trong tay bọn họ đáp lại với nhau, phát ra thanh âm đáng sợ, không ngừng rung rẩy. Trong hư không kiếm ý hội tụ đến, hóa thành kiếm minh đáng sợ, như kiếm của bọn hắn trọng điệp, đã có được tánh mạng vậy. Yến Châu kiếm khách, thời điểm đối mặt Tần Vấn Thiên công kích, lại bị ép sử dụng hợp kích. Giết! Thần nguyên hình kiếm ở quanh người Tần Vấn Thiên gầm thét sát phạt, kiếm khí khủng bố thôn vệ tới, trăm ngàn chui kiếm hộ pháp chung quanh, hóa thành một kiếm mạnh nhất, làm trong lòng mọi người run sợ. Không nói đến ở đây nhân nguyên phủ bị phong ấn, mặc dù ở bên ngoài. Một kích như vậy cũng đủ để đánh chết cường giả nguyên phủ cảnh. Giết! Ba người Mộ Bạch Phi đồng thời hét lớn,
kiếm ngâm rung trời, hóa thành một cự long, gào thét lao ra, đây là một loại thần thông cực kỳ mạnh, nhưng dùng thực lực cá nhân của bọn hắn là phát huy không ra, chỉ có ba người hóa nhất thể, tâm ý tương thông, lại để cho ngàn vạn kiếm chiến binh, mới có thể phát ra công kích như vậy, có thể thấy được Tần Vấn Thiên cho bọn hắn áp bách mạnh như thế nào. Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trăm ngàn chuôi kiếm hóa thành vòng xoáy va chạm với cự long, không gian phóng ra vầng sáng chói mắt, kiếm ngâm chấn màn tai mọi người như muốn xé rách, kiếm khí vô tận kích bắn, làm người chung quanh nhao nhao né tránh. Bên Tần Vấn Thiên, bụi đất tung bay, kiếm khí vạch phá đại địa, chỉ thấy thân thể ba người Mộ Bạch Phi bạo lui, áo trắng trên người bị xé thành từng mảnh, vết máu nhuộm hồng cả quần áo, giờ phút này sắc mặt bọn hắn rất ngưng trọng. Ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên, kiếm thuật hợp kích mạnh như vậy, cũng không thể áp chế công kích của Tần Vấn Thiên. Thật tình không biết lúc này Tần Vấn Thiên cũng có chút kinh ngạc, một kích này của hắn cường đại như thế nào hắn lòng dạ biết rõ. Thần nguyên hình kiếm khổng lồ hóa thành thần văn đáng sợ bắn ra, cộng thêm lực lượng nhục thân cường hoành và phù văn huyết sắc. Đây là công kích hắn chuẩn bị cho cường giả nguyên phủ cảnh, vậy mà không có giết chết đám người Mộ Bạch Phi. Một kích này, đối với Tần Vấn Thiên tiêu hao là rất lớn. Chỉ thấy hắn lại nuốt một viên tinh thần quả, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Bạch Phi. Ánh mắt của ba tên Yến Châu kiếm khách cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn biết rõ, lần này muốn khi dễ Tần Vấn Thiên lấy tinh thần quả, lại không nghĩ đá trúng thiết bản rồi. Bọn họ là kiếm khách đến từ Yến Châu Thành, bọn hắn cực kỳ tự tin, hơn nữa kiêu ngạo với thực lực của mình, nhưng một người vô danh, lại bằng vào sức một người áp chế bọn hắn. Cách đó không xa, ba người Thiên Mộng Ngữ dựa vào vách núi, thần sắc cực kỳ vi diệu, trong thần sắc của Thiên Mộng Ngữ lộ ra vẻ kinh ngạc, khiếp sợ, nguyên lai hắn mạnh như vậy, buồn cười trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn cho rằng Tần Vấn Thiên đi theo các nàng là muốn tìm kiếm che chở. Càng buồn cười chính là, sau khi Tần Vấn Thiên cầm được tinh thần quả muốn chia đều với các nàng, nhưng người của nàng lại muốn giao do bốn người các nàng phân phối, bởi vì Tần Vấn Thiên chỉ là người các nàng che chở, là người theo đuôi của các nàng, tuy Thiên Mộng Ngữ nàng cuối cùng đồng ý chia đều. Nhưng nàng biết rõ trong lòng mình nghĩ gì, loại ý nghĩ này, để cho nàng cảm giác đỏ bừng cả mặt. Đây chính là Tần Vấn Thiên muốn chia đều với các nàng, nếu Tần Vấn Thiên độc chiếm, các nàng có thể làm gì? Ba người Mộ Bạch Phi, dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép các nàng, giết chết một người trong đó, nhưng ba người Mộ Bạch Phi đối mặt Tần Vấn Thiên, lại bị nghiền ép. Nữ tử ở bên cạnh Thiên Mộng Ngữ, không lâu trước còn nói năng lỗ mãng với Tần Vấn Thiên, lúc này chứng kiến thực lực của Tần Vấn Thiên. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, bất quá Tần Vấn Thiên lại không có để ý các nàng, lúc này hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà nhìn chằm chằm vào ba người Mộ Bạch Phi, vừa rồi một kích kia tiêu hao rất lớn, hắn còn có thể phát ra một kích, nhưng nếu như vậy, về sau gặp phải phiền toái liền khó giải quyết, bất quá ba người Mộ Bạch Phi cũng tiêu hao không nhỏ. Chiến trường bên kia, Mạc Khuynh Thành chiến sư Khôi cũng không rơi vào hạ phong, đây cũng là nguyên nhân Tần Vấn Thiên không có lập tức xuất thủ. Người Huyền Âm Điện giao đấu với người của Thú Vương Điện chiếm cứ ưu thế, cũng không phải nói thực lực của Huyền Âm Điện cường đại, chỉ bởi vì nữ tử dáng người uyển chuyển, trên mặt che lụa mỏng kia cực kỳ lợi hại, động tác của nàng giống như ảo ảnh, cho người cảm giác bắt đoán không ra, thậm chí có đôi khi thậm chí cho người cảm giác không tồn tại, nhưng lúc nàng xuất hiện, hắc ám trường mâu có thể cắm vào trái tim người ta, chết ở trên tay nàng cũng không ít người, cái này để cho không ít người âm thầm kinh hãi. Huyền Âm Điện là thế lực cấp bá chủ của Cửu Châu Thành, công pháp thần thông đều dùng âm trầm quỷ dị trứ danh, có rất ít người nguyện ý trêu chọc Huyền Âm Điện. Nghe nói Huyền Âm Điện huấn luyện đệ tử cực kỳ tàn khốc, cơ hồ là ngược đãi, để cho bọn hắn trở thành trường mâu sắc bén nhất trong bóng tối, sát nhân vô hình. Bất quá đúng lúc này, Yêu Sinh đi lên phía trước một bước, cường giả Thiên Yêu Tông cũng sủng sủng dục động, Yêu Sinh cùng sư Khôi kết thành đồng minh. Nhưng ở thời điểm Thú Vương Điện rơi xuống hạ phong bọn hắn cũng không hỗ trợ, mà lại chờ tới lúc Thú Vương Điện chết không ít người, hắn mới chuẩn bị xuất thủ, cách làm như vậy để cho người đáng giá nghiền ngẫm rồi, hiển nhiên hắn không muốn Thú Vương Điện bảo tồn chiến lực toàn thịnh, lại không hy vọng minh hữu của bọn hắn hoàn toàn vẫn lạc, giết. Yêu Sinh lạnh như băng nói, ánh mắt nhìn lướt qua chiến trường của Tần Vấn Thiên cùng Yến Châu kiếm khách, tốt nhất lưỡng bại câu thương mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Tần Vấn Thiên nhíu mày, vì sao người Huyền Âm Điện ra tay giúp đỡ hắn không rõ ràng, nhưng hắn hiển nhiên không muốn để Huyền Âm Điện rơi vào nguy cơ, nhưng trước mắt, hắn căn bản không có minh hữu cường đại. Âu Dương Cuồng Sinh, giúp Huyền Âm Điện, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Tần Vấn Thiên nhìn về phía Yến Châu kiếm khách,
mà Âu Dương Cuồng Sinh thì ở cách hắn không xa, hắn là đưa lưng về phía Âu Dương Cuồng Sinh nói chuyện, Huyền Âm Điện đang bị vây quét, hắn nhất định phải làm chút gì đó. Âu Dương Cuồng Sinh không nghĩ tới Tần Vấn Thiên sẽ mở miệng với hắn, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó cười nói, tốt, thiếu nợ nhân tình thì không cần, coi như ta kết giao bằng hữu. Dứt lời, chỉ thấy hắn đi ra ngoài, trên người bộc phát ra hỏa diễm lóng lánh, một cổ lực lượng đáng sợ tràn ngập ra, toàn thân Âu Dương Cuồng Sinh đắm chìm trong ngọn lửa, chỉ thấy hắn vung ra một quyền, trong khoảnh khắc người ngăn cản ở trước mặt hắn toàn thân cháy lên, sau đó ầm vang nổ mạnh, bị đốt tử vong. Âu Dương Cuồng Sinh tính tình cuồng vọng, nhưng rất cường đại, bất quá thằng này thật tùy tâm sở dục, vốn không quen biết Tần Vấn Thiên, nhưng bởi vì đối phương nói một câu, hắn liền ra tay giúp đỡ, đây không thể nghi ngờ là đắc tội người Thú Vương Điện cùng Thiên Yêu Tông. Rất nhiều người thầm nghĩ, bất quá bọn hắn cũng đã được nghe nói tính cách của Âu Dương Cuồng Sinh, có khi nào gia hỏa này quan tâm ý nghĩ của người khác, nếu như hắn quan tâm ý nghĩ của người khác, lúc trước liền không có chuyện người cùng thế hệ đã tu luyện đến luân mạch cảnh hắn còn chưa bắt đầu tu hành, có thể nghĩ lúc trước Âu Dương Cuồng Sinh chịu bao nhiêu khinh bỉ, nhưng hắn không quan tâm, cứ thế kéo dài tới 16 tuổi, có thể câu thông võ mệnh tinh thần trên tứ trọng thiên mới ngưng tụ tinh hồn, bỗng nhiên nổi tiếng, loại không quan tâm này, bản thân là một loại cuồng vọng, hắn biết rõ mình muốn làm cái gì liền đủ rồi, ý nghĩ của người khác, không quan hệ gì tới hắn. Vừa rồi Âu Dương Cuồng Sinh kiến thức thực lực của Tần Vấn Thiên, một người độc chiến đám người Mộ Bạch Phi, sức chiến đấu mạnh như vậy, nhưng khi hắn cầm được tinh thần quả, như trước nguyện ý chia đều với bằng hữu, có thể thấy được nhân phẩm của Tần Vấn Thiên không cần hoài nghi, không phải loại người ích kỷ, càng quan trọng hơn là, hắn mắt thấy Tần Vấn Thiên thu phục Hoàng Tuyền Bia. Hoàng Tuyền Bia cùng với Hoàng Tuyền Cổ Lộ nghe đồn ở Cửu Châu Thành đã truyền lưu mấy ngàn năm, trên đường gặp Hoàng Tuyền Bia, quay đầu lại là bờ. Nhân vật lợi hại có thể bước qua, nhưng còn chưa nghe nói ai có thể thu phục Hoàng Tuyền Bia, Tần Vấn Thiên là người thứ nhất, cho nên, thời điểm Tần Vấn Thiên mở miệng, Âu Dương Cuồng Sinh chỉ cân nhắc chốc lát liền đáp ứng, cái bằng hữu này có thể kết giao, đa tạ, Tần Vấn Thiên có thể cảm giác được Âu Dương Cuồng Sinh hào sảng, hắn tự nhiên nguyện ý kết giao bằng hữu như vậy, bởi như vậy, tất cả thế lực cấp bá chủ cơ hồ đều tham dự trận chiến đấu này, hơn nữa là do Tần Vấn Thiên chủ đạo. Chỉ là đáng tiếc, người Thanh Vân Các xuất hiện nhưng ngay cả tư cách tham dự cũng không có, mà Khương Đình Khương Gia đi theo Âu Dương Cuồng Sinh còn chưa tới. Cuối cùng chỉ còn lại có Binh Châu Thành Vương Gia Vương Tiêu, không ít người nhìn thoáng qua Vương Tiêu, chỉ thấy hắn bình tĩnh đứng ở đó, mắt nhìn hết thảy phát sinh, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng căn cứ mọi người biết, Vương Gia Vương Tiêu tuyệt đối là một trong những người đáng sợ nhất ở đây, hắn có thể mang đến áp lực, tuyệt đối không kém Âu Dương Cuồng Sinh, chỉ là không biết. Vương Tiêu có tham dự vào vũng nước đục này hay không? Nhưng vô luận như thế nào, giờ phút này Tần Vấn Thiên rốt cục có thể an tâm đối phó đám người Mộ Bạch Phi rồi. Tần Vấn Thiên rút lên Phương Thiên Hỏa Kích, tinh thần quả có thể bổ sung tinh thần nguyên lực rất nhanh, điểm ấy Tần Vấn Thiên đã cảm nhận được. Nhưng đám người Mộ Bạch Phi lại không có tinh thần quả, đánh bại bốn người Thiên Mộng Ngữ, sau đó cùng Tần Vấn Thiên đại chiến, nhất là một kích vừa rồi kia, đối với bọn họ tiêu hao là cực lớn, nhìn thấy Tần Vấn Thiên bước đến, trong mắt bọn hắn không khỏi có thêm vài phần cảnh giác. Mộ Bạch Phi tay cầm trường kiếm, lại lần nữa giơ kiếm, Yến Châu kiếm khách kiêu ngạo, không cho đánh tan. Hai người ở bên cạnh cũng cầm kiếm, kiếm ý trên người lăng lệ ác liệt, vầng sáng tinh hồn rơi vãi xuống, để cho kiếm của bọn hắn phản phất như mạnh hơn vài phần. Ông, thân thể Tần Vấn Thiên hóa thành một cái bóng, chỉ thấy Phương Thiên Hỏa Kích của hắn đâm về phía Mộ Bạch Phi, khai sơn thức tấn mãnh, cường đại, một kích phá núi. Vì thế kia tuyệt đối là làm cho người ta sợ hãi, hơn nữa một kích này cũng lấy thần nguyên hình kiếm phóng thích. Mộ Bạch Phi đứng đầu trong ba tên Yến Châu kiếm khách, thực lực mạnh nhất, tuyệt không phải là thế hệ hư danh, chỉ thấy trường kiếm của hắn hơi xoáy lên, thân kiếm bắn ra vài đạo lưu quang sáng chói, sau đó điên cuồng tách ra. Đông, lực lượng cường đại đẩy lui Mộ Bạch Phi, nhưng công kích của hai người khác lại lập tức đánh tới, kiếm như tia chớp, bộ pháp của Tần Vấn Thiên hơi xoay chuyển. Đồng thời oanh ra khai sơn chưởng, lực chìm như núi, uy lực cường đại, đón đỡ kiếm quang bên trái, thời điểm lợi kiếm bên phải đâm tới, bàn tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích của hắn đưa xuống, Phương Thiên Hỏa Kích hóa thành một đạo hào quang đáng sợ bắn về phía Mộ Bạch Phi, hắn lại buông tha cho thần binh. Phốc phốc, chỉ thấy Tần Vấn Thiên hé miệng, nhắm về phía bên phải phun ra từng đạo kiếm quang, làm cho kiếm của đối phương hơi đình trệ, luân mạch của Tần Vấn Thiên lại sôi trào, phát ra tiếng gào thét, giết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng,
cánh tay của Tần Vấn Thiên phản phất như ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, quanh ra một kích khô tịch ấn, huyết quang đáng sợ chất chứa trong đó, hóa thành lực lượng hủy diệt, một tiếng ầm vang nổ mạnh, kiếm của đối phương rời tay bay ra. Tốc độ của Tần Vấn Thiên nhanh như thế nào, sớm đã chuẩn bị tốt một kích này, hắn kích hoạt cửu thiên côn bằng quyết, lấn thân thẳng tiến, thần sắc của đối phương cực kỳ khó coi, trong lúc vội vã ngón tay bạo kích ra, đầu ngón tay chất chứa kiếm ý cường đại, nhưng cận thân công kích, Tần Vấn Thiên cường hoành như thế nào, hai con ngươi yêu dị nhìn chằm chằm vào đối phương, làm cho đối phương cảm giác như lâm vào mộng cảnh không chân thực, một bàn tay huyết sắc nghiền ép đến, phá hủy công kích của hắn. Ngón tay của Tần Vấn Thiên điểm tới, thần nguyên lợi kiếm ẩn chứa phù văn huyết sắc đâm vào đầu đối phương. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng Mộ Bạch Phi cùng tên kiếm khách còn lại đã giết tới, để cho Tần Vấn Thiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trong chốc lát, Tần Vấn Thiên điều chỉnh công kích, thần nguyên khủng bố bộc phát ra, hóa thành lợi kiếm sáng chói bắn về phía Mộ Bạch Phi. Mộ Bạch Phi cho hắn uy hiếp hiển nhiên càng mạnh, nhưng đồng thời, kiếm của tên còn lại đã đến, tay trái của Tần Vấn Thiên rung lên. Sau đó đập ra, kiếm quang càng quét mà qua, một đạo huyết quang lập lòe, bàn tay của Tần Vấn Thiên xuất hiện vết máu, kiếm của đối phương quá sắc bén rồi. Đối mặt đối thủ như vậy, hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ chết ở dưới thân kiếm. Thân thể Tần Vấn Thiên cấp tốc thối lui, hai người Mộ Bạch Phi biết rõ bỏ lỡ thời cơ đánh chết Tần Vấn Thiên tốt nhất, nhìn thoáng qua thi thể đồng bạn ở bên cạnh, ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, thời điểm nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, sát ý càng mãnh liệt. Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành, sư khôi triệt để bạo tẩu, hóa thành nửa người nửa yêu, điên cuồng áp bách Mạc Khuynh Thành, dùng thân phận của hắn vậy mà không cách nào nghiền ép Mạc Khuynh Thành, để cho hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Bất quá bên Huyền Âm Điện ngược lại không cần lo lắng, thực lực của Âu Dương Cuồng Sinh xác thực lợi hại, hơn nửa người Huyền Âm Điện vốn cường đại, đối mặt người Thiên Yêu Tông cùng với Thú Vương Điện cũng không rơi vào hạ phong, mà người những thế lực khác cũng vui vẻ xem náo nhiệt. Bọn hắn vốn yếu thế, những người này điên cuồng chiến đấu, đối với bọn họ là cực kỳ có lợi. Lạnh quá. Lúc này, có người rùng mình một cái, cảm giác từng đợt gió lạnh quất ở trên người, hơn nữa làn gió này càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người nhíu mày, sau đó ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía một phương hướng, là khe hở duy nhất trên vách núi kia, khe hở kia có thể dung nạp mấy người đồng hành, hấp lực trong đó càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà tràn ngập ra phía ngoài, đã có xu thế cắt bay đá chạy. Tình huống như thế nào? Ánh mắt mọi người nhìn qua, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, xa xa nổi lên phong bạo khủng bố, áp bách mà đến, toàn bộ lao về phía khe hở, phản phất như muốn thôn phệ khe hở vách núi kia. Chỉ nháy mắt, quần áo của mọi người bay phất phới, bọn hắn chỉ cảm thấy chân đứng không yên, bị hút vào trong khe hở kia, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, Tần Vấn Thiên bị cuồng phong chà sát đến lui về sau một bước, ổn định thân hình. Con mắt của Tần Vấn Thiên như không mở ra được, cơn gió này quá cổ quái. Ở dưới quái phong, có người không ngừng di động, chỉ thấy một người va chạm về phía Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên lui một bước, đột ngột, người nọ xoay người, một thanh cự phủ lóng lánh chém về phía Tần Vấn Thiên, nếu bị đánh trúng, thân thể của Tần Vấn Thiên sẽ bị bổ ra. Tần Vấn Thiên giật mình, giờ phút này ở dưới quái phong, thân thể hắn căn bản khó có thể di động, né tránh dĩ nhiên là mất linh mẫn. Mà trong lúc vội vã muốn tụ lực lượng chống cự càng khó hơn, huống hồ uy lực của công kích kia cực kỳ đáng sợ, người này tuyệt đối là người cực kỳ cường đại, hiển nhiên là vì tinh thần quả trên người hắn. Đông, Tần Vấn Thiên buông lỏng thân thể của mình, không đi chống cự quái phong, thân thể của hắn bay thẳng đến vách núi, cự phủ chém qua, một đạo phủ quang đáng sợ hiện lên, tiếng phốc phốc truyền ra, quần áo ở trên ngực của hắn nghiền nát, máu tươi chảy ra, trước ngực bị chém ra một vết thương thật dài. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Tần Vấn Thiên đụng vào vách núi, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, quái phong này thật là đáng sợ. Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành kinh hô, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy một búa kinh người kia, gian nan di động về phía Tần Vấn Thiên. Ta không sao, Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn Mạc Khuynh Thành cười cười, hắn cảm giác lực lượng huyết mạch của mình quay cuồng, miệng vết thương chậm rãi khép lại, để cho trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ nhúc nhích. Phù văn huyết sắc trong cơ thể điên cuồng hội tụ về phía miệng vết thương, quả nhiên tốc độ vết thương khép lại càng nhanh hơn, làm Tần Vấn Thiên cảm nhận được lực lượng huyết mạch của mình cường đại. Ở đây, Mạc Khuynh Thành nhìn về phía Tần Vấn Thiên vươn tay, Tần Vấn Thiên cũng dựa vào vách núi di động về phía nàng, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng nói, Khuynh Thành, chỉ sợ quái phong này không ai có thể ngăn cản được, chúng ta chỉ có thể thuận theo tự nhiên,
tiến vào thông đạo kia. Ân, Mạc Khuynh Thành nhẹ gật đầu, tay hai người nắm thật chặt, đi. Tần Vấn Thiên không có đi lấy phương thiên hỏa kích của mình, cũng không có suy nghĩ tìm cường giả vừa rồi đánh lén, giờ phút này quan trọng nhất là an toàn. Hắn nhìn thoáng qua người trong gió lốc, có không ít người xuất thủ đánh lén, người nơi này đều vô cùng ác độc, không chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Hai người triệt để buông lỏng, quái phong đáng sợ lập tức cuốn bọn họ vào khe hở, bọn hắn chỉ cảm giác mình giống như đằng vân giá vũ. Một tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Vấn Thiên biết rõ mình đụng vào thạch bích, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, quái phong đáng sợ chà sát đến ánh mắt của hắn không mở ra được, tinh thần nguyên lực tràn ngập, huyết mạch trong cơ thể quay cùng bảo vệ thân thể. Đồng thời Tần Vấn Thiên kéo Mạc Khuynh Thành vào trong ngực, hai tay dùng sức ôm lấy nàng, bay lượn ở trong cuồng phong. Lục phủ ngũ tạng của Mạc Khuynh Thành rung chuyển, nhưng trong lúc đó cảm nhận được một vòng tay ôn hòa, nàng cảm giác rất ngọt ngào, đưa tay ôm lấy Tần Vấn Thiên. Thân thể không ngừng đụng chạm lấy vách núi, Tần Vấn Thiên cảm thấy qua thật lâu, thân thể của hắn và Mạc Khuynh Thành rốt cục té lăn trên đất, thân thể hai người vẫn chặt chẽ kề cận như trước. Mở to mắt, Tần Vấn Thiên nhìn cặp mắt sáng ngời kia, không khỏi lộ ra vui vẻ, còn sống. Mạc Khuynh Thành cũng ngọt ngào cười cười, hai người gian nan ngồi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân mệt rã rời, chung quanh bão cát cuồn cuộn. Đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bọn hắn đang ở trong gió lốc, nhưng rất nhanh, đôi mắt của hai người đều động lại, nhìn về phía trước. Sở dĩ bọn hắn còn có thể cảm nhận được phong bạo mãnh liệt như thế, là vì phía trước không ngừng có gió lạnh giống như lưỡi dao thổi qua, phía trước còn có một cổ phong bạo đáng sợ. Nhưng ánh mắt xuyên thấu qua phong bạo, bọn hắn lại thấy được hình ảnh cung điện xa hoa, từng cục đá phảng phất như câu thông tinh thần trên bầu trời, tinh quang từ trên vòng trời rơi vãi xuống, rơi vào trong ao nước, chỗ đó là tiên trì. Chỉ cần đi qua phong bạo phía trước, có thể tắm rửa tiên trì. Lúc này đám người đã lục tục bị quái phong thổi đến nơi này, lúc bọn hắn bò dậy cũng phát hiện tiên trì ở đối diện, chỉ thấy có không ít người giơ chân chạy như điên tới, đi vào trong gió lốc, bất quá rất nhanh bọn hắn liền giảm tốc độ. Tự hồ cảm nhận được bão táp này đáng sợ, tinh thần nguyên lực bao phủ thân thể, từng bước một tiếp tục đi tới, lục tục có nhiều người hơn bước vào trong gió lốc, rốt cục, người ở phía trước nhất đã đi qua 1/3 lộ trình, nhưng tinh thần nguyên lực của hắn tự hồ tiêu hao không còn, sau đó huyết vũ phiêu tán, đám người rõ ràng chứng kiến thân thể của hắn bị phong bạo xoắn thành phấn vụn, một màn như vậy, để cho rất nhiều người chấn động, nhất là những người đã tiến vào trong gió lốc, trong lòng bọn hắn rung nhẹ nhẹ. Nhưng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới, từng hình ảnh huyết tinh xuất hiện, khiến cho trái tim mọi người không ngừng chấn động, những người kia, toàn bộ đều chết hết, người đi được xa nhất, cũng không có đi qua một nửa lộ trình, tinh thần quả. Ánh mắt của rất nhiều người đột nhiên nhìn về phía Tần Vấn Thiên cùng với Mộ Bạch Phi, ngoại trừ Âu Dương Cùng Sinh, người có được tinh thần quả, là Tần Vấn Thiên cùng Mộ Bạch Phi. Đoạn lộ trình kia, không đủ tinh thần nguyên lực hộ thể, căn bản đi không qua. Tinh thần quả tồn tại, chính là vì có thể thuận lợi thông qua phong bạo, từ đó đi thông tiên trì. Chỉ thấy đám người bắt đầu chuyển động, rất nhanh, ngăn trở con đường của đám người Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành, Mộ Bạch Phi, không cho bọn hắn đi vào trong gió lốc, thậm chí ngay cả Âu Dương Cuồng Sinh cũng bị người ngăn cản. Đối với tinh thần quả, bọn hắn tình thế bắt buộc, không thể không mạo hiểm. Cuồng phong lóng lánh, chỉ thấy có người động thủ, để cho người có chút kinh hãi là... Người thứ nhất động thủ là Binh Châu Thành Vương Tiêu, mà đối tượng hắn động thủ là Yến Châu Kiếm Khách Mộ Bạch Phi. Tần Vấn Thiên thì nhìn về phía một gã Yến Châu Kiếm Khách khác ở bên người Mộ Bạch Phi. Hôm nay, ba tên Yến Châu Kiếm Khách, chỉ còn lại có một người hắn. Khi thấy Tần Vấn Thiên lạnh như băng nhìn mình, trong mắt hắn rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.